Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 159. Hắn thiên ma hàng long ấn, ở trên trời cương tuyệt mệnh phù kiếm nghiền ép hạ, cũng là trực tiếp nổ tung tiêu diệt. Đồng dạng là 33 thiên hồng mông cổ pháp, hắn thiên ma hàng long ấn, uy lực so với thiên cương tuyệt mệnh phù vẫn là kém quá nhiều, căn bản không thể tương đương. Một đám phế vật. Thanh thị trúc long hừ một tiếng, một kiếm đánh bại bốn đại cao thủ, hắn hăm hở, thần uy vô địch. Hộ pháp đại nhân uy vũ. Mà thất sát ma tông các đệ tử, cũng là vô cùng phấn chấn, chiến ý tăng vọt, hung hăng chém giết chung quanh cái khác ma tông đệ tử. Thanh thị trúc long không giấu vết im lìm hừ một tiếng, hơi thở nhưng là có chút trệ chất. Thiên cương tuyệt mệnh phù uy lực tuy lớn, nhưng dẫu sao là 33 thiên hồng mông cổ pháp, thi triển cần phải hao phí cực lớn thể lực, hắn giờ phút này cũng cảm nhận được một chút yếu ớt. Bất quá, một kiếm đánh bại bốn đại cao thủ, hắn vậy là vô cùng hài lòng, bây giờ không có người dám theo hắn cướp đoạt đế Long Châu. Hạt châu này, là bổn tọa. Thanh thị trúc long tròng mắt xâm nghiêm, bàn tay dâng lên thanh mang, toát ra vảy rồng, hiện ra long chảo bản tướng, một móng vuốt hướng đế Long Châu bắt đi. Suy suy suy. Nhưng bỗng nhiên, từng đạo khói báo động, mang ngập trời binh ra khói lửa hơi thở, diễn hóa thành một cái cầm ma đao, từ trong hư không chém chết ra. Không tốt. Nhất thời, thanh thị trúc long sắc mặt đại biến, lật đật lùi về móng vuốt. Mà hắn móng vuốt mới vừa lùi về, lại có một cái màu máu đỏ long chảo, đột nhiên lộ ra, nắm thật chặt đế Long Châu. Ẩn núp trong bóng tối giả thiên ma đế và huyết long, rốt cuộc vào giờ khắc này, hiển lộ ra mũi nhọn. Khói báo động ma đao, chém. Giả thiên ma đế từng bước một bước ra, dưới chân tách thả ra nhiều đóa màu đen đài sen, mênh mông uy nghiêm vô địch, khí uy ngút trời, từng luồng khói báo động, hóa thành một cái cầm ma đao, điên cuồng chém đánh ra. Ở hắn vùng lân cận ma tông đệ tử, gặp phải khói báo động khói lửa nghiền ép, toàn bộ hộc máu bạo mất, không có để lại chút nào sức sống, tại chỗ chết đi. Già thiên ma đế, là ngươi. Thanh thị trúc long sắc mặt âm trầm, hắn đã sớm ngờ tới, già thiên ma đế sẽ ở bây giờ xuất hiện chậm. Nhưng hắn không nghĩ tới, già thiên ma đế thời cơ xuất thủ, lại có thể nắm giữ được như vậy tuyệt diệu. Hắn và kỵ đô ma quân các người đánh một trận, thể lực tiêu hao quá lớn, chính là yếu ớt thời điểm. Già thiên ma đế cái này một cái xuất thủ, đơn giản là tuyệt diệu tới cực điểm, muốn đưa hắn tử địa. Ngự. Trong lúc nguy cấp, thanh thị trúc long lật đật lắc mình một cái, hiện ra trúc long chân thân, hào hùng yêu khí, nhất thời phóng lên cao, tầng tầng màu xanh miếng vảy, ở dưới ánh trăng lóe lên sáng lạng chói lọi. Huyết long, chúng ta đi. Già thiên ma đế không hề muốn ham chiến, hắn chỉ có 3 lần lấy điện thoại ra sẽ, bây giờ là lần thứ 2, chỉ hoãn tiếp nữa, chỉ sợ sẽ có bất trắc họa. Ma đế tiền bối, ta. Huyết long nhưng ngay tại chỗ, hắn móng tay nắm được đế Long Châu, từng luồng minh mông hồng mông bảo khí, không ngừng bơm vào nhập trong cơ thể hắn. Trong sâu thẳm, hắn cảm thấy tự thân huyết mạch, kịch liệt sôi trào. Ở đế Long Châu hơi thở xâm nhiễm hạ, huyết long cắn nuốt đầu kia vực ngoại ma huyết mạch của rồng năng lượng, lại muốn hồi phục. Rào! Huyết long lắc mình một cái, vậy hiện ra to lớn hình rồng bản tướng, chiếm cứ ở trên trời. Ông! Viên kia đế Long Châu, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn trên, sáng chói như trời tháng, và hắn huyết mạch đồng tình. Đế Long Châu, là chư thiên long khí căn nguyên, là long tộc tổ nguyên, và máu huyết mạch của rồng đặc biệt phù hợp. Giờ khắc này, huyết long nhắm hai mắt lại, lại dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người, bắt đầu luyện hóa đế Long Châu. Huyết long, ngươi làm gì? Già thiên ma đế một hồi kinh ngạc, vậy phát hiện dị thường. Huyết long hơi thở, và đế Long Châu hơi thở, phù hợp được quá hoàn mỹ, huyết long bắt được đế Long Châu sau đó, hoàn toàn không kiềm chế được, ở huyết mạch bản năng dưới, trực tiếp ngay trước mọi người luyện hóa. Càn rỡ, người cái này tiểu long, có gì tư cách chấm mút đế Long Châu? Thanh thị trúc long thấy vậy, nhất thời tức giận, một cổ minh mông ma âm, mang viễn cổ con voi to khí thế, hung hăng hướng huyết long nghiền ép đi. Chính là cự tượng chấn thiên sức lực. Khói báo động ma đao, phá. Già thiên ma đế ngang nhiên ra tay, một cái cầm ma đao nối thành một phiến, như núi đao rừng cây, đầy trời chăn đệm,
nghiền nát thanh thị trúc long ma âm kình khí, bảo vệ huyết long không bị thương tổn. Đáng chết! Thanh thị trúc long cắn răng, hắn chính là yếu ớt thời điểm, hoàn toàn không địch lại giả thiên ma đế. Các vị, chúng ta từ bỏ thành kiến, cùng nhau liên thủ, tru diệt cái này hai cái ngoại địch. Ánh mắt thay đổi thật nhanh gian, giả thiên ma đế hô hoán lên. Hừ, chúng ta bị ngươi đả thương, không khí lực xuất thủ nữa. Ngươi muốn tru diệt ngoại địch, mình từ từ động thủ đi. Đế Long Châu này cùng chí bảo, ta ninh cho ngoại địch, cũng không dư tặc trong nhà. Nam Minh Ma Soái, Đông Phương Kiếm Ma, Cửu Nan Ma Vương ba trưởng lão, bị Thanh Thị Trúc Long trùng trùng đả thương, trong lòng tức giận vô cùng, cũng không nguyện người giúp. Một đám thực cổ không thay đổi phế vật. Thanh Thị Trúc Long giận dữ, Đế Long Châu rơi vào trong tay người nào, thật ra thì cũng không có vấn đề, dù sao đều là vực ngoại thế lực, nhưng giả thiên ma đế và huyết long, nhưng là người ngoài, nếu như bị bọn họ luyện hóa Đế Long Châu, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nam Minh Ma Soái cùng ba trưởng lão, tự nhiên cũng rất rõ ràng một điểm này, nhưng căm hận dưới, tình nguyện mất đi Đế Long Châu, cũng không muốn phái dưới quyền đệ tử tương trợ. Ta cùng ngươi hợp tác. Kỵ Đô Ma Quân bay đến Thanh Thị Trúc Long bên người, lãnh đạm nói, cùng tru diệt vậy một người một rồng, Đế Long Châu thuộc về ta. Ngươi nói gì sao? Thanh Thị Trúc Long sắc mặt trầm xuống. Ha ha, muốn ta cùng ngươi hợp tác, phải cầm Đế Long Châu nhường cho ta. Ta xem vậy cái huyết long, huyết mạch phẩm chất siêu phàm nhập thánh, ngươi giết hắn, đem chi chiếm đoạt, chỗ tốt tuyệt đối không nhỏ, làm người không thể quá lòng tham. Kỵ Đô Ma Quân ánh mắt cay độc, liếc mắt liền nhìn ra máu huyết mạch của rồng phẩm chất, tuyệt đối không giống vật thường, bàn về giá trị, tuyệt đối sẽ không so Đế Long Châu kém. Nếu như Thanh Thị Trúc Long cắn nuốt huyết long, nhất định có thể lột xác. Mà viên kia Đế Long Châu, tự nhiên phải thuộc về hắn, nếu không hắn chỗ tốt gì cũng không có, đạo lý không nói được. Được. Thanh Thị Trúc Long nội tâm cân nhắc một phen, lúc này gật đầu một cái. Chỉ bằng vào hắn một người, là không có biện pháp đoạt lại Đế Long Châu, một khi bị huyết long luyện hóa thành công, chính là hắn tai nạn. Chỉ có và Kỵ Đô Ma Quân hợp tác, mới có cơ hội đoạt lại. Còn như Đế Long Châu, cuối cùng muốn rơi vào Kỵ Đô Ma Quân trong tay, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nếu như có thể đánh chết huyết long, chiếm đoạt luyện hóa, hắn cũng có thể lấy được thiên đại bồi thường. Lập tức Thanh Thị Trúc Long và Kỵ Đô Ma Quân, một người một rồng, đôi đôi ra tay, đột nhiên bão tố giết ra. Một đạo ma quang, một đạo thanh quang, như hai thanh phi kiếm, ngay tức thì tới sát giả thiên ma đế trước mặt. Khói báo động khói lửa, ma đao tuyệt chém, đốt. Giả thiên ma đế hai tay huy động, phân quang hóa ảnh, từng đạo thẳng cột khói phóng lên cao, diễn hóa thành đầy trời cuồn cuộn ma đao, mang hung hãn khói lửa hơi thở, hung hăng bổ xuống. Đây là hắn lần thứ ba ra tay, cũng là sau cùng một lần. Thanh Thị Trúc Long và Kỵ Đô Ma Quân, mới vừa vẫn là cừu địch, nhưng giờ phút này vì đại cuộc, nhưng là chặt chẽ liên thủ, mang đến cho hắn to lớn áp lực. Hắn bên này, cũng là một người một rồng, nhưng huyết long hai tròng mắt đóng chặt, chiếm cứ thiên vũ, đang yên lặng luyện hóa Đế Long Châu, cũng không thể ra tay trợ chiến. Hắn muốn lấy một chọi hai, áp lực có thể tưởng tượng được. Leng keng chanh, một cái cầm khói báo động ma đao, hung hăng chém vào Thanh Thị Trúc Long trên thân thể, nhất thời miếng vảy bay lượn, máu thịt mơ hồ. Nhưng Thanh Thị Trúc Long da dày thịt thô, vậy không quan tâm chút thương thế này, một móng vuốt đánh ra đạo đạo hung quang, hướng giả thiên ma đế nghiền ép đi. Mà Kỵ Đô Ma Quân, cũng là ngập trời giấu tay chấn áp xuống tới, không cho hắn thở dốc cơ hội. Ba người đánh nhau, vô số động trời hơi thở bùng nổ. Từng luồng ma phù mãnh liệt ra, khói báo động lao nhanh tới giữa, trên trời như có thiên quân vạn mã xung phong, tư thế hào hùng, băng hà vào mộng, khí uy minh mông tới cực điểm. Hiển nhiên, giả thiên ma đế hơi chiếm cứ thượng phong. Dẫu sao, Thanh Thị Trúc Long và Kỵ Đô Ma Quân mới vừa hỗn chiến, thể lực đã nghiêm trọng tiêu hao. Trên mặt đất, rất nhiều ma tông các đệ tử, vậy ngưng chiến đấu, ngước nhìn bầu trời kịch liệt quyết chiến hình ảnh. Đây là thiên thần cảnh hậu kỳ chiến đấu, mỗi một lần va chạm, đều có động trời uy áp gào thét ra, bầu trời đêm lưu vân bị xé được nghiền, vô số không gian nổ tung, một mảnh hỗn độn.
mà ở nơi này kịch liệt quyết chiến bên trong, huyết long nhưng tựa như pho tượng, ngừng không nhúc nhích, nhưng mà hắn hô hấp tới giữa, như cá vòi uống nước, thiên địa linh khí cuồn cuộn tới, hai cây long tu trôi dạt, tựa hồ muốn kích động hồng mông đại thế. Viên kia đế long châu, không ngừng thả ra mênh mông hơi thở, và hắn huyết mạch đồng tình. Hắn ở luyện hóa đế long châu, chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, hắn là có thể hoàn toàn lột xác. Một khi lột xác, hắn thực lực, thậm chí sẽ vượt qua giả thiên ma đế. Huyết long, người rốt cuộc muốn luyện hóa tới khi nào? Giả thiên ma đế hai tay huy động, từng đạo ma đao chém chết, mới vừa hắn còn chiếm cứ thượng phong, nhưng theo thời gian trì hoãn, hắn đã có bị thua dấu hiệu. Dẫu sao Thanh Thị Trúc Long và Kỵ Đô Ma Quân, đều là vô cùng mạnh mẽ cao thủ, coi như trạng thái không tốt, cũng có động trời uy áp. Mà hắn bị thương trong người, còn không có hoàn toàn hết bệnh, đánh lâu dưới, nhất thời rơi xuống hạ phong. Tên này không chịu nổi. Thanh Thị Trúc Long và Kỵ Đô Ma Quân nhìn nhau, cũng phát hiện giả thiên ma đế yếu ớt. Động thủ, diệt hắn. Hai người ánh mắt bỗng nhiên ác liệt, hung hăng gào thét ra. Thôi, ta liều mạng ma nghiệt bùng nổ, cũng phải tu luyện 33 thiên hồng mông cổ pháp, chu diệt ngươi cùng. Giả thiên ma đế trong mắt đoạn tuyệt, sử dụng một phiến ngọc giản. Cái này phiến ngọc giản, phía trên in thiên ma khói báo động nhận năm chữ to, từng luồng cuồn cuộn hồng mông hơi thở, không ngừng tràn ra tới. 33 thiên hồng mông cổ pháp. Thanh Thị Trúc Long và Kỵ Đô Ma Quân thấy vậy, gương mặt nhất thời biến sắc. Giả thiên ma đế ánh mắt ngưng luyện, thần niệm quét nhìn, cảm ngộ trong ngọc giản cổ pháp thần thông. Hắn khói báo động ma đao, trên thực tế chính là từ thiên ma khói báo động nhận bên trong lĩnh ngộ được, cái này thiên ma khói báo động nhận, mới thật sự là hồng mông chính tông. Sống chết trước mắt, giả thiên ma đế không để ý hết thảy, trực tiếp tu luyện thiên ma khói báo động nhận. Nháy mắt tức thì, vô số cổ xưa ma đạo bí pháp, đao kiếm đại đạo, như thể hồ quán đính, hung hăng đánh thẳng vào giả thiên ma đế đầu óc. Thiên ma này khói báo động nhận, hắn đã sớm tiếp xúc qua, nhưng bởi vì cố kỵ tự thân ma nghiệt nhân quả quá nhiều, vẫn không có tu luyện. Giờ phút này quyết ý tu luyện, cơ hồ là ngay lập tức, hắn thì hoàn toàn liền lĩnh ngộ thiên ma khói báo động nhận diệu pháp. Thiên ma vũ, khói lửa khói báo động chiến không ngừng. Ta là binh chủ, chấp trưởng thiên hạ sát phạt khí. Giả thiên ma đế phát ra cuồn cuộn tiếng ngâm sướng âm, hắn trên mình, vô số ma khí diễn hóa thành chiến khí, từng luồng khói lửa chiến hỏa, không ngừng bộc phát ra. Chư thiên vạn giới, có vô tận xung phong kêu gào, binh ra chiến trận, thiết ngựa cuồn cuộn thanh âm vang lên, mãnh liệt sát phạt hơi thở, hóa thành một cái thanh đao kiếm loạn nhận, suy suy vang dội, quanh quẩn giả thiên ma đế không ngừng múa lên. Giờ khắc này, hắn phảng phất là chấp trưởng binh ra sát phạt, nắm giữ khói lửa chiến trường binh chủ. Ác liệt, lãnh khốc, xâm nghiêm, vô địch khí thế, không ngừng cút trào xuống. Ma đế tiền bối. Thiền định ở giữa huyết long, vậy cảm nhận được liền ngập trời khói lửa đánh vào, hơi hí ra ánh mắt, nhìn giả thiên ma đế thân ảnh to lớn, hắn rung động thật sâu. Giả thiên ma đế là vì bảo vệ hắn, để cho hắn an tâm luyện hóa đế long châu. Mới cam nguyện xúc phạm nơi hiểm yếu, tu luyện 33 thiên hồng mông cổ pháp. Cái này một tí, giả thiên ma đế trên người ma nghiệt nhân quả, coi như là hoàn toàn bộc phát, ngưng tụ thành từng cái xiềng xích, ở trên người hắn bá lạp lạp lưu truyền. Hắn võ đạo căn cơ, bởi vì ma nghiệt bùng nổ, bị hoàn toàn cắt đứt. Hắn đời này, tu vi cũng không thể lại đột phá, vĩnh viễn, đều phải khốn tại thiên thần cảnh tầng 8 trời. Không có hy vọng đột phá, cũng không có hy vọng phi thăng thượng giới. Đây là ma nghiệt bùng nổ giá phải trả. Nhân quả chân thực quá nặng. Nhưng giả thiên ma đế, ánh mắt đoạn tuyệt, cũng không có lộ ra chút nào suy sụp tinh thần, cho dù gặp phải từng cái ma nghiệt khóa những ràng buộc, hắn hơi thở, vẫn ngút trời vô địch, như binh gia nắm giữ, không thể nhất thế. Thiên ma khói báo động nhận, cho ta chém giết. Giả thiên ma đế quát to một tiếng. Từng đạo khói báo động đao kiếm, khói lửa loạn nhận, mãn không chém đánh tiếp. Mau rút lui. Thanh Thị Trúc Long và Kỵ Đô Ma Quân thấy một màn này, ánh mắt đều là vô cùng kinh hãi, không dám chậm trễ chút nào, chật vật rút lui lui ra. Mà trên mặt đất, ra nhà đệ tử của các phái cửa, cũng là vô cùng chật vật chạy trốn tứ tán,
e sợ cho gặp phải khói báo động khói lửa loạn nhận chân áp. Xuy xuy xuy, ngút trời loạn nhận, mang binh ra chiến trận sát phạt khí, điên cuồng loạn chém giết lung tung. Phốc xích, phốc xích, nhất thời, Thành Thị Trúc Long và Kỵ Đô Ma Quân, cũng gặp phải vô số loạn nhận chém, máu thịt mơ hồ, người bị thương nặng, xương cũng lật ra, thương thế không biết có bao nhiêu nghiêm trọng. Mà hơn nửa đế tuấn rừng trúc, cũng bị loạn nhận phá hủy, trở thành một mảnh hỗn độn phế tích. Có rất nhiều ma tông đệ tử, không tránh kịp, bị loạn nhận chém thành cục thịt, trạng thái chết đặc biệt thê thảm. Nơi này động trời sát phạt khí thế, vậy truyền đến diệt ma bên trong thành. Bên trong thành vô số cư dân, nhìn đế tuấn rừng trúc phương hướng, tất cả mọi người đều lộ ra rung động thần sắc. Lần này đế Long Châu xuất thế, quả nhiên dẫn phát kinh khủng chiến giết. Vô Trần ca ca nhất định ở bên kia. Một cái từ hoang thôn đi ra thiếu nữ, bước chân lảo đảo, ánh mắt thành kính mà kiên định, hướng rừng trúc chạy nhanh đi. Hống! Mà bỗng nhiên, một đầu nguy nga như núi cửu vĩ hồ, nhưng từ trong bóng tối lao ra, một hơi hướng thiếu nữ chiếm đoạt đi. Mà lúc này, đế tuấn rừng trúc. Kinh khủng đại chiến hạ màn, trên mặt đất hiện đầy thi thể, máu chảy thành sông. Trên bầu trời, Giả Thiên Ma Đế sắc mặt hơi trắng bệch, hiển nhiên hao phí to lớn hơi thở, nhưng Thanh Thị Trúc Long, Kỵ Đô Ma Quân, còn có gia nhà các phái cường giả, toàn bộ bị hắn đánh bại. Trận chiến này, hắn cơ hồ là nghiền ép vậy thắng lợi. Ma Đế tiền bối, ngươi không có sao chứ? Huyết Long thần sắc lo âu. Giả Thiên Ma Đế trả giá cao quá lớn, võ đạo căn cơ lúc này bị ma nghiệt cắt đứt, không thể lại tấc tiến một bước, sau này không biết như thế nào cho phải. Không có sao, một chút ma nghiệt, ta tự có biện pháp giải quyết, ta võ đạo căn cơ, tuyệt sẽ không lúc này đoạn tuyệt, ngươi mau luyện hóa đế Long Châu thôi. Giả Thiên Ma Đế ngược lại là cởi mở, cũng không có lo lắng tự thân, ngược lại thúc giục Huyết Long. Ừ, Huyết Long gật đầu một cái, ngưng hạ tâm thần, đang muốn tiếp tục luyện hóa đế Long Châu. Nhưng ngay vào lúc này, một đạo quỷ dị bóng người, từ trong hư không nổi lên. Đạo thân ảnh này, hoàn toàn là im hơi lặng tiếng xuất hiện, không có một chút người sống hơi thở, như tờ giấy phiến tơ liễu vậy, bồng bềnh ở trên trời, vèo một tí, thân thể thiểm lược, bay đến Huyết Long đỉnh đầu, bót đích một tiếng, cướp đi đế Long Châu, nhanh chóng ẩn trong mây ảnh, không thấy tung tích. Là ai? Giả Thiên Ma Đế cả kinh thất sắc, không nghĩ tới sau lưng lại còn có người cất giấu. Người này tung tích, chân thực quá quỷ bí, hắn hoàn toàn không có phát hiện. Hơn nữa này mục đích của người, vậy đặc biệt trực tiếp, chính là vì cướp lấy đế Long Châu, một đoạt vào tay liền lập tức biến mất. Nếu như người này là vì giết người, trên mình mang theo sát khí, lấy hắn bén nhạy, tuyệt đối có thể cảm nhận được. Nhưng người này căn bản không dính sát khí. Chỉ là đoạt bảo, hắn căn bản không có phát hiện. Cái này một tí nổi lên biến cố, trên trời dưới đất, tất cả mọi người đều kinh hãi. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, mọi người khổ khổ quyết chiến lâu như vậy, cuối cùng đế Long Châu, lại có thể bị người ngoài cướp đi. Cái này quả thực châm chọc. Giả Thiên Ma Đế và Huyết Long, cũng thật sâu động dung. Bọn họ mới vừa ẩn núp trong bóng tối, muốn cùng ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nhưng không nghĩ tới, sau cùng ngư ông, cũng không phải bọn họ. Thiên Lang, là ngươi tên này. Thanh Thị Trúc Long kêu lớn lên, mặt đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhưng là nhận ra, mới vừa cướp đoạt đế Long Châu người, chính là thượng cổ thập hung một trong, ba mắt Thiên Lang. Bàn về bối phận, hắn là Thiên Lang sư huynh, hai người đều là cửu u hổ cử xuống đệ tử. Không nghĩ tới đế Long Châu, cuối cùng lại có thể rơi vào ta trên tay. Không gian bóng mở chỗ tối, Thiên Lang mừng như điên không dứt, cả người đều run rẩy. Hắn chỉ có thiên thần cảnh sơ kỳ thực lực, ở Giả Thiên Ma Đế đám người mũi nhọn hạ, con kiến hôi đều không phải là. Nhưng cuối cùng, hắn nhưng thành chân chính bên thắng. Hạt châu này, ta lấy về hiến tặng cho Hiên Viên đại nhân, hắn nhất định trùng trùng có thưởng. Thiên Lang tràn đầy kích động, hắn phụng Hiên Viên Mặc Tà mệnh lệnh, đi tới vực ngoại. Chờ cơ hội cướp đoạt đế Long Châu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Từ đế Long Châu xuất thế một khắc kia, hắn liền lặng lẽ ẩn núp, ai cũng không có phát hiện hắn tồn tại. Cho đến cuối cùng,
Đại chiến hạ màn, tất cả mọi người đều mệt mỏi, hắn rốt cuộc thấy được ngàn năm một thuở cơ hội, một lần hành động ra tay, đoạt bảo thành công. Vui sướng. Không cách nào hình dung vui sướng. Thiên lang cơn sóng trong lòng dâng trào, không nghĩ tới mình thật thành công. Thật ra thì liền liền hiên viên mặc tà đây, đều không ôm hy vọng quá lớn, chỉ là muốn đụng cái vận khí mà thôi, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ thành công. Cùng hiên viên đại nhân luyện hóa đế Long Châu, nắm giữ Long tộc tổ nguyên, thiên đạo cung thế lực, nhất định thật to hừng hực, mà huyết minh ở lại ta đầu óc dấu vết, cũng có thể cùng nhau tiêu trừ. Thiên lang trong lòng tính toán, nhanh chóng chạy trốn xa đi. Mà già thiên ma đế vào huyết long, cũng rơi vào to lớn tuyệt vọng bên trong đi. Bọn họ sát phí khổ tâm, huyết chiến lâu như vậy, cuối cùng lại có thể là người khác làm đồ cưới, đây quả thực là không cách nào tiếp nhận. Đặc biệt là già thiên ma đế, liền võ đạo căn cơ đều bị cắt đứt, trả giá giá lớn như vậy, nhưng cái gì cũng không có được, hắn tâm tình, có thể tưởng tượng được. Vô Trần ca ca. Ngay tại lúc này, một đạo thanh thúy thiếu nữ tiếng kêu vang lên. Chỉ gặp một người mặc thuần màu sắc áo quần, cả người tràn ngập từng luồng khói nước sương mù thiếu nữ, đang cưỡi một đầu hổ yêu, từ phương xa chân trời lao nhanh tới. Ao dao. Già thiên ma đế một thấy thiếu nữ, nhất thời kinh ngạc. Cô gái này, chính là trước đây một mực chiếu cố hắn Vũ Chỉ Giao. Thời khắc này Vũ Chỉ Giao, lại có thể cưỡi một đầu hổ yêu. Mà đầu kia hổ yêu, chính là trước đây chạy trốn rời đi chín đuôi hỏa hồ. Già thiên ma đế và huyết long cũng không nghĩ tới, Vũ Chỉ Giao lại có thể hàng phục chín đuôi hỏa hồ, còn thu vì chiến sủng thú cưỡi. Các ngươi làm sao không từ từ biệt, phải đi cũng không theo ta nói một tiếng. Vũ Chỉ Giao đi tới trước mặt hai người, hơi có điểm ủy khuất trách cứ hình dáng. Già thiên ma đế và huyết long nhìn nhau, không lời chống đỡ, cũng không biết nói cái gì cho phải. Mới vừa tựa hồ có tên trộm, trộm đi các ngươi đồ. Hắn ở chỗ này. Đột nhiên, Vũ Chỉ Giao tiêm vung tay lên, từng luồng khói mù khí, ngay tức thì xuyên qua hư không, phá không bạo cướp không biết biết bao xa xôi, đem chạy tới xa xa thiên lang, hung hăng chấn động ra thân hình, lại lôi kéo trở về. 33 thiên hồng mông cổ pháp, mưa bụi phúc thiên sương mù. Ngươi hơi thở, ngươi là thượng cổ thần đế, duy nhất nữ đế, bay giao đại đế. Ngươi là thượng cổ bay giao đại đế chuyển thế. Già thiên ma đế ánh mắt lửa đốt, đánh giá Vũ Chỉ Giao. Theo Vũ Chỉ Giao ra tay, trên người nàng thiên cơ sương mù dày đặc, nhất thời tản đi. Già thiên ma đế một mắt liền dòm ngó gặp sau lưng nhân quả. Nguyên lai Vũ Chỉ Giao, lại là thượng cổ nữ đế, bay giao đại đế chuyển thế. Ở thời đại thượng cổ, bay giao đại đế võ huân hiển hách, mệnh không nên tuyệt. Lấy được một chút hồng mông cổ khí chiếu cố, cũng thật không có chết, mà là chuyển thế sống lại, trời xanh luyện thành hồng mông cổ pháp, tu thành mưa bụi phúc thiên sương mù đại thần thông. Thuốc lá này vũ phúc thiên sương mù, có muôn vàn sương mù dày đặc biến hóa, có thể ký kết mưa bụi đại trận, bao trùm thiên địa, tại đại trận bên trong kết giới, tự thân hóa thành nắm giữ, có thể lấy cao nhất mưa bụi thiên uy, ung dung tiêu diệt kẻ địch, bưng như người thú vô cùng. Uy lực ở 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong, có thể xếp hàng thứ 9. Bay giao đại đế. Ta không biết. Vô Trần ca ca, ta là thấy đầu này lớn hồ ly, đầu óc bên trong mới đột nhiên nhiều hơn rất nhiều trí nhớ, rất nhiều thần thông, rất nhiều thủ đoạn. Có rất nhiều sự việc, ta cũng không biết. Vô Trần ca ca, cơm món ăn làm xong, người theo ta về nhà, có được hay không? Vũ Chỉ Giao một mặt mờ mịt hình dáng. Lại có điểm sợ. Già thiên ma đế và huyết long không từ từ biệt, nàng nóng nảy dưới, đi ra ngoài tìm, không nghĩ tới nửa đường gặp phải chín đuôi hỏa hồ, thiếu chút nữa thì bị giết chết. Mà ở sống chết trước mắt, nàng thức tỉnh kiếp trước bay giao đại đế trí nhớ, một món khói hơi nước khí, mang cuồn cuộn thiên uy, chấn áp chín đuôi hỏa hồ, trực tiếp thu là thú cưỡi. Ở kiếp trước, chín đuôi hỏa hồ bị bay giao đại đế chấn áp. Nhưng bởi vì bay giao đại đế chuyển thế, phong ấn giãn ra, nó liền chạy trốn ra ngoài, cũng dựa vào đế Long Châu linh khí, thật to tăng tiến thực lực. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng, nó vẫn là phải bị Vũ Chỉ Giao trấn áp thu phục. Nhân quả số mạng, luân hồi định trước, trong sâu thẳm, tựa hồ hết thảy đều có định luân. Nhưng kiếp trước nhân quả,
chân thực quá mức long trời lở đất, Vũ Chỉ Giao không dám đối mặt với, chỉ muốn làm người bình thường mà thôi. Nàng chính là Bay Giao Đại Đế. Trong truyền thuyết thượng cổ thần đế, duy nhất nữ đế. Khí tức thật là cường đại. Còn có nàng Mưa Bụi Phúc Thiên Sương Mù, 33 thiên hồng mông cổ pháp hạng thứ 9, so Thất Sát Ma Tông Thiên Cương Tuyệt Mệnh Phù còn lợi hại hơn. Trên mặt đất, mọi người phát ra tiếng kinh hô. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, tối nay cướp đoạt đế Long Châu, còn có thể mắt thấy thượng cổ nữ đế phong tư. Vũ Chỉ Giao tròng mắt rũ thấp, một mặt điềm đạm đáng yêu hình dáng, nhưng trên người nàng, Mưa Bụi Thiên Uy chân thực quá nồng mãnh liệt, để cho người nhìn một cái, liền có thể cảm nhận được thượng cổ nữ đế hơi thở, cao nhã khoáng đạt, như trời mây khói vũ, không thể đoán. Về nhà, Già Thiên Ma Đế nghe Vũ Chỉ Giao mà nói, nhất thời ngẩn người, hắn đã không biết có nhiều ít năm tháng, chưa từng nghe qua lời như vậy. Chờ một chút hãy nói. Già Thiên Ma Đế lắc đầu một cái, ánh mắt nhưng rơi vào Thiên Lang trên mình. Thời khắc này Thiên Lang, đứng ở Già Thiên Ma Đế trước mặt, run lẩy bẩy. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, mình chui thiên bí mật đi thuật, lại bị Vũ Chỉ Giao đoán được. Tặc tử, người còn có lời gì muốn nói? Già Thiên Ma Đế căm tức nhìn Thiên Lang, quát hỏi. Đại nhân tha mạng, Đế Long Châu vẫn còn cho ngươi, đừng giết ta, đừng giết ta. Thiên Lang một mặt hốt hoảng, cầm Đế Long Châu giao còn đi ra, hắn thật ra thì cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết, nhưng Già Thiên Ma Đế khí thế, chân thực quá mức ngút trời, nghiền ép hết thảy, hắn tinh thần cũng hỏng mất, lúc này quỳ xuống dập đầu, liền liền cầu xin tha thứ, như chó chết chủ. Lại có thể cầm Thiên Lang ép đến như vậy bước, tên này kiêu căng quá hung hãn. Thanh Thị Trúc Long thấy một màn này, cũng là kiêng kỵ sâu đậm Già Thiên Ma Đế thực lực. Hắn rất rõ ràng Thiên Lang tính cách, cho dù chết, cũng sẽ không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng Già Thiên Ma Đế luyện thành Thiên Ma Khói Báo Động Nhận, trên người khói lửa chiến khí quá đáng sợ, có thể nghiền nát người tinh thần ý chí chiến đấu, ác lang ở trước mặt hắn, đều biến thành một cái chỉ sẽ xin sỏ chó. Đoạn ngươi một cánh tay, cút đi. Già Thiên Ma Đế chán xâm nghiêm, một cái ma đao, chặt đứt Thiên Lang cánh tay. Thật ra thì... hắn là muốn trực tiếp giết chết, nhưng ở Vũ Chỉ Giao trước mặt, không biết sao, chẳng muốn lạm khai sát giới. Đa tạ đại nhân tha mạng, đa tạ đại nhân. Thiên Lang tay cụt máu tươi như rót vào, nhưng không dám chút nào câu oán hận, vội vàng xoay người thoát đi. Mà Đế Long Châu, vậy lần nữa rơi xuống Già Thiên Ma Đế trên tay. Huyết Long, ngươi luyện hóa đi, đây là ngươi tạo hóa. Già Thiên Ma Đế cầm Đế Long Châu. Giao cho Huyết Long. Máu huyết mạch của rồng tư chất, và Đế Long Châu hoàn mỹ phù hợp, chỉ có hắn luyện hóa, mới có thể phát huy ra Đế Long Châu lớn nhất hiệu quả. Đa tạ. Huyết Long lần nữa lấy lại Đế Long Châu, trên không luyện hóa. Thanh Thị Trúc Long, Kỵ Đô Ma Quân, Nam Minh Ma Soái các người, còn có gia nhà đệ tử của các phái cửa, thèm thuồng một mét ngước nhìn. Nhưng có Vũ Chỉ Giao ở chỗ này, ai cũng không dám vọng động. Thượng cổ nữ đế phong tư, chân thực quá mức mênh mông, ai dám động tác, sợ rằng phải ngay tức thì bị trấn áp tiêu diệt. Ông, Đế Long Châu không ngừng chấn động, từng luồng thần quang, tung rơi vào Huyết Long trên mình. Già Thiên Ma Đế híp mắt, luyện hóa đã đến cuối cùng, lại qua một nén hương thời gian, là được đại công cáo thành. Thái, thật là to gan, hồng mông chí bảo, há là ngươi cùng con kiến hôi có thể chấm mút. Ngay tại lúc này, một hồi quát mắng tiếng đột nhiên vang lên. Chỉ gặp một cái lưng đeo kiếm to hắc y thiếu nữ, chân đạp thần quang, từ chân trời hạ xuống. Là thượng giới người. Già Thiên Ma Đế quét nhìn một mắt, nhất thời bắt được thượng giới hơi thở. Cái này lưng đeo kiếm to hắc y thiếu nữ, tướng mạo trang phục cơ hồ và tuyển cơ giống nhau như đúc, rõ ràng cũng là nữ hoàng bên người gần thị. Thượng giới tôn tộc làm sao tới? Đây cũng không phải là thượng giới địa bàn, người phụ nữ kia muốn làm cái gì? Nàng cũng muốn cướp lấy Đế Long Châu, đường đường thượng giới nữ hoàng, lại muốn cướp lấy chúng ta đồ, lối ăn không khỏi quá mức khó khăn xem. Trên mặt đất, rất nhiều ma tông đệ tử, nhất thời rối rít nghị luận. Vực ngoại không phải thượng giới địa bàn, nhưng hiện tại, thượng giới lại có thể phái người tới cướp lấy Đế Long Châu, thật sự là không thể tưởng tượng nổi.
Nghe nói thượng giới nữ hoàng, ở thần quốc liền liền bị nhục, thậm chí liền chân thân đều bị thương. Nữ hoàng thiên cung cuộc sống, gần đây không tốt qua à? Cướp đoạt đế Long Châu, chỉ sợ là vì đền bù ở thần quốc tổn thất chứ. Rất nhiều người suy đoán, gần đây Huyền Cơ Nguyệt liền liền bị nhục, tin tức cũng ở đây vực ngoại lưu truyền ra, không biết thật giả, hiện ở thượng giới muốn cướp lấy đế Long Châu, rõ ràng cho thấy bởi vì ở thần quốc tổn thất quá lớn, cần từ những địa phương khác tìm điểm bồi thường. Tuyền Phỉ, cái này đế Long Châu, là ta vực ngoại vật, đừng nói là ngươi, coi như nữ hoàng đích thân tới, vậy không tư cách chấm mút. Một hồi như lôi đình uống tiếng vang lên. Chỉ gặp một cái tướng mạo uy nghiêm, ăn mặc đế uyên điện quần áo người trung niên, biến dạng hư không, vậy xuất hiện ở nơi đây. Đế uyên điện tư không chấp sự cũng tới. Chẳng lẽ đế thích thiên đại nhân, cũng muốn cướp đoạt đế Long Châu? Đế thích thiên đại nhân thần thông cái thế, cất chứa không biết nhiều ít chân bảo, hắn làm sao sẽ cùng chúng ta tranh lợi? Hẳn là muốn ngăn cản thượng giới âm mưu. Một đám ma tông đệ tử, thấy người trung niên này người, đều cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới đế uyên điện vậy phái người tới. Ở vực ngoại, đế uyên điện là đặc biệt bí ẩn thực lực, cơ hồ không có chính diện xuất hiện qua, đều là núp ở phía sau màn, yên lặng điều khiển hết thảy. Mà đế thích thiên, lại là vô số người trong lòng chí cao vô thượng tồn tại, vượt qua hết thảy, trấn áp hết thảy, nắm giữ hết thảy, không có người có thể dung chuyển đế thích thiên uy nghiêm, mà đế thích thiên cũng sẽ không làm ra tham lam dung mạo, cùng người tranh đoạt bảo vật. Chính xác mà nói, đế thích thiên đồ mong muốn, chỉ cần một câu nói, cũng chưa có người còn dám tranh đoạt. Hiện tại đế Long Châu xuất thế, đế uyên điện lại có thể phái người tới, hiển nhiên là vì ngăn cản thượng giới mưu đồ, không để cho đế Long Châu lưu truyền đến thượng giới đi. Bất kỳ bảo vật đi thượng giới, nhất định bị Huyền Cơ Nguyệt cướp lấy, không có lại thả khả năng ra ngoài. Tư Không Liệt, nhà ta nữ hoàng coi trọng bảo vật, người cũng dám cướp. Tuyền Phỉ rút ra cự kiếm, ánh mắt có sát ý. Ta phụng đế uyên điện chủ pháp dụ, thu lấy đế Long Châu, người bất kỳ cùng không được can thiệp. Tư Không Liệt từ trong lòng ngực móc ra một bản trục cuốn, chậm rãi mở ra, một cổ cuồn cuộn thiên đế uy nghiêm, liền bao phủ đúng phiến bầu trời. À, là đế thích thiên đại nhân hơi thở, mau quỳ xuống. Trên đất có rất nhiều đệ tử, đều rối rít quỳ xuống, Nam Minh Ma Soái, Đông Phương Kiếm Ma, Cửu Nan Ma Vương vậy quỳ xuống, thái độ khiêm nhường. Đế thích thiên uy danh, chân thực quá hừng hực, là vô số người trong lòng chí cao nắm giữ, liền liền Nam Minh Ma Soái cùng rất nhiều ma đạo kỳ túc, cũng là cung kính mảng bái. Chỉ có Thanh Thị Trúc Long và Kỵ Đô Ma Quân, ánh mắt âm trầm trước, cũng không có quỳ xuống. Bất quá hiện tại, đế thích thiên tự mình truyền xuống pháp dụ. Cái này đế Long Châu, bọn họ là không thể lại tranh đoạt, nếu không ngang hàng xúc phạm đế thích thiên uy nghiêm. Xúc phạm thiên đế hậu quả, liền Thanh Thị Trúc Long cũng không dám chịu đựng. Các ngươi lại ồn ào đi xuống, đế Long Châu đều phải bị người luyện hóa. Thanh Thị Trúc Long lạnh giọng nói, trong lòng hơi có điểm khó chịu, chỉ muốn thấy được Già Thiên Ma Đế, Tư Không Liệt, Tuyền Phỉ ba người tranh nhau, cùng chết liền tốt nhất. Tư Không Liệt và Tuyền Phỉ sắc mặt chợt biến, ngưng thần vừa thấy, quả nhiên liền thấy viên kia đế Long Châu, như ngọc thạch vậy, đang một chút xíu khảm nạm ở huyết long trán, sắp hoàn toàn dung hợp tiếp. Thái, còn dám luyện hóa, người có thể biết xúc phạm nữ hoàng thiên uy, sẽ có hạng đại họa. Tuyền Phỉ một tiếng quát mắng, nâng kiếm bạo cướp ra, một kiếm chém về phía huyết long, một cái tay khác năm ngón tay cầm gộp lại, hướng đế Long Châu đoạt đi. Muốn rất miễn cưỡng đảo lấy ra. Ta đế uyên điện coi trọng pháp bảo, người cũng dám cướp. Tư Không Liệt ánh mắt xâm nghiêm, thúc giục trục cuốn, đạo đạo đế khí kiếm quang giết ra, chém thẳng Tuyền Phỉ, đồng thời thân hình thiểm lược, bàn tay đánh ra, cũng muốn đảo đoạt đế Long Châu. Tuyền Phỉ một hồi kinh ngạc, cái này trục cuốn in đế thích thiên pháp dụ, lại còn có thể bộc phát ra đế thích thiên một chút thần thông, đơn giản là thần uy vô địch. Nàng không dám khinh thị, khua kiếm đón đỡ đế khí kiếm quang. Trong chớp mắt, hai người liền liền giao thủ va chạm, ở trên trời nổ lên sáng chói thần mang. Mà đế Long Châu, đã mau hoàn toàn bị huyết long luyện hóa. Cùng lúc đó, Diệp Thần đã sớm trở lại Phục Ma Điện. Hắn tự nhiên không biết vực ngoại ma đế và huyết long sự tình phát sinh.
Cùng Hiên Viên Mặc Tà phân thân đánh một trận, hắn hôn mê hồi lâu. Cũng may hắn ở U Minh vùng biển lấy được không thiếu tử tiêu thạch. Luyện hóa rất nhiều, hơi thở mới có thể khôi phục. Đoạn thời gian này, Phục Ma Điện võ giả, không chỉ có ở cảnh giới, võ đạo, cũng có thể nói là một ngày ngàn dặm, đồng thời, ở hình ngàn hàn dưới sự hướng dẫn, lợi dụng Diệp Thần từ hải tộc lấy đi biển sâu huyền tinh thiết, sẽ thành công chế tạo ra liền 30 triệu chuôi thần binh lợi khí. Thấp nhất, cũng là tuyệt khí cấp bậc, lại là không thiếu đạo khí. Đột nhiên, một tiếng vang lên tiếng rồng ngâm, vang khắp Phục Ma núi, nguyên bản, đang là mọi người nói võ Diệp Thần, thần sắc động một cái, trong mắt, hiện lên một đạo vui mừng, thân hình động một cái, liền xuất hiện ở một tòa trước đại điện. Nơi đó, là thanh đế chỗ ở. Rất nhanh, một người mặc thanh bào anh tuấn nam tử, mặt lộ vẻ nhàn nhạt nụ cười, đi ra. Diệp Thần cười nói, chúc mừng thanh huynh, có đột phá. Thanh đế, nguyên bản tu vi cũng đã rất cường đại, hắn chuyên chú tại võ đạo tu hành sau đó, thực lực, lại là đột nhiên tăng mạnh. Hôm nay, mượn tháng vòng dị tượng và rất nhiều dị bảo, hoàn toàn đột phá đến thiên thần cảnh 6 tầng thiên. Mà nhân tộc ba vương, Kim Thiên Ngạc, Dương Xích Nguyên nhóm cường giả, giống vậy có đột phá. Thanh đế thành khẩn đối với Diệp Thần nói, nếu là không có Diệp huynh chỉ điểm, ta tuyệt sẽ không nhanh như vậy, đột phá cho tới bây giờ cảnh giới. Diệp Thần ở võ đạo, đối với thanh đế trợ giúp quá lớn. Mọi người ở đây trò chuyện lúc đó, đột nhiên tới giữa, Phục Ma Điện bầu trời, một đạo màu tím đen lôi quang chợt hiện, bầu trời bên trong, ngay tức thì bị xé một vết thương, một đôi màu tím bàn tay, hung hãn đem kẽ hở kia xé mở, một đạo toàn thân màu tím đậm dữ tợn bóng người, hạ xuống ở nơi này Phục Ma trên núi. Vô cùng ngưng trọng bầu không khí, ngay tức thì bao phủ cái này Phục Ma trên núi. Muôn vàn võ giả, đều là ánh mắt chớp động nhìn vậy từ trên trời giáng xuống vực ngoại thiên ma, nội tâm, không khỏi được hơi run run. Bữa trước ma quanh thân, tản ra khí tức vô cùng cường đại, giống như chặn một cái núi to vậy, đè ở trong lòng bọn họ, cơ hồ để cho bọn họ đạp bất quá khí tới, máu đều phải làm đọng lại. Thân thể cao lớn, tràn đầy lực lượng màu tím thân thể, cũng rung động mọi người thân tim. Bọn họ là lần đầu tiên gần như vậy khoảng cách, cùng vực ngoại thiên ma tiếp xúc, lúc này, bọn họ mới thật sự hiểu, nguyên lai, mình chính là muốn và đáng sợ như vậy quái vật, tiến hành cuộc chiến sinh tử à. Có thể kỳ quái phải, thiên ma này một hạ xuống, bầu trời bên trong kẽ nứt, liền di hợp. Hắn lại, chỉ một thân một mình đối mặt Phục Ma Điện vô số võ giả. Đây là, vậy vực ngoại thiên ma tránh ra miệng lớn, phát ra một tiếng âm u cười lạnh nói, tên ta là Ma Minh Trời, là thiên ma tộc sứ giả, ma hoàng có lệnh, nếu như các người nguyện ý đầu hàng nói, chúng ta có thể cho các người gia nhập ma tộc cơ hội, thậm chí, để cho các người giữ nhân tộc thân phận, còn sống vậy không phải là không thể cân nhắc. Mọi người nghe vậy, nhưng đều là yên lặng, từng cái thần sắc lạnh như băng nhìn bầu trời bên trong Ma Minh Trời, không có động tĩnh. Nếu là bọn họ sợ chết, cũng sẽ không tới đây Phục Ma Điện. Dĩ nhiên, cũng có đừng thấy Ma Minh ngày sau dao động người, nhưng, ở những võ giả này bên trong tỷ lệ, vô cùng thiếu vô cùng thiếu. Những người này, coi như dao động, cũng không có kia kẻ ngu dám vào lúc này nhảy ra. Ma Minh Thiên thấy vậy, trên gương mặt thoáng qua một đạo vẻ bất mãn, hắn lần này tới chính là vì dao động nhân tộc lòng quân, có thể nhìn dáng dấp, hiệu quả không hề lý tưởng. Ngay sau đó, Ma Minh Thiên tiếp tục nói, thủ lĩnh của các ngươi là ai, đi ra gặp ta. Diệp Thần một bước tiến lên trước, cùng Ma Minh Thiên đứng đối diện nhau. Nhìn xuất hiện ở trước mắt mình Diệp Thần, Ma Minh Thiên có chút bất ngờ, một khắc sau, màu tím trong mắt bên trong, bộc phát ra không che giấu chút nào sát ý. Hắn nhìn Diệp Thần, cười lạnh nói, một cái hỗn độn cảnh tầng 2 thiên giác dưới, chính là đối kháng tộc ta lãnh tụ. Ha ha ha, các ngươi thần quốc, thật đúng là sẽ chọn thủ lãnh à. Nguyên bản, hắn lấy là thần quốc nhân tộc cùng yêu tộc đầu lĩnh, hẳn là nơi này vậy hai người hơi thở thông thiên tồn tại, nhưng, ngoài dự liệu của hắn, lại là hỗn độn cảnh Diệp Thần. Diệp Thần không có để ý Ma Minh Thiên châm chọc, nhàn nhạt nói, Ma Minh Trời, một mình ngươi tới ta Phục Ma Điện, chính là vì nói những thứ này. Ma Minh Thiên mục quang quét qua cả đám tộc, đối mặt vậy thần quốc võ giả, lại là không có một chút vẻ sợ hãi,
mở miệng nói, thằng nhóc, nói thật nói cho ta, sở dĩ, lần này chỉ có ta một người tới, là bởi vì là vậy vực ngoại phong ấn, vẫn chưa có hoàn toàn phá, bất quá, rất nhanh. Nhanh nhất, mấy tháng sau đó, phong ấn thì sẽ hoàn toàn tan vỡ, đến lúc đó, ta vực ngoại thiên ma đem ồ ạt xâm lược thất đại thần quốc và linh võ đại lục. Phục ma điện mọi người nghe vậy, đều là không khỏi nội tâm trầm xuống. Mấy tháng, chiến tranh, liền muốn bắt đầu. Diệp thần ánh mắt nhỏ tránh, và hắn dự đoán kém không nhiều. Ma Minh Thiên tiếp tục nói, thằng nhóc, ta nói cho ngươi, không muốn lại mộng tưởng hảo huyền, tiến hành chống cự, chúng ta vực ngoại thiên ma nhất tộc, đi qua cái này 5 tháng vô tận nghỉ ngơi lấy sức, đã cường đại đến ngươi khó có thể tưởng tượng bước, thậm chí, ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại thánh tổ cảnh, thì có mấy chục đầu chi nhiều, mà các ngươi thần quốc đâu. Vừa nói, hắn vậy ánh mắt khinh thường, quét qua cả tòa phục ma trên núi vô số võ giả, yêu thú. Ma Minh Thiên nhãn ở giữa khinh miệt hơn nữa đậm đà, hoàn toàn không có đem lần này đối thủ, coi vào đâu, mở miệng nói, thiên thần sau đó chính là thánh tổ, ta nghĩ, các ngươi nhân tộc một cái thánh tổ cảnh tồn tại, cũng không có chứ. Ha ha, thằng nhóc, ngươi lấy cái gì và chúng ta thiên ma tộc đấu? Cầm đầu sao? Mọi người nghe vậy. Sắc mặt đều là vô cùng khó xem, trong mắt, còn có nồng nặc sợ hãi. Thiên thần cảnh sau đó lại chính là thánh tổ cảnh. Mấy chục đầu thánh tổ cảnh vực ngoại thiên ma. Thánh tổ cảnh, đó là tồn tại trong truyền thuyết hà, rất nhiều người, thậm chí liền nghe, cũng chưa từng nghe qua, mặc dù đoạn thời gian này, nhân tộc cùng yêu tộc thực lực, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, nhưng cùng thánh tổ cảnh, hiển nhiên có không cách nào vượt qua chênh lệch. Vậy làm sao đánh? Nhất định chính là cầm đá và đạn hạt nhân đối oanh. Nguyên bản, bởi vì mình tiến bộ, ngưng tụ lòng tin, ở nơi này Ma Minh Thiên lời nói dưới, lại là mơ hồ có dao động dấu hiệu. Lần này, Ma Minh Thiên rốt cuộc lộ ra hài lòng thần sắc, lần nữa nói, hiện tại, các ngươi có thể suy nghĩ một chút nữa, ta trước khi đề nghị. Mặc dù, nhân tộc cùng yêu tộc, ở hắn trong mắt xem ra vô cùng yếu đuối, căn bản không phải thiên ma tộc đối thủ. Nhưng, nếu là có thể không chiến mà thắng, há chẳng phải là hơn nữa ung dung bất chuyện. Còn như có phải hay không thả qua những người này, ha ha, vậy sẽ phải xem, bọn họ đem toàn bộ linh võ đại lục và thần quốc võ giả, yêu thú chiếm đoạt hầu như không còn sau này, bụng lấp đầy không có. Diệp thần thần sắc, nhưng là không có biến hóa chút nào, nhàn nhạt nói, người phải nói, cũng chỉ có những thứ này sao? Ừ. Ma Minh Thiên nhướng mày một cái này hỗn độn cảnh tiểu tử, làm sao biểu hiện được như vậy rửng rưng. Cái này, cũng không phải là Ma Minh Thiên muốn thấy. Ma Minh Thiên khí tức quanh người, mơ hồ tản mát ra, thanh âm bỗng nhiên âm lạnh xuống nói, cũng chỉ có những thứ này. Tiểu tử, nếu như các ngươi không biết sống chết muốn phản kháng tộc ta, như vậy, chúng ta bảo đảm, mấy tháng sau đó, sẽ đem các ngươi nghiền thành phấn vụn. Dứt lời. Ma Minh Thiên thân hình một chuyển, sẽ phải rời khỏi nơi này, hắn liếm môi một cái, tại đại quân đến trước khi tới, hắn có thể phải thật tốt thưởng thức một tí linh võ đại lục sinh linh mùi vị. Có thể đây là, Ma Minh Thiên sau lưng, nhưng vang lên một đạo mang lãnh ý thanh âm nam tử. Ma Minh trời, người sẽ không lấy là, dao động ta phục ma điện quân tâm sau đó, ta còn sẽ lúc này thả ngươi rời đi chứ. Trình độ cao nhất lạnh như băng. Thuộc về Diệp thần thanh âm. Ma Minh Thiên nghe vậy sững sốt một chút, ngay sau đó, tựa như nghe được trên cái thế giới này chuyện Thiếu Lâm tức cười nhất vậy, không chút kiêng kỵ cười lớn, hắn một đôi mắt tím, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp thần nói. Thả ta rời đi, ý ngươi là, người phế vật này, có năng lực lưu lại bổn tôn. Diệp thần lạnh lùng nhìn Ma Minh trời, cổ tay lộn, nắm sát kiếm, sắc mặt uy nghiêm nói, có không có năng lực, người lập tức thì sẽ biết. Nhìn Diệp thần thần sắc, Ma Minh Thiên rốt cuộc không cười. Mắt tím chỗ sâu, mơ hồ hiện ra một chút sợ hãi, nói thật, phục ma điện thực lực, đối mặt toàn bộ vực ngoại thiên ma nhất tộc, không coi vào đâu, có thể chỉ là hắn Ma Minh Thiên một người, còn thật không có lòng tin cùng đối kháng. Ma Minh Thiên thực lực không kém, có thể, cái này phục ma điện bên trên chỉ là thiên thần cảnh tồn tại, cũng không thiếu. Bất quá rất nhanh, Ma Minh Thiên khuôn mặt bên trên. Liền hiện ra vô cùng thần sắc dữ tợn, thiên thần cảnh hơi thở, bỗng nhiên bùng nổ, quanh thân ma khí dâng trào,
hóa thành một cái ùn ùn kéo đến ma khí bàn tay, hung hăng hướng Diệp Thần bắt đi. Cái này ma khí bàn tay, thanh thế vô cùng chấn động tùng, vừa xuất hiện, liền cho phục ma trên núi mọi người, một loại trời sụp đổ cảm giác. Ma Minh Thiên ngưng mắt nhìn Diệp Thần, quát lên, thằng nhóc, muốn dựa vào người nhiều đem ta lưu lại. Ha ha, ngươi là nhân tộc cùng yêu tộc thủ lãnh chứ? Nếu như bổn tôn bắt được ngươi, những người này còn dám tùy ý đối với bổn tôn xuất thủ không? Vậy ma khí bàn tay lớn, trong thoáng qua liền đi tới Diệp Thần đỉnh đầu chỗ, nhìn một hơi một tí, tựa hồ liền né tránh, đều không cách nào làm ra Diệp Thần, mà Minh Thiên trên mặt vui mừng hơn nữa đậm đà, điên cuồng hét lên, phế vật, cái này, chính là ngươi uy hiếp bổn tôn giá phải trả. Phục ma trên núi mọi người, thấy một màn này, đều là không khỏi khẩn trương, từng cái rút vũ khí ra, cả người linh lực kích động, chuẩn bị xuất thủ tương trợ Diệp Thần. Bọn họ biết, Diệp Thần rất mạnh, có thể dẫu sao đại đa số người, cũng không có gặp qua Diệp Thần chân chính xuất thủ. Lúc này, đối mặt thiên ma này tộc cường giả vô cùng một kích kinh người, Diệp Thần có thể thành công hay không ngăn cản, tất cả mọi người không cách nào xác định. Mà ma minh trời, chính là cười nhạt, vực ngoại thiên ma thực lực, vốn là xa ở cùng cấp nhân tộc, yêu tộc võ giả bên trên, hiện tại, đừng nói là những cái kia tu vi không bằng hắn võ giả, chính là Thanh Đế và Long Hy Viện cái này hai người tồn tại, cũng không kịp ngăn cản chứ. Hắn thậm chí đều bắt đầu suy tính, một hồi rời đi nơi này sau đó, là trực tiếp đem Diệp Thần cắn nuốt, trước hay là thật tốt hành hạ một phen. Nhưng đột nhiên gian, Diệp Thần nhìn Ma Minh Trời, nhưng là lần nữa mở miệng nói, Ma Minh Trời, ta từ vừa mới bắt đầu, cũng chưa có để cho những người khác xuất thủ dự định, người biết không? Ma Minh Thiên nghe vậy, nhướng mày một cái, thằng nhóc này đang nói gì? Không để cho những người khác xuất thủ dự định. Vậy hắn, lại dựa vào cái gì đem mình cái này nửa bước thiên thần cảnh khủng bố cường giả lưu lại? Chết đến nơi rồi, còn muốn trang? Còn muốn phô trương thanh thế? Sẽ ở đó ngút trời bàn tay lớn, sắp tiếp xúc tới Diệp Thần ngay tức thì, Diệp Thần rốt cuộc động. Ra tay một cái, chính là long trời lở đất. Úng, bá, ni, ba, nghị, mờ u, ô, ba. Diệp Thần trực tiếp vận dụng thiên long bát thần âm. Thiên long bát thần âm hội tụ toàn thân. Cuồn cuộn trang nghiêm thiên Phật thánh hát, và trí cường võ đạo ý, hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Diệt thiên kiếm quyết thi triển, khí tức hủy diệt ngưng tụ ở kiếm phong bên trên, một luồng kiếm quang, tựa như xua tan trước bình minh vậy nồng đậm bóng tối ánh mặt trời vậy, lóng lánh đúng phiến thiên địa. Mà vậy ma khí biến thành bàn tay lớn, ở kiếm quang này trước mặt, giống như là gặp khắc tinh vậy, giống như ngọn lửa xuống băng tuyết vậy. Nhanh chóng tiêu tán trước. Cái này một tí, Ma Minh Thiên sắc mặt hoàn toàn biến thành kinh hoàng. Một đôi mắt tím, run rẩy nhìn về phía vậy giống như tia chớp, nhanh chóng hướng mình cuốn tới kiếm mang, cái này hỗn độn cảnh tiểu tử, làm sao sẽ có kinh khủng như vậy thực lực à? Ma Minh Trời, hoàn toàn ngu. Hắn nằm mơ vậy không nghĩ tới, Diệp Thần lại là phải lấy bản thân thực lực, đem nghiền ép à? Hỗn độn cảnh nghiền ép thiên thần cảnh. Nghe, giống như là cười nhạo như nhau, có thể giờ khắc này, Ma Minh Trời, nhưng là căn bản không cười được. Diệp Thần kiếm quang bên trong, tản ra vô cùng khí tức tử vong nồng nặc. Ma Minh Thiên điên cuồng hét lên một tiếng, một chuôi ma khí trường kiếm, xuất hiện ở hai tay bên trong, cả người trải rộng màu tím đen mạch máu, điên cuồng thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể. Quanh thân ma khí không giữ lại chút nào hướng trong tay ma kiếm chút xuống ra, hướng về phía vậy chân áp mà đến kiếm mang, hung hăng một kiếm chém ra. Một kiếm này, là Ma Minh Thiên có thể đạt tới trình độ cao nhất. Vậy lộ ra ra lau một cái mãnh liệt kiếm ý, thậm chí đau nhói vô số võ giả thần hồn. Nhưng, làm người ta sợ hãi một màn, xuất hiện. Phục ma núi vạn chúng võ giả, mỗi một người đều là trợn to hai mắt, chỉ gặp. Ma Minh Thiên chém ra vậy đạo cực kỳ kiếm mang, ở Diệp Thần kiếm quang dưới, lại là liền một cái hô hấp thời gian, cũng không có gắng sức đến, liền hoàn toàn bể nát. Một khắc sau, Ma Minh Trời ả to lớn, dữ tợn màu tím thân thể, hoàn toàn bị vậy băng hàn bén kiếm quang bao phủ. Không, không thể nào, ta Ma Minh Trời, làm sao có thể chết ở một cái nhân loại đê tiện trong tay. Thoáng qua, Ma Minh Thiên thân thể. Liền ở kiếm quang bên trong, hoàn toàn tiêu tán,
chỉ để lại vậy tràn đầy kinh hoàng, khó tin tuyệt vọng gào thét, vẫn còn ở giữa trời đất vang vọng. Trong mắt của tất cả mọi người, đều hiện lên ra mãnh liệt rung động vẻ. Ngu, hoàn toàn ngu, một khắc trước, bọn họ còn chuẩn bị liều chết ra tay, cứu Diệp Thần, một khắc sau, Diệp Thần liền trực tiếp cầm kẻ địch giết trong nháy mắt. Như vậy tương phản, quá mạnh mẽ. Mọi người chỉ cảm thấy, mình hoàn toàn là nói bừa, đều có chút không thể nào tin nổi trước mắt thấy hết thảy. Hơn nữa, phần lớn người đều là lần đầu tiên thấy Diệp Thần ra tay, mà đây ra tay một cái, chính là trực tiếp giết trong nháy mắt một người lớn mạnh như vậy vực ngoại thiên ma à. Đây là bực nào thực lực? Trong nháy mắt, vốn có chút thấp đích sĩ khí, điên cuồng cao tăng trước. Bọn họ thậm chí có một loại cảm giác, ở Diệp Thần dưới sự dẫn dắt, coi như là đối mặt thần, bọn họ cũng có sức đánh một trận à. Đây chính là một người cường đại lãnh tụ, có thể mang tới tác dụng. Cả tòa Phục Ma núi, vang dội võ giả cùng các yêu thú hoan hô, bọn họ đều ở đây hô to Diệp Thần tên chữ. Diệp Thần vung tay lên, đem giết chết ma minh ngày sau lấy được tử tiêu thạch thu vào trong tay. Mà lúc này, thành đế, nhân tộc ba vương các người, vậy đi tới Diệp Thần bên người, nhìn Diệp Thần trong tay vậy cái màu tím tinh thạch, có chút hiếu kỳ hỏi, Diệp Thần, đây là cái gì? Bọn họ trước, có thể chưa từng nghe nói qua giết chết ma tộc sau này, có thể được cái loại này màu tím tinh thạch. Diệp Thần sau một hồi trầm mặc, mở miệng nói, đây là tử tiêu thạch, trong thiên địa chí bảo một trong, hấp thu có thể cường hóa thực lực. Những người này, đều là hắn tín nhiệm người, sắp trở thành chiến hữu, sóng vai tác chiến người, có cái gì có thể giấu giếm. Vừa nói, hắn lại là trực tiếp đem tử tiêu thạch, ném cho hình ngàn hàn các người, nói, mấy người các người có thể thử hấp thu một tí. Nếu là ở trước khi đại chiến, có thể làm cho nhân tộc ba vương vậy đột phá đến trình độ cao nhất, so mình hấp thu, tác dụng lớn hơn. Hơn nữa, ma minh thiên cũng không coi là đặc biệt cao đẳng ma tộc, cái này cái tử tiêu thạch, chất lượng vậy. Hình ngàn hàn các người, cầm trong tay tử tiêu thạch, nhưng là mặt hiện vẻ cổ quái, hướng về phía Diệp Thần ném không hiểu ánh mắt. Diệp Thần thấy vậy, không khỏi phải hỏi nói thế nào. Cái này tử tiêu thạch bên trong năng lượng, chắc đúng các ngươi đột phá, có trợ giúp mới đúng. Nhân tộc ba vương hai mắt nhìn nhau một cái, nhìn Diệp Thần, cũng giống như là xem quái vật. Một lát sau, hình ngàn hàn mới cười khổ một tiếng nói, Diệp Thần, ngươi có thể hấp thu cái này tử tiêu thạch. Mấy người chúng ta, đừng nói hấp thu, liền tử tiêu thạch bên trong năng lượng, cũng không cảm ứng được à. Diệp Thần nghe vậy, chính là ngẩn ngơ, đây là chuyện gì xảy ra? Tử tiêu thạch, hắn đều là trực tiếp hấp thu à? Tô Nhược Hy thanh âm, ở Diệp Thần trong đầu vang lên nói, thằng nhóc, ngươi lấy là tất cả người, đều giống như ngươi thể chất như vậy nghịch thiên sao? Tử tiêu thạch cũng không phải là vật bình thường, đừng nói là thần quốc, chỉ sợ cũng liền vực ngoại lãnh ra người, đều không cách nào xem ngươi tùy ý như vậy hấp thu tử tiêu thạch. Như vậy, há chẳng phải là nói, trận đại chiến này bên trong, tất cả tử tiêu thạch chỉ có thể do hắn tới hấp thu. Ma tộc đại quân, có nhiều ít cao cấp ma tộc, Diệp Thần không biết, nhưng, mấy con số này tuyệt sẽ không thiếu. Vậy, ý nghĩa đếm lấy tính chục nghìn tử tiêu thạch à? Như vậy, liền liền Diệp Thần đều có một loại trúng số cảm giác, nếu như đem tất cả thiên ma trong cơ thể tử tiêu thạch hấp thu, thực lực, sẽ bạo tăng đến như thế nào tầng thứ? Thật là khó có thể tưởng tượng. Đột nhiên, Diệp Thần nghĩ tới điều gì? Trừ mình có thể hấp thu ngoài ra, tựa hồ còn có một người. Đó chính là một mực âm thầm bảo vệ mình Tuyệt Hàn Đế cung cung chủ. Sư nương, ta còn biết một người có thể hấp thu. Diệp Thần đem cái đó thần bí thiếu nữ sự việc nói ra. Rất nhanh, Tô Nhược Hy trầm mặc. Nàng khẽ nhíu mày, hồi lâu lẩm bẩm nói, Tuyệt Hàn Đế cung. Nếu như là Tuyệt Hàn Đế cung, vậy thì khó trách, Hàn Lâm từng và ta nói qua một cái bí văn, lời đồn đãi Tuyệt Hàn Đế cung vị thứ nhất Tuyệt Hàn Đế tôn là từ thượng giới chạy tới Linh Võ Đại Lục, hắn quanh thân dùng mình bức người, chu vi 5 km cũng sẽ hóa là hàn băng, hắn cuộc sống ở nơi cực hàn, cùng đời vô tranh, lại là lấy cao nhất tài nguyên tặng lại cái này một phiến để cho nàng hưởng thụ yên lặng đất đai. Nàng xuất hiện, từ một loại ý nghĩa nào đó là để cho Linh Võ Đại Lục và thần quốc bước lên đỉnh cấp. Cho đến có một ngày, thượng giới phát hiện nàng tồn tại.
thượng giới người điều khiển hết thảy, âm thầm để cho thần quốc và linh võ vô số thế lực vây quét Tuyệt Hàn Đế Cung. Chẳng biết tại sao, Tuyệt Hàn Đế Cung trong một đêm hoàn toàn tiêu diệt. Vị kia Tuyệt Hàn Đế Tôn và nàng hậu nhân, học trò cũng chết hậu thế. Bất quá cổ quái nhất là, thượng giới và tất cả mọi người đều tìm Tuyệt Hàn Đế Tôn lưu lại thần bí truyền thừa, nhưng lại không thu hoạch được gì. Không có ai biết, Tuyệt Hàn Đế Tôn vì sao từ thượng giới tới chỗ này. Cũng không người nào biết, năm đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Có một chút không thể nghi ngờ, đây đối với Tuyệt Hàn Đế Cung mà nói là một tràng hủy diệt ác mộng. Diệp Thần thu hồi Tử Tiêu Thạch, đối với vậy thiếu nữ khăn che mặt thân phận lại ngưng trọng mấy phần. Hắn mặc dù không biết sau lưng rốt cuộc cất giấu cái gì. Nhưng cô gái kia khắp nơi giúp mình, nếu như có một ngày, cô gái kia gặp nguy hiểm, hắn Diệp Thần tất nhiên sẽ nghĩa vô phản cố. Sau đó, Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, hướng về phía Phục Ma trên núi võ giả quát to, mấy tháng sau đó, vực ngoại thiên ma, liền muốn xâm lấn, lời thừa thải. Ta muốn không cần nói nhiều, có lẽ chúng ta bên trong rất nhiều người, đều sẽ chết ở trên chiến trường, nhưng, cho dù là chết, chúng ta vậy tuyệt không thể, để cho những ngày qua ma chấm mút gia viên chúng ta. Trong chốc lát, cả tòa Phục Ma trên núi, vô số võ giả, yêu tộc, mỗi một người đều là thần sắc nghiêm túc, một phiến khí sơ sắc tiêu điều. Diệp Thần ánh mắt quét qua mặt mọi người bàng, trầm giọng nói, các vị, đoạn thời gian này, bắt chặt tăng lên thực lực đi, hy vọng đến lúc đó, mọi người cũng có thể sống sót. Vậy rất nhiều võ giả cùng kêu lên kêu, Sau đó, từng cái trở lại mình cư trú chỗ, tu luyện, không lãng phí từng giây từng phút tu luyện. Mọi người sau khi rời đi, Thanh Đế nhưng là có chút lo âu đối với Diệp Thần nói, Diệp Thần, ma Minh Thiên chết ở Phục Ma núi, chắc hẳn vực ngoại thiên ma đã biết, hôm nay phong ấn ra một vài vấn đề, mấy tháng sau đó. Ma tộc sẽ đối với thất đại thần quốc đồng thời phát động tấn công, ta lo lắng vậy ma hoàng sẽ bởi vì ma Minh Thiên chết, mà điểm chính công kích chúng ta thứ bảy thần quốc. Cái khác mấy người nghe vậy, sắc mặt cũng là trầm ngưng. Diệp Thần nhưng là sắc mặt như thường, ánh mắt hơi lóe lên nói, như vậy thứ nhất, ngược lại tốt hơn. Một phiến u ám, hoang vu trong thiên địa, có một tòa lấy đen nhánh đá lớn, chất xây mà thành pháo đài, nơi này. Chính là vậy vực ngoại chi địa. Lúc này, pháo đài bên trong đại điện, một người vực ngoại thiên ma, đang quỳ xuống đất, hướng về phía ngồi ở chủ vị trên, thân hình bị hắc ám che giấu, không cách nào thấy rõ tồn tại vô cùng là cung kính mở miệng nói. Bệ hạ, đi thứ bảy thần quốc ma minh trời, đã chết. Phải không? Trong bóng tối, vang lên một cái trầm thấp, chói tai, làm người ta không rét mà run thanh âm nói, hèn mọn thần quốc. Luân hồi đứng đầu đã chết, thần quốc không còn là đã từng là thần quốc, lại dám đối với ta ma tộc sứ giả ra tay. Tốt, rất tốt, đến lúc lần đầu tiên tấn công, ngươi cùng ắt sẽ thứ bảy thần quốc, đạp là đất bằng phẳng. Đúng rồi, đế tuấn dừng chúc bên kia như thế nào? Vậy thanh âm chói tai hỏi. Vậy vực ngoại thiên ma khẽ cau mày, cánh tay vung lên, một bộ cảnh tượng xuất hiện. Chính là huyết long bên kia hình ảnh. Vực ngoại, diệt ma thành, đế tuấn dừng chúc. Bầu không khí khẩn trương đến mức tận cùng. Lại đấu nữa, chỉ sẽ tiện nghi người khác. Tuyền phỉ cắn răng, trước thu kiếm, nhưng không nghĩ để cho máu long bạch chiếm tiện nghi. Hừ, tư không liệt thu pháp dụ trục cuốn, cũng biết đánh nhau vô ích, lập tức hai người tạm thời từ bỏ thành kiến, rất ăn ý liên thủ, một trái một phải hướng huyết long ép tới gần. Thấy vậy. Già thiên ma đế sắc mặt nhất thời ngưng trọng, hắn ba lần lấy điện thoại ra sẽ đã dùng hết, lại xuất thủ, sợ rằng sẽ làm động tới thương thế, tạo thành đáng sợ hậu quả, so ma nghiệt bùng nổ còn kinh khủng hơn. Nhưng như quả không ngoài tay, đế long châu chắc là phải bị cướp đi, huyết long cũng phải bị chém chết. Vô Trần ca ca, ta tới bảo vệ các ngươi. Đang trần chờ gian, Vũ Chỉ Giao thanh âm vang lên. Chỉ gặp Vũ Chỉ Giao cưỡi chín đuôi hỏa hồ. Phi thân tới, từng luồng khói hơi nước khí bạo phát, ngưng tụ thành đao thương kiếm kích, cản lại liền Tuyền Phỉ và Tư Không Liệt bước chân. Nàng và chín đuôi hỏa hồ, một loại nổi giận, hơi thở lẫn nhau xen lẫn, hoàn mỹ dung hợp, hiện ra cuồn cuộn uy nghiêm. Hơi thở này, thượng cổ nữ đế, bay giao đại đế, làm sao có thể? Tuyền Phỉ và Tư Không Liệt nhìn nhau, đều là khiếp sợ.
Bọn họ thực lực, đều là thiên thần cảnh tầng 8 thiên. Mà Vũ Chỉ Giao, cũng là thiên thần cảnh tầng 8 trời, nhưng nàng ra tay một cái, thì ung dung cản lại hai người, thần thông tu vi hiển nhiên cao vô cùng sâu, đã mau khôi phục thượng cổ thần đế thực lực chân chính. Các ngươi đi nhanh đi, ta không muốn giết người. Vũ Chỉ Giao ngồi ở chín đuôi hỏa hồ sống lưng trên cao nhìn xuống nhìn hai người, hơi thở hơi chập chờn. Nàng trên mình, một mặt lộ ra thượng cổ nữ đế uy phong, nhưng mặt khác, nàng đời này thiện tim nhân ý, nhưng để cho nàng không muốn giết người. Động thủ, xóa đi người này. Tuyền Phỉ nhìn Tư Không Liệt một mắt, nắm chặt cự kiếm, đột nhiên một chiêu giết trong chớp mắt hoàng đạo kiếm, hung hăng chém về phía Vũ Chỉ Giao. Mà Tư Không Liệt, vậy sử dụng đế thích thiên pháp dụ trục cuốn, nổ lên ngập trời đế khí kiếm quang, và Tuyền Phỉ liên thủ, phải thừa dịp Vũ Chỉ Giao hơi thở chập chờn cơ hội, một lần hành động đem nàng chém chết. Vũ Chỉ Giao cả kinh thất sắc, không nghĩ tới hai người như thế tàn bạo, nhất thời sửng sờ tại chỗ. Ao Giao, cẩn thận! Già Thiên Ma Đế một tiếng giận kêu, như đòn cảnh tỉnh. Vũ Chỉ Giao ngay tức thì thanh tỉnh, từng luồng khói hơi nước khí từ trên người nàng nổ lên, tràn ngập thiên vũ, ngay tức thì hình thành một cái to lớn mưa bụi kết giới. Từng luồng sương mù, từng tia lạnh vũ, một phiến phiến gió lạnh, ở kết giới bên trong không ngừng trôi giạt, như khóc như kể, như mộng như ảo. Suy, Tuyền Phỉ một kiếm, còn có Tư Không Liệt vô tận kiếm quang, hung hăng chém vào Vũ Chỉ Giao trên mình. Nhưng Vũ Chỉ Giao thân thể mềm mại tựa như mất đi thật thể, diễn hóa thành từng luồng khói mù, kiếm khí chém chết đi lên, nàng thân thể trực tiếp tiêu tán, hóa thành khói mù trốn vào kết giới vách đá bên trong. Nhưng mà hạ một sát, Vũ Chỉ Giao thân thể, lại đang bên kia ngưng tụ ra, cả người tiên khí lượn lờ, trời quang mây tạnh, tựa hồ không ăn nhân gian lửa khói. Không tốt, chúng ta rơi vào mưa bụi phúc thiên sương mù kết giới trong. Tư Không Liệt cả kinh thất sắc, bàn tay nhất thời phát run. Ở mưa bụi bên trong kết giới, Vũ Chỉ Giao liền là tuyệt đối nắm giữ, thân như khói sương phiêu vân, ai cũng giết không chết nàng, mà nàng có thể ở bên trong kết giới tùy ý qua lại, giết người vô hình, đơn giản là vô địch. Thật may Vũ Chỉ Giao tấm lòng nhân từ, cũng không có lập tức động sát thủ, nếu không bọn họ hai cái, đã bị vô số mưa bụi phi châm phi kiếm, sống sờ sờ xuyên thủng thành cái rỗ. Chớ hoảng sợ, ta có một bảo, có thể phá giới này. Tuyền Phỉ móc ra một cây châm ngọc, này ngọc châm tinh xảo phong cách cổ xưa, phi hà bàn lượn quanh, hiện ra từng luồng thần hy, vừa thấy liền biết không phải là vật phàm. Ồ, là Tê Hà châm ngọc, thượng cổ nữ võ thần Khúc Trầm Yên pháp bảo, tại sao sẽ ở bên trong tay ngươi? Tư Không Liệt lấy làm kinh hãi. Tê Hà châm ngọc, là thượng cổ nữ võ thần pháp bảo, có phá vỡ chư thiên, phá giết hết thảy xương mù dày đặc hiệu quả. Ở thời đại thượng cổ, nữ võ thần liền đã từng dùng qua bảo này, vạch ra một cái ngân hà, cái này khai thiên phá trụ khí thế, đơn giản là vô địch. Nếu như phối hợp Chu Tước phi kiếm sử dụng, còn sẽ có không thể tưởng tượng nổi thần hiệu. Khúc Trầm Yên tiện nhân kia, và Luân Hồi đứng đầu cấu kết với nhau làm việc xấu, bị nhà ta nữ hoàng Chu diệt. Cái này Tê Hà châm ngọc, tự nhiên cũng rơi vào ta nữ hoàng Thiên Cung trên tay, chúng ta mau phá đánh ra. Tuyền Phỉ tiêm tay cầm Tê Hà châm ngọc, ngang trời rạch một cái, một đạo thần quang lướt qua, nhất thời, mưa bụi kết giới xuất hiện một đạo lỗ hổng. Ao Giao muội muội, mau giết bọn họ, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Già Thiên Ma Đế thấy một màn này, nhất thời hô uống. Hắn lấy là Vũ Chỉ Giao mở ra mưa bụi kết giới. Lập tức liền muốn động thủ diệt địch, không nghĩ tới kẻ địch đều phải chui ra, nàng còn không có động thủ. Nhưng mà, Vũ Chỉ Giao nhưng là trần chờ, từng luồng khói mù ngưng tụ, ở nàng giữa trưởng hóa thành vô số phi châm đao kiếm, nhưng lại không có thả ra ngoài. Nàng trước kia cho tới bây giờ chưa từng giết người, hiện tại muốn nàng hạ sát thủ, nhưng là muôn vàn khó khăn. Như thế sững sốt một chút gian, Tuyền Phỉ đã phá vỡ kết giới. Tung người chui ra ngoài. Tư Không Liệt đi theo phía sau, vậy lật đật chui ra ngoài. Rào. Toàn bộ mưa bụi kết giới, ở Tê Hà châm ngọc phá giết hạ, nhất thời nổ tung tiêu trừ. Cái này Tê Hà châm ngọc, có phá vỡ ngân hà, phá giết hết thảy hư vô uy lực, coi như là 33 thiên hồng mông cổ pháp diễn hóa kết giới, cũng có thể lập tức phá vỡ, không phí nhiều sức.
Vũ Chỉ Giao sắc mặt phát trắng, kết giới bị phá, nàng vậy bị một chút cắn trả, khí huyết nhất thời sôi trào. À! Già Thiên Ma Đế than thở một tiếng, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Thật ra thì lấy Vũ Chỉ Giao thần thông, hoàn toàn có thể tiêu diệt Tuyền Phỉ và Tư Không Liệt, nhưng nàng cái này nhất thế tâm cảnh tu vi quá kém, chậm chạp không nhúc nhích sát thủ, bỏ lỡ cơ hội tốt, bị hai người chạy trốn ra ngoài. Nếu như sau này có cơ hội, được mang nàng đi học hỏi kinh nghiệm mới được. Già Thiên Ma Đế trong lòng tính toán. Rốt cuộc chạy trốn ra ngoài. Tuyền Phỉ buông lỏng một cái, mắt lạnh nhìn về phía Vũ Chỉ Giao. Cái này thúi nhà đầu mềm yếu bất lực, lãng phí một cách vô ích tốt như vậy tư chất bẩm phú, chết đi cho ta. Tuyền Phỉ vung tay lên, Tê Hà Châm Ngọc bay giết ra, như một chuỗi ác liệt kiếm, đâm thẳng Vũ Chỉ Giao chỗ hiểm. Kết giới tan biến, Vũ Chỉ Giao yếu ớt, chính là chém chết nàng lớn thời cơ tốt. Chú ý! Già Thiên Ma Đế kêu một tiếng, muốn ngăn trở, nhưng Tê Hà Châm Ngọc giết người như sao rơi, tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không kịp ngăn cản. Vũ Chỉ Giao mở to hai mắt, không nghĩ tới mình nhân từ, đổi lấy nhưng là địch nhân chém chết. Mơ hồ tới giữa, nàng tựa hồ hiểu rõ cái gì, cắn răng, ánh mắt chỗ sâu mang một chút quả quyết. Chín đuôi, ngăn trở nàng. Vũ Chỉ Giao một chục chín đuôi hỏa hồ thân thể, chín đuôi hỏa hồ điên cuồng hét lên một tiếng, sau lưng chín cái đuôi, mang ngút trời lửa cháy bừng bừng, ngay tức thì liều chết xung phong ra, như chín cái to lớn cánh tay, vững vàng bắt được Tê Hà Châm Ngọc, cứu vãn Vũ Chỉ Giao tánh mạng. Đáng chết, ta pháp bảo. Tuyền Phỉ quát to một tiếng, tâm thần thúc giục, nhưng không có phản ứng chút nào. Nàng Tê Hà Châm Ngọc đã rơi xuống chín đuôi hỏa hồ trong tay, liền tinh thần ấn ký đều bị xóa bỏ. Đừng để ý người pháp bảo, người xem bên kia. Tư Không Liệt thanh âm chiến chiến nguy nguy, cả người phát run, chỉ xa xa huyết long. Liền gặp viên kia vân lôi đế long châu, đã hoàn toàn khảm nạm ở huyết long trên trán, tựa như một viên dạ minh châu, thiên nhiên tạo thành, như trời tháng vậy sáng chói, từng luồng vân lôi long văn không ngừng nhấp nhô. Trên chín tầng trời, sấm sét chấn động, vân gió mãnh liệt, hu hu vang dội, thỉnh thoảng có động trời long ngâm gầm thét, cuồn cuộn truyền đạt ra. Từng đạo hào hùng oai rồng, ngay tức thì bao phủ thiên địa, hiện ra vô thượng bá đạo khí phách. Huyết long thân thể, hoàn toàn lột xác, từng cục miếng vảy, đổi được trong suốt vô cùng, như huyết ngọc đá quý, nhấp nhô tầng tầng xích mang, tầng tầng thần hy. Hắn trong mắt mở ra, vô cùng ngập trời uy nghiêm. Ngay tức thì tràn ngập ra, vô tận sáng mở thủy khí, tầng tầng bao trùm, kim quang diễm diễm, khí thế muôn vàn. Ta huyết mạch lại và vậy vực ngoại phong ấn ma long hoàn toàn kết hợp, thậm chí thức tỉnh cái gì. Huyết long con người chuyển động, từng đạo vân lôi tia chớp, đùng đùng, ở hắn quanh thân không ngừng nhảy lên. Đúng viên đế long châu, ánh sáng rực rỡ sáng chói, hào hùng linh lực không ngừng phát ra. Nhất thời gian. Huyết Long cảm giác được mình luyện hóa đế Long Châu sau đó, không chỉ là nắm giữ hồng mông hơi thở, liền thân thể huyết mạch năng lượng, cũng lớn lớn hồi phục. Hắn cảnh giới tu vi, điên cuồng tăng vọt, lại có thể ở ngay lập tức tới giữa, đạt tới thiên thần cảnh tầng 8 thiên. Hơn nữa vẫn còn ở leo lên. Đây quả thực, là không thể tưởng tượng nổi lột xác, không thể tưởng tượng nổi tiến bộ. Luyện hóa đế Long Châu, thức tỉnh hàng loạt huyết mạch hơi thở. Hắn thực lực lại có thể ngay tức thì tiêu thăng đến Già Thiên Ma Đế cái này cấp bậc. Tên này, lại có thể luyện hóa thành công. Tuyền Phỉ thấy một màn này, nhất thời kinh hãi không thôi. Vân Lôi Đế Long Châu, là 33 thiên hồng mông chí bảo, muốn luyện hóa, đặc biệt khó khăn, coi như là trong truyền thuyết thượng cổ thần đế, cũng không khả năng tùy tiện luyện hóa thành công, cần phải hao phí to lớn tinh lực. Nhưng hiện tại, huyết long lại có thể dễ dàng. Thì hoàn toàn luyện hóa đế Long Châu. Có thể tưởng tượng được, huyết mạch hắn tư chất, có cường hãn dường nào, hơi thở hoàn toàn và đế Long Châu phù hợp. Cái này đế Long Châu, đơn giản là vì hắn đo thân đặt tạo pháp bảo. Mau giết hắn, đừng để cho hắn còn sống. Tư Không Liệt liền liền gầm thét, thân thể hóa thành lưu quang, mang từng đạo đế kiếm quang khí, dẫn đầu chém đánh ra. Tuyền Phỉ cũng là sợ hãi. Hoảng vội vàng đi theo giết ra. Hiện tại huyết long mới vừa luyện hóa hết đế Long Châu, hơi thở phập phồng chìm nổi, còn không có hoàn toàn cố định,
bọn họ còn có chém giết cơ hội. Nếu như bị huyết long điều thuận khí tức, đạt được xuất thủ cơ hội, bọn họ chết như thế nào cũng không biết. Mặc dù cùng là thiên thần cảnh tầng 8 trời, nhưng máu huyết mạch của rồng tư chất, chân thực quá ưu tú, nếu như chiến đấu, bọn họ không có chút nào phần thắng. Thừa dịp người gặp nguy, hèn hạ. Huyết long dao động thân thể, bay vút lên dịch chuyển né tránh, hắn hơi thở còn không có vững chắc, không thích hợp động thủ. Nhưng Tư Không Liệt và Tuyền Phỉ tốc độ, chân thực quá nhanh, huyết long còn không có né tránh, hai người liền giết trong chớp mắt tới. Huyết long, ta tới giúp ngươi. Già thiên ma đế sắc mặt trầm xuống, trên mình tràn ra từng luồng khói lửa chiến khí, đang chuẩn bị không để ý hết thảy, ngang nhiên ra tay. Phô Trần ca ca, người thương thế còn chưa lành, không nên sằng bậy. Vũ Chỉ Giao cưỡi chín đuôi hỏa hồ chạy tới, ngay lúc nói chuyện, Tiêm vung tay lên, một món khói hơi nước khí, mang Tê Hà châm ngọc, hung hăng đảo qua, đúng chi châm ngọc như tia chớp phi kiếm vậy giết ra, chém thẳng Tuyền Phỉ và Tư Không Liệt. Ao Giao muội muội, ngươi. Già thiên ma đế lấy làm kinh hãi, Vũ Chỉ Giao lần này là thống hạ sát thủ, có thể không do dự chút nào. Bọn họ cũng là người xấu, ta không thể bỏ qua bọn họ. Vũ Chỉ Giao ánh mắt kiên quyết, sắc mặt đã khôi phục đỏ thắm, nàng huyết mạch tư chất quá tốt, mới vừa kết giới tan biến mang tới cắn trả thương thế, lại có thể ngay tức thì liền hết bệnh, ra tay ác liệt như điện, đặc biệt tàn bạo. Người xấu, thiện ác tốt xấu xa, ai có thể đánh giá? Âm dương tránh tà, ai có thể nắm giữ? Già thiên ma đế trong lòng cười một tiếng, lời nói này ngược lại là không có nói ra, dù sao nói Vũ Chỉ Giao vậy nghe không hiểu. Nàng chịu hạ sát thủ, đã là rất lớn tiến bộ. Suy suy suy, Tê Hà châm ngọc mang vô cùng ác liệt mang khí, ngay tức thì giết tới Tuyền Phỉ và Tư Không Liệt trước mặt, còn có từng luồng mưa bụi lật hơi thở, mơ hồ tràn ra tới. Không tốt, Tuyền Phỉ và Tư Không Liệt đều là thất sắc, không dám lại đuổi giết huyết long, xoay người lại rất kiếm đón đỡ, ngăn trở Tê Hà châm ngọc chém chết. Vũ Chỉ Giao cũng không có luyện hóa Tê Hà châm ngọc, nhưng dùng khói vũ kình khí thi triển, ngự châm như ngự kiếm, nhất kích giết ra, mưa bụi kiếm quang cuồn cuộn, nhưng là vô cùng lợi hại. Suy suy suy, kiếm khí tiếng ác liệt. Tuyền Phỉ và Tư Không Liệt hai người thân thể, đều bị Tê Hà châm ngọc hoa thương, máu tươi đầm đìa, có chút vết thương thậm chí sâu thấy tới xương. Thật may Vũ Chỉ Giao còn không có luyện hóa Tê Hà châm ngọc, kiếm khí lực sát thương còn chưa tới trình độ cao nhất. Nếu không hai người đã sớm bầm thây vạn đoạn, hóa thành bụi bầm. Đáng chết, có chút khó giải quyết. Tuyền Phỉ cắn chặt hàm răng, xem ra chuyện hôm nay, không như vậy dễ dàng rõ ràng. Huyết Long đã luyện hóa Đế Long Châu, nếu như không đem hắn chém chết, bọn họ trở về sau đó, không có biện pháp hướng phía trên giao phó. Nhưng hiện tại, có Vũ Chỉ Giao bảo vệ, bọn họ muốn giết người, nào có như thế dễ dàng. Cùng huyết long hơi thở củng cố lại, rốt cuộc ai là thợ săn, ai là con mồi, còn chưa nói được. Phải liều mạng sao? Tư Không Liệt sắc mặt trầm thấp xuống, hắn là Đế Uyên Điện chấp sự, mà Tuyền Phỉ là nữ hoàng bên người gần thị, hai người cũng cất giấu nghịch thiên lá bài tẩy, đủ để vặn vẹo chiến cuộc. Nhưng vấn đề là, những thứ này lá bài tẩy thả ra ngoài, cũng sẽ cho tự thân mang đến vô cùng nghiêm trọng hậu quả, nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết. Nếu như không tới cuối cùng, bọn họ không muốn động dùng. Tuyền Phỉ không nói một lời, ngưng thần tính toán, nếu như không dùng tới lá bài tẩy, tuyệt đối không có thủ thắng cơ hội. Nhưng nếu như liều mạng, trời mới biết đối phương có hay không liều mạng lá bài tẩy. Ai chết vào tay ai, thật sự là không biết số. Hống hống hống. Hai người đang trần chờ gian, đột nhiên, một hồi kinh khủng long ngâm, từ 9 tầng trời truyền lên rơi. Này long ngâm, không phải cái gì thiên địa dị tượng, mà là chân chân thiết thiết, xác xác thật thật chân long ngâm khiếu. Chúc mừng Đế Tôn Đại Nhân, luyện hóa vạn long tổ nguyên. Đế Tôn Đại Nhân văn thành võ đức, võ huân vang trời, đạp toái thiên cơ hội, độc đoán vạn cổ, trong tầm tay. Chúc Đế Tôn Đại Nhân thiên thu vạn đại, nhất thống hoàn vũ. Từng tiếng rồng ngâm, từng đạo chúc hát, không ngừng vang khắp lên. Liền thấy được vạn điều ma long, hắc khí cuồn cuộn, tiêm máu tràn ngập, lệ ý cuồn cuộn, từ chân trời hạ xuống xuống. Mỗi một cái ma long, thả vào ngoại giới đi,
đều là một khối cường giả. Mà lúc này, lại có hơn 10.000 cái ma long, từ trên trời hạ xuống, như chúng tinh cùng nguyệt vậy, quanh quẩn huyết long trên dưới lật bay. Vô tận ma khí ánh sáng, vô tận ma đạo phù văn, vô tận long văn đồ đằng, không ngừng lưỡng lờ xen lẫn, chiếu sáng đúng phiến bầu trời đêm. Mà huyết long, nguy nga chiếm cứ, nhận lấy vạn long triều bái. Là thung lũng rồng ma long, lại có thể cũng chạy ra ngoài. Làm sao có thể? Tư Không Liệt thấy một màn này, ánh mắt hơi co lại, hắn là Đế Uyên Điện chấp sự, tự nhiên biết vực ngoại tất cả loại bí mật. Thung lũng rồng, là vực ngoại một cái bí địa, bên trong sinh trưởng vô số cường đại ma long, đã từng có dung chuyển thiên địa thực lực, thiếu chút nữa thì có thể khiêu chiến Đế Uyên Điện uy nghiêm. Nhưng sau đó, thung lũng rồng chia ra thành hai phái, thế lực thật to suy yếu, đã mất đi và Đế Uyên Điện tranh phong tư cách, bất quá cùng Thất Sát Ma Tông, Trường Hận Ma Tông cùng tông phái so sánh, vẫn là một tôn cự phách, vô cùng cường đại. Hơn 10.000 cái ma long, ở bầu trời đêm bay vút lên, đây là hạng nguy nga hình ảnh. Già Thiên Ma Đế và Vũ Chỉ Giao thấy vậy, cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới huyết long luyện hóa Đế Long Châu sau đó, lại có thể đưa tới hơn 10.000 ma long, mà đây chút ma long, đều gọi hô huyết long là đế tôn. Huyết long, đây rốt cuộc là chuyện gì? Già Thiên Ma Đế truyền ra thanh âm, truyền tới huyết long trong lỗ tai. Ma Đế tiền bối, cho ta suy nghĩ một chút. Huyết long ánh mắt híp lại, tựa hồ đang nhớ lại chút gì. Hắn đang nhớ lại vậy cái vực ngoại ma long trí nhớ. Nhìn trước mắt vạn long triều bái hình ảnh, hắn cũng là rất kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra, mơ hồ tới giữa, hắn cảm thấy vực ngoại ma long trí nhớ, hẳn có thể cho hắn câu trả lời. Không ngừng nhớ lại. Rốt cuộc, huyết long mở mắt, dòm ngó thấy sau lưng nhân quả. Nguyên lai ta cắn nuốt hết vậy cái vực ngoại ma long, thân phận huyết mạch rất tôn quý, là thung lũng rồng đế tôn chi tử, tương lai phải thừa kế ma long đế vị, ta cắn nuốt nó, tương đương với thu được thừa kế đại vị quyền lực, hơn nữa ta luyện hóa đế long châu, hấp thu chư thiên long tộc tổ nguyên, coi như là hoàn toàn lột xác. Những thứ này ma long, phụng ta vi tôn, là muốn ta dẫn bọn họ tái hiện huy hoàng của ngày xưa à. Huyết long hiểu rõ tất cả nhân quả, thanh âm truyền cho Già Thiên Ma Đế. Thung lũng rồng đế tôn. Già Thiên Ma Đế trầm tư, trong phảng phất cảm thấy được sau lưng, tựa hồ còn có một tràng vận may lớn, đại cơ duyên. Có thể Diệp Thần cũng không cách nào nghĩ đến, mình trong cơ thể sát ý hội tụ một đầu huyết long, trải qua nghịch thiên cơ duyên, sẽ có như vậy một ngày. Nếu như huyết long leo lên cao nhất vị, vậy Diệp Thần tới vực ngoại và thượng giới, ý tứ là trước có một đạo ngút trời lá bài tẩy. Cung nghênh đế tôn đại giá, mời đế tôn đại nhân di chuyển thuộc về cốc, chấn hưng ta ma long nhất mạch. Hơn 10.000 cái ma long, không ngừng ngâm sướng, lắc mình một cái, đều là hóa thành hình người. Hơn 10.000 người trên không màng bái, thành kính tiếng ngâm sướng chấn động 9 tầng trời, làm người ta rung động. Đáng chết! Không nghĩ tới thung lũng rồng ma long vậy xuất thế, chúng ta không cơ hội, đi thôi. Tuyền Phỉ nhìn mãn không long nhân triều bái hình ảnh, biết rõ mình lại cũng không có cơ hội, coi như vận dụng lá bài tẩy, cũng không khả năng chém chết như thế nhiều ma long. Nàng lúc này thu hồi cự kiếm, xoay người bay khỏi đi. Thung lũng rồng dám mạo hiểm phạm ta Đế Uyên Điện uy nghiêm, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Tư Không Liệt ánh mắt âm lệ, vậy xoay người đi. Lời nói này, hắn dĩ nhiên không dám lớn tiếng nói lên, nếu bị hơn 10.000 ma long nghe được, dưới cơn thịnh nộ, sợ là phải xé nát hắn. Vô Trần ca ca, muốn đuổi không? Vũ Chỉ Giao nhìn hai người rời đi bóng người, hỏi. Giặc cùng đường mạc truy đuổi. Già Thiên Ma Đế lắc đầu một cái, Tuyền Phỉ là nữ hoàng gần thị, Tư Không Liệt là Đế Uyên Điện chấp sự, hai người thân phận bất phàm, nhất định có nghịch thiên lá bài tẩy, nếu như đuổi giết quá ác. Ép chó sủa tường, sợ rằng phải ngọc đá cùng vỡ. Đúng rồi, người cái này chi châm ngọc, là bạn ta đồ, người có thể cho ta sao? Già Thiên Ma Đế nhìn xem Vũ Chỉ Giao trong tay Tê Hà châm ngọc, vậy nhận ra châm ngọc lên hơi thở. Đây là thượng cổ nữ võ thần Khúc Trầm Yên pháp bảo. Cái này nhất thế, hẳn thuộc về Diệp Thần người phụ nữ, Kỷ Tư Thanh. À, không thành vấn đề, người cầm đi. Ta cũng không thích đồ trang sức. Vũ Chỉ Giao chú ý cầm Tê Hà châm ngọc,
giao cho Giả Thiên Ma Đế trên tay. Đa tạ ngươi, Ao Giao muội muội. Giả Thiên Ma Đế nói cảm ơn một tiếng, khóe miệng khẽ mỉm cười, trong lòng nghĩ nổi lên Diệp Thần. Chờ sau này gặp phải Diệp Thần, cái này Tê Hà Châm Ngọc, muốn chuyển giao cho hắn mới được, lại để cho hắn trả lại cho Kỳ Tư Thanh. Dừng một chút, Giả Thiên Ma Đế móc ra một viên canh kim tinh quáng, linh khí sôi trào gian, ngưng kim gang, vậy đúc tạo thành một chi châm ngọc, nhét vào vũ chỉ dao trong tay, nói. Ngươi cho ta một chi châm ngọc, ta cũng đưa ngươi một chi, bất quá không phải pháp bảo, hy vọng ngươi không nên chê. Vũ chỉ dao nhìn trong tay châm ngọc, làm công mặc dù không quá mức tinh tế, nhưng đường cong tao nhã dịu dàng, Giả Thiên Ma Đế hiển nhiên xài tâm tư, châm ngọc trên còn khắc một cái vũ chữ. Đa tạ vô trần ca ca. Vũ chỉ dao trong lòng mừng rỡ không thôi, vén lên tóc, cầm châm ngọc đeo lên, nhất thời hiện ra linh động lịch sự tao nhã khí chất. Ma Đế tiền bối, bọn họ mời ta đi thung lũng rồng, người có thể hay không theo ta cùng đi. Ngay tại lúc này, huyết long thanh âm truyền tới. Cái này hơn 10.000 ma long, phụng hắn là đế tôn, muốn mời hắn đi thung lũng rồng, chấp trưởng cao nhất long quyền, trọng trấn cổ xưa huy hoàng. Cũng tốt, ta cảm ứng được, thung lũng rồng bên kia, hẳn còn có một chàng tạo hóa, chúng ta cùng đi chứ. Giả Thiên Ma Đế gật đầu một cái, đáp ứng. Vô trần ca ca, chúng ta đi về nhà đi. Vũ chỉ ra ôn hòa mỉm cười, trong mắt đốm nhỏ lập lòe. Nơi này đại chiến đã kết thúc, người xấu cũng bị hù chạy, bây giờ là thời điểm về nhà. Giả Thiên Ma Đế nhất thời im miệng, hơi trầm ngâm một hồi. Mới chậm rãi lắc đầu, nói. Xin lỗi, Ao Giao, ta có chuyện khẩn yếu phải đi trước, những ngày qua cảm ơn người chiếu cố, sau này nếu có duyên, chúng ta tạm biệt đi. Nói xong, Giả Thiên Ma Đế xoay người, bay đến huyết long bên người, không có lưu luyến nữa hình dáng. Trên người hắn nhân quả, đã đủ nhiều, chẳng muốn lại dính trần duyên. Vũ chỉ giao ngẩn người, lại không nghĩ rằng Giả Thiên Ma Đế như thế đoạn tuyệt. Ma Đế tiền bối, chúng ta đi thôi. Huyết Long gọi một tiếng, mang Giả Thiên Ma Đế bay vút lên lên trời. Rất nhiều ma long ánh mắt thành kính, đuổi theo. Cuồn cuộn ma hy oai rồng, vẫn lưu lại ở giữa trời đất, di lâu không tiêu tan. Vũ chỉ giao nhìn Giả Thiên Ma Đế biến mất bóng người, trong tròng mắt buồn bã mất mát. Đế Long châu tranh đoạt chiến, chính thức kết thúc, Huyết Long thành sau cùng bên thắng, thậm chí bị hơn 10.000 ma long mời. Muốn chấp trưởng thung lũng rồng đế vị, nắm giữ ma long nhất tộc vận mệnh. Mới vừa vạn long triều bái kinh thời tiết voi, để cho tất cả mọi người đều kinh hãi, lánh đời không ra thung lũng rồng, hôm nay lần nữa xuất thế, không biết sẽ mang đến như thế nào tạo hóa. Thanh thị trúc long, kỵ đô ma quân nhóm cường giả, tất cả trong lòng tâm tình, mang dưới quyền đệ tử rời đi. Vực ngoại cuộc sống, sợ là thời tiết muốn thay đổi. Rào. Không gian bể tan tành, Huyết Long và Giả Thiên Ma Đế bóng người, xuất hiện ở một phiến cổ xưa thung lũng, đi theo phía sau hơn 10.000 ma long. Thung lũng cổng vào, đứng sừng sững một khối đá bia, phía trên khắc thung lũng rồng ba chữ to, chữ viết mạnh mẽ có lực, ẩn hiện lên kim quang, như có phi long vần quanh. Nơi này chính là thung lũng rồng sao? Huyết Long quanh quẩn ở trên trời, trong mắt đông lại một cái, chỉ gặp phía trước thung lũng, hơi khói tràn ngập. Thụy thải rối rít, thương tùng thúy bách, tu trúc đong đưa ảnh, một phiến phiến cung điện liên miên vô tận, cũng không gặp chút nào ma khí, chỉ có khoáng đạt linh khí, tiên cơ hội dồi dào. Đặc biệt là chính giữa sơn cốc, tọa lạc một cái hồ to lớn, như gương tử vậy bình tĩnh trong veo, hồ có lòng một tòa cung điện, thụy khí tràn ngập, trên mặt hồ khói nước tràn ngập, long ảnh lững lờ, ở khói mù sôi trào tới giữa, có một từng đạo ký tự như con bướm vậy, chậm rãi phiêu động. 33 thiên hồng mông của Pháp, lại còn có hai môn. Huyết Long nhìn hồ một mắt, nhất thời vô cùng kinh ngạc. Hồ trên phiêu động ký tự, lại có thể mang theo cổ xưa hồng mông hơi thở, những ký tự này chuỗi liền đứng lên, chính là 33 thiên hồng mông của Pháp, hơn nữa còn có hai môn chi hơn. Xem ra cái này thung lũng rồng, nội tình căn cơ quả thực thâm hậu, lại có hai môn hồng mông của Pháp truyền thừa. Che trời ma thấy một màn này. Cũng là thấp giọng kinh ngạc. Hai người đi vào thung lũng, liền gặp thung lũng bên trong, phù lục bồng bềnh, từng tờ một phù lục,
lột xác diễn hóa, tràn ra từng luồng tường vân Thụy Hà. Cung nghênh đế tôn đại giá. Đầy trời tường vân Thụy Hà, biến hóa thành tất cả kim giáp thiên vệ, giáp bạc thiên vệ, gõ thiên la, nện thiên cổ, phát ra cuồn cuộn thanh âm. Gõ đại thiên la, đấm đại thiên trống. Cung nghênh đế tôn đại giá. Huyết Long và Già Thiên Ma Đế sau lưng, hơn 10.000 ma long cũng là cùng kêu lên chúc hát, hiện ra vô thượng thành kính. Gõ đại thiên la, đấm đại thiên trống, đây là thung lũng rồng cao nhất cách thức nghi thức hoan nghênh. Vì nghênh đón Huyết Long, thung lũng rồng chuẩn bị cao nhất kinh ý. Thuộc hạ Nam Hồ trưởng lão U Nguyệt, cung nghênh đế tôn, chúc đế tôn thiên thu vạn đại, nhất thống hoàn vũ. Một người mặc màu đen bó sát người kỳ bào, cả người đường cong linh lung phủ đột hay lệ cô gái, từ đám mây hạ xuống. Trong tay nàng bưng một cái ngọc bàn, trên mâm để đế tôn quyền trượng, bay vân kim bào, lũ kim ngọc miệng, tơ ngó sen vân hoa cùng khí vật phi treo, đều là kim quang cuồn cuộn, hiện ra vô cùng khoáng đạt phẩm chất. Mời đế tôn thân bước lên đại bảo, thừa kế ta thung lũng rồng đạo thống cơ nghiệp. Kêu U Nguyệt trưởng lão trình lên ngọc bàn, thái độ khiêm nhường. Huyết Long và Già Thiên Ma Đế nhìn nhau, cái này đưa tới cửa thiên vận may lớn, cũng không thể lãng phí. Lập tức Huyết Long gật đầu một cái, lắc mình một cái, hóa thành thân người, ấn đường gian bảo quang sáng chói, trong suốt thần thánh, nhưng là đế Long Châu bị hắn luyện hóa, ở hắn ấn đường hiện ra hồng mông bảo quang thở mạnh voi. Hắn đem ngọc bàn lên khí vật phi treo, toàn bộ thu, mặc thỏa đáng, cả người khí chất, nhất thời lột xác. Lúc này Huyết Long, tay cầm đế tôn quyền trượng, người mặc bay vân kim bào, đầu đội lũ kim ngọc miệng, chân đạp tơ ngó sen vân hoa, mi gian châu quang phun trào, cả người mơ hồ có vân lôi long khói tràn ngập ra, cả người đổi được uy vũ thần thánh, cuồn cuộn trang nghiêm, như bầu trời đế hoàng, có cao nhất chí tôn thô bạo. Ông ông ông, từng luồng Thụy Hà thần quang, vậy đi theo từ Huyết Long quanh thân xông ra. Đây là đại khí vận hào quang. Huyết Long, người được vận may này, có thể nói lột xác. Già Thiên Ma Đế nhìn Huyết Long có lớn như vậy lột xác, cũng là khẽ gật đầu. Luyện hóa đế Long Châu sau đó, Huyết Long huyết mạch hồi phục, thực lực ước chừng tiêu thăng đến thiên thần cảnh tầng 8 trời, hơn nữa lúc này lại thừa kế thung lũng rồng đạo thống, đại khí vận thêm thân, đơn giản là lột xác, so với trước kia không biết lợi hại nhiều ít. Ma Đế tiền bối, ta có vận may này, toàn do ngươi che chở. Huyết Long hơi chắp tay, ánh mắt tràn đầy cảm kích. Nếu như không phải là Già Thiên Ma Đế liều chết bảo vệ, hắn cũng không khả năng luyện hóa đế Long Châu, lột xác đến chỗ này cùng cảnh giới. Vị này, chính là thần quốc tin đồn vị kia Già Thiên Ma Đế. U Nguyệt nhìn Già Thiên Ma Đế một mắt, cảm thụ ma đế trong cơ thể mơ hồ tản ra binh ra khói lửa, còn có khói báo động ma khí, nàng gương mặt nhất thời khiếp sợ. Ừ, ma đế là ta tiền bối, sau này cũng là thung lũng rồng bằng hữu, các ngươi cũng tới đây tham bái đi. Huyết Long truyền xuống lệnh dụ, giọng mang một cổ uy nghiêm. Bái kiến ma đế. U Nguyệt lúc này quỳ xuống đất, chung quanh hơn 10.000 ma long, vậy toàn bộ quỳ xuống đất cúi chào, vẻ mặt vô cùng cung kính. Có Già Thiên Ma Đế tương trợ, sau này thung lũng rồng đạo thống cơ nghiệp, nhất định càng vững chắc. Tất cả đứng lên đi. Già Thiên Ma Đế khoát tay một cái, nhàn nhạt nói. Rào 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 rào. U Nguyệt và hơn 10.000 ma long đồng thời đứng dậy, động tác đều nhịp, khí độ nghiêm chỉnh, hiển nhiên ngày thường nghiêm chỉnh huấn luyện, pháp độ đặc biệt nghiêm minh. Đế tôn đại nhân, ma đế tiền bối trên người nhân quả tội nghiệt, tựa hồ không cạn, không bằng đi Vũ Hóa Thiên Hoàng cung ở tạm, mượn tiên thiên vũ hóa khí, có thể tiêu trừ tự thân nhân quả, thoát khỏi tội nghiệt khốn khổ. U Nguyệt nhìn xem Già Thiên Ma Đế, chỉ cảm thấy nhân quả ma nghiệt hơi thở, vô cùng nghiêm trọng. Đã đến võ đạo căn cơ đoạn tuyệt bước. Vũ Hóa Thiên Hoàng cung, trong truyền thuyết 33 thiên hồng mông chí bảo. Già Thiên Ma Đế và Huyết Long nhìn nhau, nhất thời kinh ngạc. Bọn họ cũng đã nghe nói qua Vũ Hóa Thiên Hoàng cung truyền thuyết, đó là 33 thiên hồng mông chí bảo, hạng thứ 8 tồn tại, có đặc biệt đậm đà tiên thiên vũ hóa khí, có thể tiêu trừ người nhân quả tội nghiệt, thoát khỏi khốn khổ. Phàm là người tu luyện, trên mình nhất định có nhân quả. Nhân quả càng sâu, tu luyện càng khó khăn, thậm chí có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, nghiêm trọng đi nửa điểm, thậm chí liền võ đạo căn cơ, cũng sẽ bị cắt đứt,
mất đi tiến bộ có thể. So như bây giờ ma đế, liền bởi vì tội nghiệt bùng nổ, cảnh giới võ đạo kết thúc, không có lại tiến bộ cơ hội. Nhưng hiện tại, U Nguyệt lại còn nói, trong truyền thuyết Vũ Hóa Thiên Hoàng Cung, ngay tại thung lũng rồng bên trong, chỉ muốn đi vào cư trú, liền có thể tiêu trừ nhân quả, thoát khỏi tội nghiệt khốn khổ. Không sai, ở 33 thiên hồng mông chí bảo bên trong, cung điện loại pháp bảo có 5 kiện, gọi là thiên cung 5 bảo. Lợi hại nhất một kiện, kêu hồng liên tử kim cung, là đế uyên điện sơn môn. Kiện thứ hai, kêu huyễn nguyệt tinh diễm cung, là thượng giới nữ hoàng thiên cung. Kiện thứ ba, chính là vũ hóa thiên hoàng cung, là ta thung lũng rồng đế tôn mấy đời chỗ ở. Còn có hai kiện, một kiện kêu sùng quang thần hà cung, một kiện kêu tu la hóa huyết cung, đều ở đây thần quốc biên giới. Đế tôn đại nhân, ma đế tiền bối, mời theo ta tới. U Nguyệt ở phía trước dẫn đường, hướng vũ hóa thiên hoàng cung đi tới. Vũ hóa thiên hoàng cung, không nghĩ tới ta nghịch thiên cải mệnh cơ hội, nhanh như vậy liền hạ xuống. Già thiên ma đế đi theo đi tới trước, nội tâm một hồi hỗn loạn. Hắn đã sớm ngờ tới, lần này bước vào thung lũng rồng, nhất định có thiên đại tạo hóa, nhưng không nghĩ tới, cái này tạo hóa lại có thể lớn như vậy, có thể trực tiếp để cho hắn nghịch thiên cải mệnh. Hắn nhân quả tội nghiệt bùng nổ, võ đạo căn cơ bị đoạn, chính là tiền đồ không biết trước, một phiến sương mù dày đặc, nhưng không ngờ tới cái này phiến sương mù dày đặc, nhanh như vậy đã có xua tan cơ hội. Rất nhanh, hai người đi theo U Nguyệt, đi tới thung lũng rồng Trung Ương Hồ. Cái hồ này kêu Thủy Kính Long Hồ, đem toàn bộ thung lũng phân chia Nam Bắc hai bộ phận. Thủy Kính Long Hồ bên trong, một tòa khoáng đạt cung điện, nguy nga đứng sừng sững, bốn chu vũ hóa linh khí vần quanh, tiên sương mù từng cơn, có từng tia từng luồng réo rắt tiên âm, không ngừng tràn ngập ra, đáng địch tim trần. Ở đền bốn phía, trôi giạt từng đạo hồng mông ký tự. Mới vừa bước vào thung lũng thời điểm, Huyết Long và Già Thiên Ma Đế cũng nhìn thấy cái hồ này, nhưng bị hồng mông ký tự hấp dẫn ánh mắt, không lưu ý cái cung điện này tồn tại. Hiện tại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, hai người nhất thời cảm thấy được, cái cung điện này hơi thở, chân thực quá cuồn cuộn, thanh vân mờ ảo, tiên cơ hội dày đặc, để cho người nhìn một cái, thì có loại toàn thân thư thái, nhân quả tan hết cảm giác. Vũ Hóa Thiên Hoàng Cung, còn có hai môn hồng mông cổ pháp. Cái này thung lũng rồng nội tình, đơn giản là vô cùng thâm hậu. Huyết Long nắm quyền một cái, có thể chấp trưởng như thế cường đại thế lực, hắn cũng là nhiệt huyết dâng trào. Đế tôn đại nhân, ma đế tiền bối, Thủy Kính Long Hồ bên trong cung điện, chính là Vũ Hóa Thiên Hoàng Cung. Ta thung lũng rồng, bị Thủy Kính Long Hồ chia làm hai, phân chia thành Nam Hồ và Bắc Hồ. Đế tôn đại nhân, ngươi là Nam Hồ Chí Tôn. Có thể thống quản Nam Hồ dưới quyền tất cả thế lực, nhưng bắc bên hồ kia, không phải chúng ta phạm vi, là Minh Dương Long Tôn địa bàn. Nam Hồ và Bắc Hồ, cách mỗi trăm năm quyết đấu một lần, người thắng có thể cư ngụ ở Vũ Hóa Thiên Hoàng Cung, người thua không có tư cách bước vào, gần đây cái này trăm năm, là chúng ta Nam Hồ thắng. Đế tôn đại nhân, người và ma đế tiền bối, cứ vào cung điều dưỡng, nhưng muốn chú ý Minh Dương Long Tôn, người kia là Bắc Hồ Chí Tôn. Xưa nay cùng chúng ta không cùng, muốn chú ý hắn cố ý gây khó khăn. U Nguyệt thấp mi xuôi tay, chậm rãi nói một ít quy củ. Nam Hồ Chí Tôn. Huyết Long ngẩn người, lại không nghĩ rằng nguyên lai thung lũng rồng là chia ra, hắn cũng không thể nắm giữ tất cả địa bàn, chỉ có thể thống trị Nam Hồ khu vực này thế lực. Còn như Bắc Hồ, là Minh Dương Long Tôn địa bàn. Thôi, có thể vào liền tốt. Huyết Long lắc đầu một cái. Cũng không nghĩ nhiều, lập tức và Già Thiên Ma Đế phi thân lên, lướt qua mặt hồ, bước vào Vũ Hóa Thiên Hoàng Cung. Cung nghênh Đế Tôn. Ở Vũ Hóa Thiên cửa Hoàng Cung, có rất nhiều ma long thị vệ, xuôi tay đứng, bọn họ trên mình ma khí dâng trào, hơi thở âm u, và Vũ Hóa Thiên Hoàng Cung tiên khí, không ngừng đan vào, lại có chút tiên ma hợp nhất, đại đạo sẵn có hai uẩn. Huyết Long gật đầu một cái, và Già Thiên Ma Đế bước vào bên trong cung điện. Rào, rào, rào. Trong cung điện mặt, từng luồng đậm đà tiên thiên vũ hóa khí, giống như sóng biển dâng lăn lộn, linh khí cơ hồ nồng nặc đến muốn ngưng tụ thành giọt nước bước. Ở chỗ này tu luyện, ta tất có thể tiêu trừ nhân quả, nghịch thiên cải mệnh. Già Thiên Ma Đế cảm thụ linh khí chung quanh, giữa trán cũng là một vẻ mừng rỡ.
hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống, lập tức bắt đầu điều tức, linh khí chung quanh chen chúc tới, bơm vào ở trên người hắn, như một phiến phiến hừng hực sáng mờ, không ngừng bồi dưỡng hắn kinh mạch. Ma đế tiền bối, nếu như ngươi có thể thoát khỏi tội nghiệt khốn khổ, vậy thì quá tốt. Huyết Long cũng là mừng rỡ, Già Thiên Ma Đế là vì hắn, mới luân lạc tới này cùng tình cảnh, lòng hắn bên trong nhưng là có chút áy náy. Nếu như Ma Đế có thể nghịch thiên cải mệnh, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Huyết Long bảo vệ ở Già Thiên Ma Đế bên người, thay hắn hộ pháp, ánh mắt đánh giá cung điện. Cái này Vũ Hóa Thiên Hoàng cung nội bộ, trang sức được đặc biệt xa hoa, cây cao lương đại trụ, đại bàng long họa phượng, vẽ đầy điêu khắc đồ đằng. Mà đây chút trang sức, cũng không có dấu vết nhân tạo, hoàn toàn là thiên địa hồng mông tạo hóa mà thành, hiện ra vô thượng hơi thở. Duy nhất có nhân công điêu khắc dấu vết, chính là trên vách tường hai bức văn bia. Cái này hai bức văn bia. Huyết Long có hơi kinh ngạc, đến gần vừa thấy, nguyên lai cái này hai bức văn bia, ghi lại chính là thung lũng rồng hai môn hồng mông cổ pháp, trừ tu luyện khẩu quyết bên ngoài, còn có rất nhiều thung lũng rồng bí sử. Ở rất xa xôi rất xa thời đại, thung lũng rồng vốn là một khối đất hoang vu, nhưng có một ngày, Vũ Hóa Thiên Hoàng cung trấn rơi xuống, từng luồng tiên thiên linh khí, bồi bổ địa mạch, nuôi ra một khối linh sơn hay nước, sau đó bị ma long tộc thủy tổ phát hiện, cử tộc rời đi vào. Dựa vào Vũ Hóa Thiên Hoàng cung linh khí, ma long tộc không ngừng phát triển lớn mạnh, hơn nữa bởi vì có tiên thiên vũ hóa khí bồi bổ, không cần lo lắng ma nghiệt bùng nổ. Bên trong tộc đệ tử cảnh giới tấn thăng, cũng sẽ không có chiêu chọc thiên kiếp nguy hiểm. Ma long tộc thế lực, càng ngày càng lớn mạnh, thượng cổ ma long đế tôn, có xưng bá hoàn vũ, thống nhất chư thiên hùng đồ giã vọng. Hắn từng giết tới thượng giới, từ nữ hoàng huyền cơ nguyệt trong tay, cướp được một môn hồng mông cổ pháp, kêu trời chết hiểu tinh trần xa. Sau đó, hắn lại giết trên đế uyên điện, ở đế thích thiên mí mắt phía dưới, vậy cướp đi một môn hồng mông cổ pháp. Kêu mũ long du thiên đao. Hai lần chiến đấu, đều là võ huân hiển hách, chiến quả thật mệt mỏi. Ma long đế tôn cơn sóng trong lòng dâng trào, lấy là mình thật có thể quyền đả thượng giới, chân đạp đế uyên điện, kết quả sau đó thượng giới và đế uyên điện liên thủ, giết tới thung lũng rồng bên trong, trực tiếp đem hắn tiêu diệt. Nếu như không phải là có Vũ Hóa Thiên Hoàng cung che chở, ma long tộc đã sớm diệt tộc. Vậy hai môn hồng mông cổ pháp nguyên thủy ngọc giản, tại đại chiến bên trong bị hủy đi, chỉ còn lại trôi lơ lửng ở mặt hồ, còn có khắc ở vách tường cung điện lên chữ viết. Muốn tu luyện, cần mình xài phí khổ tâm, không thể lại dựa vào nguyên thủy thiên ngộ, mai kia tốc thành. Nguyên lai còn có đoạn lịch sử này. Huyết Long nhìn trên vách tường văn bia, nhưng là bật cười khanh khách. Thượng cổ ma long đế tôn, có thể giết ra hiển hách võ huân, tuyệt đối là vận khí. Lúc ấy, thượng giới huyền cơ nguyệt và đế uyên điện đang âm mưu liên thủ, muốn chém chết luân hồi đứng đầu, căn bản không tâm tư quản những chuyện khác. Thượng cổ ma long đế tôn, đánh bậy đánh bạ, thừa dịp vậy hai vị nghịch thiên nhân vật lớn phân tâm để gặp, lại có thể cướp được hai môn hồng mông cổ pháp, cũng là trời xui đất khiến. Nhưng trong thực tế, thung lũng rồng nội tình, và thượng giới, đế uyên điện so sánh, vẫn là kém được quá xa, cơ hồ không có tranh phong có thể. Nhưng thời đại thượng cổ chiến tích, để cho ma long tộc chiến ý dâng trào. Bọn họ để cho huyết long thừa kế đạo thống, chính là vì tái hiện thượng cổ huy hoàng, đem thượng giới và đế uyên điện dẫm ở dưới chân. Phần này dã vọng, chân thực quá mức ngoại hạng. Dựa hết vào ta một người, tuyệt đối không có biện pháp khiêu chiến thượng giới và đế uyên điện uy nghiêm. Trừ phi, có thể cùng chủ nhân liên thủ. Huyết long ánh mắt lóe lên, trong lòng nghĩ nổi lên Diệp Thần. Hắn rất rõ ràng Diệp Thần tiềm lực, chỉ có dựa vào Diệp Thần, mới có cơ hội đạp bể thượng giới, nghiền diệt đế uyên điện. Lúc này, Bắc Hồ một tòa cung điện bên trong. Một người mặc hoàng bào, mang một viên chiếc nhẫn ngọc, trên đầu dài màu đen long sừng, cả người hơi thở âm lệ nam tử, đang ngồi ngay ngắn ở đại y trên, nghe thủ hạ đệ tử báo cáo. Minh Dương đại nhân, sự việc chính là như vậy, Nam Hồ Tân Đế Tôn lên ngôi. Còn mang theo thần quốc một vị được gọi là Già Thiên Ma Đế tích chữ lại đi vào, tựa hồ muốn trọng trấn kỳ cổ, đạp bể vực ngoại, nghiền diệt đế uyên điện mũi nhọn, còn muốn giết đến thượng giới đi, và nữ hoàng tranh phong. Một cái Bắc Hồ đệ tử quỳ xuống đất, cung kính nói.
Ngồi ở đại y lên nam tử, chính là Bắc Hồ Chí Tôn, Minh Dương Long Tôn. Cuồng ngông! Minh Dương Long Tôn giận dữ, bỗng nhiên đứng dậy, nói, Đế Huyền Điện và Thượng Giới mũi nhọn, quang diệu vạn cổ, hạng huy hoàng, tộc ta như thế nào là địch thủ? Thượng cổ võ huân, toàn bộ là vận khí, chỉ có nghỉ ngơi lấy sức, lặng lẽ đợi thời cuộc biến hóa, mới là nhất thích đáng cách làm, Nam Hồ muốn xông lên đánh ra, đơn giản là tự tìm cái chết. Chữ chữ như sấm, tại đại điện bên trong chấn động. Đệ tử kia không dám lên tiếng, từ đầu đến cuối cúi đầu. Ma Long tộc nội bộ, hóa thành Nam Hồ phái và Bắc Hồ phái. Nam Hồ phái chủ trương xuất thế, chủ động đánh ra, mục đích là vì đạp bể vực ngoại, nghiền diệt Đế Huyền Điện, trọng trấn thượng cổ huy hoàng. Bắc Hồ phái chủ trương lánh đời, cùng ngoại giới chiến loạn nổi dậy như ong, lại chờ cơ hội ra tay. Hai phái ý kiến không hợp, lẫn nhau tới giữa, không biết đấu nhiều ít năm. Minh Dương đại nhân, dưới mắt chúng ta nên làm như thế nào? Gần đây trăm năm tỷ đấu, là Nam Hồ phái thắng, Vũ Hóa Thiên Hoàng cung phủ trong kho đan dược, binh khí, pháp bảo, linh phù, toàn bộ đều là bọn họ nắm giữ, bọn họ muốn xuất thế, chúng ta không ngăn được à? Đệ tử kia bất đắc dĩ nói. Ta tuyệt không thể để cho Ma Long tộc cơ nghiệp, lúc này tống táng hủy diệt, theo ta đi một chuyến Vũ Hóa cung. Già Thiên Ma Đế một cái người ngoài, ở Vũ Hóa cung bên trong tu luyện, vừa vặn cho chúng ta Bắc Hồ phái một cái cớ. Ta muốn lợi dụng Già Thiên Ma Đế, để cho trăm năm thi đấu trước thời hạn cử hành, đoạt lại Vũ Hóa cung nắm giữ quyền hành. Minh Dương Long Tôn vẫy vẫy tay, mang mấy tên thủ hạ, sải bước đi ra ngoài. Mỗi một bước đều mang cao nhất oai rồng. Oai rồng chấn động, để cho cái mặt hồ này nước nổi lên gợn sóng. Huyết Long hoàn toàn không có đoán được, mình cắn nuốt đầu kia vực ngoại Ma Long, sẽ để cho hắn bước lên cao nhất vị, nhưng vậy cuốn vào một tràng quyền lợi gió bão. Rất nhanh, bọn họ đi tới Thủy Kính Long Hồ. Minh Dương Long Tôn, ngươi làm sao tới? Nam Hồ trưởng lão U Nguyệt, đang Thủy Kính Long Hồ vùng lân cận đưa mắt nhìn, thấy được Minh Dương Long Tôn, nhất thời đề phòng. Hừ, nghe nói các ngươi mang theo một cái người ngoài đi vào, kêu Già Thiên Ma Đế đúng không? Vũ Hóa Cung là ta Thung Lũng Rồng Thánh Địa, há cho người ngoài ô nhục. Minh Dương Long Tôn hừ một tiếng, sải bước bay vút, dẫn người hướng Vũ Hóa Thiên Hoàng Cung chạy tới. Đứng lại, các ngươi Bắc Hồ phái, không tư cách bước vào Vũ Hóa Cung. U Nguyệt tròng mắt run lên, nhất thời cản đường ở trước mặt. Ha ha, có người ngoài ô nhục tộc ta khí vận, ta phải cầm đuổi hắn ra ngoài. Minh Dương Long Tôn cười lạnh một tiếng, tay áo bảo phất một cái, một cổ ngút trời cự lực đánh lui U Nguyệt, sải bước vào Vũ Hóa Cung. Vũ Hóa Cung bên ngoài thị vệ, cũng không dám ngăn trở. Chuyện gì xảy ra? Huyết Long nghe phía bên ngoài xôn xao, nhất thời nhướng mày một cái. Hừ, Minh Dương Long Tôn sắc mặt âm trầm. Sải bước đi tới, hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn từ trên xuống dưới Huyết Long, nhìn hắn mi tâm Đế Long Châu thần quang, ánh mắt nhất thời lộ vẻ xúc động. Ngươi lại có thể thật luyện hóa Đế Long Châu. Minh Dương Long Tôn cắn răng, nhưng là có chút ghen tị. Đế Long Châu là chư thiên long khí ngọn nguồn, Huyết Long luyện hóa, đúng là có tư cách lên đỉnh Đế Tôn. Ngươi chính là Minh Dương Long Tôn. Huyết Long cau mày nhìn hắn, người sau khí tức trên người cực kỳ kinh người, căn bản không phải hắn có thể chống lại tồn tại. Hơn nữa hắn mới vừa luyện hóa Đế Long Châu, hơi thở còn không có vững chắc, nếu như chiến đấu, căn bản không địch. Không sai, người luyện hóa Đế Long Châu, chấp trưởng Long Khí Tổ Nguyên, người làm Nam Hồ phái Đế Tôn, ta không ý kiến, nhưng người mang theo một cái người ngoài, muốn ô nhục Vũ Hóa Cung Thánh Địa Linh Khí, đây là ý gì? Cái này người ngoài, nhất định phải đuổi đi. Minh Dương Long Tôn giọng hùng hổ dọa người, không lưu tình chút nào. Già Thiên Ma Đế đang nhắm mắt tu luyện, nghe được Minh Dương Long Tôn mà nói, chân mày nhất thời nhíu chặt, không nghĩ tới lại có người muốn đuổi đi mình, thái độ còn như thế cương quyết. Hắn đang giải quyết nhân quả, tiêu diệt tội nghiệt, lại không thể tùy tiện cắt đứt, nếu không, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Người muốn đuổi bạn ta? Huyết Long mặt liền biến sắc, Già Thiên Ma Đế vì che chở hắn. Trả giá to lớn giá phải trả, lòng hắn bên trong rất là cảm kích và áy náy, hiện tại Minh Dương Long Tôn muốn đuổi đi Ma Đế, hắn ánh mắt nhất thời tức giận.
hắn một cái người ngoài, không thể lưu ở chỗ này. Minh Dương Long Tôn giọng cương quyết, hắn là Bắc Hồ phái chí tôn, trong tay cũng có to lớn quyền lực, nếu như Huyết Long cố ý muốn lưu lại ma đế, hắn có thể sẽ tìm được cớ, sách động phản bội. Minh Dương Long Tôn, không nên lấn hiếp người quá đáng. Lúc này, U Nguyệt đi vào. Ha ha, ta thanh lý môn hộ, đuổi người ngoài, chẳng lẽ còn có sai rồi? Minh Dương Long Tôn cười lạnh. Huyết Long ánh mắt âm trầm, ngẫm nghĩ một hồi, nói, Minh Dương Long Tôn, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, một người lui một bước, bạn ta lưu lại, cùng hắn nhân quả tản đi, hắn ngay lập tức sẽ rời đi, thành tựu bồi thường, ta sẽ cho các người Bắc Hổ phái một nhóm đan dược chân bảo. Hắn mới vừa tiếp trưởng đế tôn ngôi, nhưng không nghĩ nháo được quá căng. Ngươi muốn cho hắn lưu lại cũng có thể, trăm năm thi đấu trước thời hạn cử hành, ngươi chỉ cần chiến thắng ta, ngươi nói gì sao ta đều nghe từ, nhưng nếu như ngươi thất bại, cái này cái gì ma đế, phải lăn ra ngoài. Còn có ngươi, cũng phải lăn ra khỏi Vũ Hóa Cung. Vũ Hóa Cung, thuộc về ta Bắc Hồ tất cả. Minh Dương Long Tôn chữ chữ ác liệt, như lưỡi đao kiếm khí, thanh âm tại đại điện bên trong quanh quẩn. Cái gì, ngươi muốn trước thời hạn cử hành trăm năm thi đấu? Nghe vậy, U Nguyệt nhất thời cả kinh. Nam Hồ Phái và Bắc Hồ Phái, trăm năm cử hành một lần tỷ đấu, người thắng có thể nắm giữ Vũ Hóa Cung, nắm giữ Vũ Hóa Cung phủ trong kho chân bảo bí tàng. Gần đây trăm năm là Nam Hồ Phái thắng được, khoảng cách lần sau thi đấu, còn có tốt mấy chục năm thời gian. Hiện tại, Minh Dương Long Tôn muốn trước thời hạn cử hành trăm năm thi đấu, bầy minh chính là khi dễ Huyết Long mới vừa tấn thăng thiên thần cảnh tầng 8 trời, võ đạo chiến ý còn không có quen thuộc, hơn nữa mới vừa luyện hóa đế Long Châu, hơi thở còn không có vững chắc. Cái gì giả thiên ma đế, cái gì người ngoài, đều là mượn cớ mà thôi. Hắn muốn đoạt quyền, cái này mới là thật. Minh Dương Long Tôn ánh mắt cất giấu sát khí, hắn nhìn thấu Huyết Long nhược điểm, nếu như cử hành thi đấu, hắn thậm chí có cơ hội chém chết Huyết Long, thống nhất Long tộc, chấp trưởng vô thượng quyền lực. Huyết Long nghe được Minh Dương Long Tôn mà nói, ngay tức thì rõ ràng liền hết thảy, cái gì xua đuổi người ngoài, hoàn toàn chính là mượn cớ, hắn chỉ là muốn xoán đoạt quyền vị mà thôi. Một khi bị Minh Dương Long Tôn đoạt vị thành công, ma Long tộc không có lại đánh ra cơ hội, nhất định phải làm con rùa đen rút đầu, núp ở thung lũng rồng bên trong không dám đi ra ngoài. Mặc dù Nam Hồ phái dã tâm, chân thực có chút ngoại hạng, lại muốn đạp bể vực ngoại, nghiền diệt đế Huyên Điện, nhưng Huyết Long cũng không phải là chiến đấu một mình, sau lưng hắn còn có Diệp Thần. Chỉ cần cùng Diệp Thần đi tới vực ngoại, bọn họ hai cái liên thủ, lại mượn Vũ Hóa Cung bên trong rất nhiều chân bảo bí tàng, tuyệt đối có cơ hội đạp bể vực ngoại, khiêu chiến đế Huyên Điện mũi nhọn. Chỉ cần Diệp Thần đích thân tới, Nam Hồ phái dã vọng, tuyệt đối có khả năng thực hiện. Nhưng nếu như, Minh Dương Long Tôn đoạt quyền thành công, hết thảy chiến ý đều đưa tiêu trừ, Bắc Hồ phái là không dám đi ra ngoài sông sáo, chỉ sẽ rút lại trong thung lũng làm con rùa đen rút đầu thôi. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Huyết Long ngắm nhìn Minh Dương Long Tôn, ánh mắt rơi vào trầm tư. Nếu như tiếp nhận Minh Dương Long Tôn khiêu chiến, hắn tất nhiên có rơi xuống nguy hiểm. Nhưng nếu như không chấp nhận, Minh Dương Long Tôn tuyệt đối muốn đuổi đi giả thiên ma đế. Không sai, ngươi có dám hay không? Ngươi nếu như không dám, đem người này đuổi ra ngoài, ta làm cái gì chuyện đều không phát sinh. Dĩ nhiên, ta thành tựu Long Tôn cũng sẽ không ỷ thế hiếp người, ta sẽ đem ta tu vi áp chế đến và ngươi giống nhau cảnh giới. 81 mạng tiếng chung www.x81zw.cn bảo đảm công bằng, như thế nào? Minh Dương Long Tôn chỉ giả thiên ma đế, nói. Được. Ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Huyết Long do dự mấy giây trực tiếp đáp ứng, giả thiên ma đế trên người nhân quả tội nghiệt quá thâm hậu, chỉ có dựa vào Vũ Hóa Thiên Hoàng Cung, mới có giải quyết có thể. Nếu như giả thiên ma đế bị đuổi đi, Huyết Long không biết như thế nào đối mặt. Đế tôn đại nhân, nghe được Huyết Long đáp ứng, U Nguyệt nhất thời kinh ngạc. Bàn về thực lực, Huyết Long cũng không phải là Minh Dương Long Tôn địch thủ, dù là người sau áp chế cảnh giới. Nếu như chiến bại, ma Long tộc quyền hành, thì phải rơi vào Minh Dương Long Tôn trong tay, Vũ Hóa Cung cũng phải bị hắn chấp trưởng. Rất tốt, ngày mai giữa trưa, ta ở Phong Lôi Đài chờ ngươi.
Minh Dương Long Tôn âm u cười một tiếng, ở hắn trong mắt, huyết long đã là một cổ thi thể. Mặc dù mình áp chế thực lực, nhưng huyết long mới vừa bước vào thiên thần cảnh tầng 8 trời, mà hắn đã đắm chìm võ đạo nhiều năm. Bàn về tu vi lĩnh ngộ, hắn so huyết long cao thâm nhiều. Ta đây muốn xem, người luyện hóa đế Long Châu, có thể lợi hại đến cái gì bước. Minh Dương Long Tôn hừ một tiếng, sải bước xoay người rời đi. Ngày mai tỷ đấu, hắn không hề dự định nương tay, chỉ cần có thể chém chết huyết long, lại cướp đoạt đế Long Châu, hắn liền có đủ thực lực, thống nhất toàn bộ ma long tộc. Huyết long, cần gì chứ? Đợi được Minh Dương Long Tôn rời đi, Già Thiên Ma Đế phát ra một món thanh âm, truyền tới huyết long trong tai. Hắn đang điều tức tu luyện, ánh mắt đóng chặt trước, giống như một cái pho tượng, thanh âm là thần niệm phát đi. Hắn tuy ở nhắm mắt tu luyện, nhưng cũng biết liền hết thảy trước mắt. Huyết long vì bảo vệ hắn, lại có thể đáp ứng Minh Dương Long Tôn khiêu chiến, cái này là việc vô cùng nguy hiểm, một khi chiến bại, tuyệt đối có rơi xuống nguy hiểm. Ma đế tiền bối, là thời điểm đến phiên ta báo đáp ngươi, nếu như chủ nhân ở nơi này, hắn cũng sẽ đáp ứng. Ngươi từ từ nghỉ ngơi, ta sẽ xử lý chuyện ngày mai. Huyết long thanh âm vững chắc, đại địch trước mặt, cũng không có hốt hoảng. Đế tôn đại nhân, ngày mai tỷ đấu vô cùng nguy hiểm, thuộc hạ đề nghị, ngươi trước xem ngũ long du thiên đao tu luyện khẩu quyết, nếu như có thể lĩnh ngộ, đối với ngày mai tỷ đấu cũng có chỗ tốt. U Nguyệt nói. Ngũ long du thiên đao. Huyết long ánh mắt ngưng luyện, nhìn xem trên vách tường văn bia. Văn bia phía trên, ghi lại hai môn hồng mông cổ pháp, một môn kêu trời chết hiểu tinh trần xa, một môn kêu ngũ long du thiên đao. Cái này hai môn cổ pháp, uy lực chênh lệch không nhiều, nhưng phương thức tu luyện khác hẳn không cùng. Thiên chết hiểu tinh trần xa, cần thu thập chư thiên ngôi sao tinh khí, lại hỗn hợp ma khí lệ nước, luyện thành sa trần, có che khuất bầu trời, táng tâm hồn người kỳ hiệu, đối với tư chất tu luyện yêu cầu không cao, nhưng cần phải hao phí nhiều tâm huyết, không ngừng đi thu thập vật liệu. Mà ngũ long du thiên đao, chính là đường đường chánh chánh võ đạo. Thân thể con người cả người, có lòng gan tỳ phổi thận ngũ tạng, tim thuộc hỏa, gan thuộc mộc, tỳ thuộc thổ, phổi thuộc kim, thận thuộc thủy, ngũ tạng ngũ hành, thiên lý tuần hoàn, khí cơ không ngừng. Ngũ long du thiên đao, là tu luyện ngũ tạng bí pháp, đem ngũ tạng tinh khí, luyện hóa thành rưỡi hành đao khí, chém địch giết người, đặc biệt uy mãnh. Trong thời gian ngắn, huyết long tự nhiên không thể nào thu thập được đầy đủ tinh thần tài nguyên. Cho nên thiên chết hiểu tinh trần xa là không thể luyện, có cơ hội tu luyện, là cái này ngũ long du thiên đao. Nếu như có thể luyện thành ngũ long du thiên đao, có lẽ có cơ hội chiến thắng Minh Dương Long Tôn. Nhưng hiện tại, ngũ long du thiên đao nguyên thủy ngọc giản, đã sớm ở trên cao cổ chiến loạn lúc hủy diệt, không có nguyên thủy ngọc giản thiên ngộ, dựa hết vào tự thân tu luyện, muốn trong vòng một ngày luyện thành, cơ hồ không có có thể. Ta thử một chút. Huyết long ngồi xếp bằng, ngắm nhìn ngũ long du thiên đao tu luyện khẩu quyết, mặc dù biết rõ cơ hội mong manh, nhưng hắn cũng là muốn thử nghiệm một tí. Đế tôn đại nhân, chúc người võ vận xương long. U Nguyệt than thở một tiếng, yên lặng xoay người đi ra ngoài. Ngày mai thi đấu, nàng không ôm hy vọng gì. Nếu như huyết long chiến bại, ma long tộc quyền hành rơi vào Bắc Hồ phái trong tay, nàng lấy chết tỏ lòng là được. Dù sao, nàng cho dù chết, cũng không muốn làm con rùa đen rút đầu. Hoặc là chiến, hoặc là chết, rụt rè e sợ, không dám ra đời, coi là anh hùng gì. Huyết long nhìn ngũ long du thiên đao khẩu quyết, chỉ cảm thấy đặc biệt phức tạp, chỉ nhìn một hồi, đầu liền đau đớn kịch liệt, cơ hồ muốn ngất đi. 33 thiên hồng mông cổ pháp, chân thực quá phức tạp. Huyết long không khỏi than thở, hắn luyện hóa đế long châu sau đó, huyết mạch hồi phục rất nhiều. Muốn tu luyện hồng mông cổ pháp, tư chất là đủ rồi. Nhưng vấn đề là, nếu như không có nguyên thủy ngọc giản, dựa hết vào tự thân lĩnh ngộ, chân thực quá khó khăn. Nếu như chủ nhân ở chỗ này là tốt, hắn nhất định có thể học biết. Huyết Long nhớ lại Diệp Thần. Diệp Thần tư chất thông minh, hơn nữa luyện hai môn hồng mông cổ pháp, có đặc biệt thâm hậu cơ sở, nếu như hắn ở chỗ này, nhất định có thể lãnh ngộ ngũ long du thiên đao bí pháp. Cùng lúc đó, thứ nhất thần quốc, Luân Hồi Cốc. Khúc Tuyết Dũng ở phù văn cột tròn chung quanh đi tới lui.
Lão tổ tiến vào trong đó đã lâu. Vẫn không có động tĩnh. Đoạn thời gian này, hắn nghĩ tới vô số có thể, rất sợ có một loại có thể trở thành thực tế. Lão tổ là khúc gia tương lai. Thần quốc dựa theo dưới mắt phát triển, diệt thế tai ương cuối cùng sẽ hạ xuống. Dù là khúc gia và thiên đạo cung có liên quan, thiên đạo cung đối với cái này diệt thế tai ương cũng sẽ không làm gì. Hiên viên mặc tà cố nhiên thực lực ngút trời, nhưng hắn ngồi lên thiên đạo cung cung chủ một khắc đó trở đi, liền nhất định là một con cờ. Khúc gia chỉ có thể dựa vào mình. Hắn vậy phủ đầy nếp nhăn nét mặt già nua viết đầy lo âu, thậm chí ngưng mắt nhìn phù văn cột tròn, âm thầm khấn cầu, lão tổ, người có thể nhất định phải bình an trở về à. Mà phù văn cột tròn bên trong một nơi không gian bên trong. Một phiến mênh mông chi khí bao trùm thiên địa, lòng đất máu chảy thành sông, tựa như trở thành một phiến mênh mông. Vô số thi thể chất triệt. Không có ai biết nơi này chuyện gì xảy ra. Cái này nhất định là một cơn ác mộng. Mà trong ác mộng ương, nếu như cẩn thận xem, nhất định sẽ phát hiện thân ảnh của một cô gái. Thiếu nữ quần áo trên người đổi là màu máu. Sắc mặt cực độ trắng bệch. Vết thương chồng chất. Nàng vô cùng là miễn cưỡng dùng kiếm chống đỡ thân thể. Nếu không phải chống đỡ, nàng tất nhiên sẽ ngã xuống. Đây là thuộc về Kỷ Tư Thanh quật cường. Kỷ Tư Thanh chậm rãi ngẩng đầu lên, máu tươi mơ hồ tầm mắt, nàng mơ hồ phát hiện một đạo thân ảnh to lớn không ngừng đến gần. Thân ảnh kia dừng lại, ngưng mắt nhìn Kỷ Tư Thanh, cười lạnh một tiếng, Khúc Trầm Yên, ngươi hiện tại còn muốn tiếp tục tiếp nhận cái nghi thức này. Ngươi thương thế đã không có đánh lại quyền lợi. Nể tình ngày xưa tình cảm, ta có thể cho ngươi thống khoái. Nhưng quy củ chính là quy củ, nghi thức thất bại, liền muốn thành tựu hiến tế, vĩnh cửu ở lại chỗ này. Kỷ Tư Thanh đột nhiên cười, chống đỡ thân thể kiếm chợt rút ra, tay run run, đem kiếm phong nhắm thẳng vào cách đó không xa bóng người, gần từng chữ, đời trước, Khúc Trầm Yên từ không ổn hiệp hòa sợ hãi, cái này nhất thế, ta Kỷ Tư Thanh như cũ như vậy. Rực cháy thiên chu tước kiếm, chém. Kỷ Tư Thanh trong mắt chiến ý cháy, nhất thanh thanh hát, trường kiếm trong tay vung lên, ngay tức thì nổ lên ngập trời hồng mông hơi thở. So sánh với cổ còn muốn cổ xưa, so viễn cổ còn muốn thần bí, cuồn cuộn hồng mông hơi thở, không ngừng từ nàng trên thân kiếm bộc phát ra. Kỷ Tư Thanh bội kiếm, nhất thời nổ lên nóng rực lửa lớn. Lửa cháy bừng bừng sôi trào gian, hóa thành một đạo ngập trời chu tước bóng người, ngẩng đầu kêu, thanh âm chấn triệt chín tầng trời hoàn vũ. Một kiếm này, võ đạo ý vận dường như muốn đem cái này một phiến thiên địa biến dạng. Vô số thi thể hóa là bột. Đây là Kỷ Tư Thanh thành tựu nữ võ thần đạo. Kỷ Tư Thanh rất rõ ràng, một kiếm này sau đó, nàng liền sẽ ngã xuống. Nhưng là bây giờ nàng không có lựa chọn. Chu tước hướng vậy đạo to lớn bóng người đi. Nhưng mà, đối phương nhưng là lắc đầu một cái, Kỷ Tư Thanh cũng tốt, Khúc Trầm Yên cũng được, ngươi thực lực cuối cùng quá thấp, còn chưa kịp ngươi kiếp trước 0,1%, lực lượng này, quá nhỏ bé. Một giây kế tiếp. To lớn bóng người vung tay lên, vậy chu tước lại rất miễn cưỡng bị biến dạng. Có thể tưởng tượng đối phương thực lực có đáng sợ dường nào. Kỷ Tư Thanh nhìn chu tước tiêu tán, trong mắt mở đi mấy phần, nàng tầm mắt mơ hồ, chậm rãi ngã xuống. Nàng biết, nghi thức thất bại. Thật chẳng lẽ kết thúc? Nếu như hiến tế nơi này, vậy giá phải trả thật quá lớn. To lớn bóng người lắc đầu một cái, năm ngón tay nắm chặt, một đoàn phù văn xuất hiện. Nên kết thúc, hấp thu Khúc Trầm Yên linh hồn, sợ rằng đạo phong ấn này lại phải giãn ra mấy phần. Luân hồi. Lần này, không có luân hồi. Phù văn chậm rãi hướng Kỷ Tư Thanh thân thể đi. Một khi rơi xuống, linh hồn mất đi. Thế gian lại không Kỷ Tư Thanh. Phù văn cột tròn ra. Khúc Tuyết Dũng phiền muộn lúc đó, đột nhiên, một đạo đi đôi với vô số hắc khí sương mù dày đặc xuất hiện. Mơ hồ tới giữa, Khúc Tuyết Dũng cảm giác trước mắt một đạo quang thoáng qua. Nhưng là tốc độ quá nhanh, hắn vậy không phát giác đây là cái đồ gì. Hắn nhìn chung quanh sương mù dày đặc tiêu tán, con người đông lại một cái, hướng cột tròn đi tới. Cột tròn vậy đạo cửa hư không, lại lần nữa được mở ra. Lão tổ nhưng mà nhấn mạnh qua, đạo phong ấn này cửa, giống vậy lực lượng căn bản không có thể phá ra. Vậy hiện tại lại là chuyện gì xảy ra?
Ai tiến vào bên trong? Hình ảnh quay về. Mắt xem phù văn liền phải rơi vào Kỷ Tư Thanh trên mình. Đột nhiên, một khối to lớn lại cổ xưa bia đá xuất hiện. Bia đá không ngừng phóng đại, lại rất miễn cưỡng chắn Kỷ Tư Thanh trước người. Thậm chí và vậy phủ xuống phù văn va chạm. Phù văn tại chỗ vỡ vụn. To lớn nam tử con ngươi chợt co rúm một cái, một cổ dự cảm bất tường phun trào. Là ai? Thanh âm lạnh như băng vang khắp. Yên tĩnh nhất thời sau đó, đột nhiên một đạo non nớt lại thanh âm kiên định lạnh lót chân trời. Người Kỷ Lâm bà cô ở chỗ này, cảnh cáo ngươi, không cho phép nhúc nhích tỷ tỷ ta. Vô tận khí độc lan tràn. Một cái ăn mặc váy bé gái xuất hiện ở Kỷ Tư Thanh bên người. Bé gái trong tay nắm một chuôi đặc thù vũ khí. Viên hoàn hình trạng, không có bất kỳ mũi chỗ. Nhưng tròn vòng bên trên lưu chuyển chữ viết, nhưng khắp nơi lộ ra bất phàm. Chính là Kỷ Lâm. To lớn nam tử ánh mắt rơi vào Kỷ Lâm trên mình, đột nhiên co rúm một cái. Thế gian hiếm thấy tiên thiên độc thể. Không đúng. Đây không phải là giống vậy tiên thiên độc thể. Mà là lên cấp nặng nguyên độc thể. Tiên thiên độc thể, thế gian hiếm thấy, nhưng vạn giới thượng có. Có thể tiên thiên độc thể bên trong, còn có một loại trình độ cao nhất tồn tại. Đó chính là nặng nguyên độc thể. Nặng nguyên độc thể một khi bùng nổ, liền có thể để cho vô số võ giả như sắp vực sâu. Dù là thần đô muốn sợ hãi. Cái này ước chừng xuất hiện ở vạn cổ vật trong truyền thuyết, lại xuất hiện. Ở to lớn nam tử kinh ngạc nháy mắt, Kỷ Lâm tròng mắt đóng chặt, trong miệng niệm động trước thần chú, ngón tay nhanh chóng bắt pháp quyết. Vô số phù văn lượn lờ đầu ngón tay. Độc bia chi linh, hóa long chi hình. Một khắc sau, khối kia cổ xưa bia đá lại huyễn hóa thành một đầu vạn trượng độc long. Trôi lơ lửng ở Kỷ Lâm thương khung chừng. Vô tận khí độc lan tràn, bảo vệ một phiến thiên đường. Vạn trượng độc long không có bất kỳ do dự. Liền hướng to lớn nam tử phóng tới. Cùng trong chốc lát, Kỷ Lâm chật vật nâng Kỷ Tư Thanh thân thể, hướng một phương hướng nhanh chóng đi. Kỷ Lâm tròng mắt, chỉ phun trào ra một đạo quang. Vậy không lại thuộc về kéo chân sau bé gái quang. Tỷ tỷ, kiên trì nữa một tí, lập tức tới ngay. Nghi thức sẽ không thất bại. Tỷ tỷ, người một mực bảo vệ ta. Kỷ Lâm biết ta đã từng rất không ngoan. Ta rất đần. Nhưng là ta hiện tại trưởng thành. Ta mới có thể bảo vệ được ngươi. Vĩnh lão nói ta thức tỉnh tiên thiên độc thể ẩn núp thuộc tính, nói ta thành liền có thể vượt qua hết thảy, dù là thượng giới và vực ngoại đều phải sợ hãi. Nhưng là những thứ này ta cũng không quan tâm, ta Kỷ Lâm cả đời này chỉ có một thân phận, đó chính là ngươi Kỷ Tư Thanh muội muội. Tỷ tỷ ngươi nhất định phải chịu đựng, chúng ta còn muốn gặp vậy Diệp Bức Phương đi đâu. Cái này Diệp Bức Phương nâng lên thần quốc vác ma cờ lớn, như bức hò hét, nhưng là ở chúng ta trước mặt khẳng định kinh sợ, chúng ta còn muốn cùng đi Côn Lôn Hư, đi Hoa Hạ. Hoa Hạ có rất nhiều ăn ngon, tỷ tỷ, ta muốn mang ngươi ăn lần mỗi một cái phố ăn vặt. Không đúng, để cho Diệp Bức Phương dẫn chúng ta đi, chúng ta mua, hắn trả tiền, hung hăng làm thịt hắn một sóng. Tỷ tỷ, ngươi không nên ngủ gật à, lập tức tới ngay. Kỷ Lâm trong mắt vậy đạo quang, lấm tấm. Cũng là lệ quang. Vực ngoại, một phiến thần bí hư không, Đế Uyên Điện chỗ sâu nhất. Một tòa đơn sơ thảo lư. Một tiệc tóc trắng Đế Thích Thiên đang ngưng mắt nhìn trước mắt bàn cờ. Cổ quái chính là, cái này bàn cờ không phải cái khác con cờ, mà là thuộc về Hoa Hạ cờ tướng. Phía trên lại là có khắc từng cái đặc thù chữ viết. Đế Thích Thiên do dự hồi lâu, chấp tử đẩy trước. Càng tự nhủ, tàn cuộc chính là tàn cuộc, còn chưa đúng. Xem ra ta lĩnh ngộ còn chưa đủ. Cờ tướng, thật là thú vị. Không biết qua bao lâu, hắn mới ý thức tới bên người người làm, mở miệng nói, người mới vừa nói thần quốc phục ma điện Diệp thần cầm thiên ma tộc sứ giả giết. Đúng vậy, vậy người làm khá là cung kính nói. Đế Thích Thiên khẽ gật đầu, chợt nghĩ tới điều gì, hiếu kỳ nói, thiên ma tộc sợ rằng rất tức giận đi. Thần quốc vách ngăn còn bao lâu bể tan tành. Nơi đó là luân hồi đứng đầu cố hương, ta rất không thích. Vậy người làm con người đông lại một cái, mở miệng nói, khoảng cách thần quốc diệt thế tai ương hạ xuống, đại khái còn có nửa năm. Nếu như ngài không thích thần quốc, ta phái người trực tiếp xóa đi thần quốc. Nhưng mà,
Đế Thích Thiên nhưng lắc đầu một cái, không cần ngươi ra tay, ta năm đó và những tên kia quyết định qua quy củ, tự nhiên không thể ra tay tiêu diệt. Bất quá, nửa năm quá lâu, trước lúc này, ta không hy vọng thần quốc thuộc về an ninh. Ngươi mang vật này, để cho người lãnh gia phá vỡ một phần chia không gian, ta tin tưởng thiên ma tộc hội rõ ràng phải làm sao. Diệt thế tai ương trước, thần quốc không lại có an ninh hòa thở dốc. Vậy người làm ngẩn ra, chợt gật đầu, thuộc hạ sẽ chuyển cáo lãnh gia. Mấy giờ sau đó, trong mật thất Diệp Thần, mở hai mắt ra, trong mắt, bộc phát ra một hồi chói mắt thần quang. Đánh bại ma minh ngày sau hắn liền tiến vào ngắn ngủi bế quan, hắn trừ hấp thu ma minh thiên tử tiêu thạch bên ngoài, lại là tương diệt thiên kiếm quyết, lĩnh ngộ được hơn nữa thấu triệt. Thực lực trên, lại có tinh tiến. Tu vi lại là bước vào hỗn độn cảnh ba tầng thiên. Hắn đứng dậy, đi tới phục ma ngoài núi, lúc này, vô số võ giả, đã cùng đợi ở nơi đó, từng cái trên mặt đều là thấy chết không sờn vẻ. Diệp Thần nhìn những người này, ánh mắt chớp động, cái này tham chiến võ giả bên trong, còn có rất nhiều người hắn quen biết. Thần cực tông đệ tử, trưởng lão, thậm chí tông chủ Ngọc Chân Tử, đều ở đây Diệp Thần hiệu triệu dưới, tới phục ma điện. Huyền Nguyệt Tông tình huống, cũng kém không nhiều, phàm là tu vi đạt tới hỗn độn cảnh tồn tại, không một ngoại lệ, toàn bộ đi tới phục ma núi. Thậm chí, là hắn người phụ nữ, bằng hữu. Diệp Thần hít sâu một hơi, âm thầm nắm chặt quả đấm, mấy tháng sau diệt thế tai ương, có thể hay không thủ thắng, nói cho cùng, là do hắn quyết định. Vực ngoại ma tộc thực lực, vượt xa nhân tộc, những võ giả này, thoạt nhìn là một cổ cường đại lực lượng, có thể Diệp Thần biết, ở mạnh hơn tích chữ ở trước mặt, số người, là không có ý nghĩa. Những võ giả này, yêu tộc, đều có thể làm, chỉ là dựa vào cái này phục ma núi, ngăn cản những cái kia yếu hơn ma tộc đột phá phòng tuyến, xông vào linh võ đại lục, chống đỡ đến Diệp Thần chiến thắng thiên ma nhất tộc xuất chiến thiên thần cảnh cường giả thôi. Nhưng, dù vậy, đối với bọn họ mà nói, đều là vô cùng hung hiểm. Có thể trên chiến trường, cho dù là Diệp Thần, cũng không cách nào chu toàn mọi mặt, không cách nào chiếu cố được bọn họ, hắn điều có thể làm, chỉ có dùng mau hơn tốc độ, chiến thắng đối thủ, kết thúc chiến đấu. Chỉ mong trong vòng nửa năm, thần quốc không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngay tại lúc này, bầu trời bên trong, đột nhiên bộc phát ra một hồi màu tím sấm sét, toàn bộ bầu trời, đều tựa như bể nát vậy, một đạo vết nứt không gian, đang lúc mọi người nhìn soi mói, từ từ mở ra. Mây đen đầy vải, điện thiểm lôi minh, gió lớn gào thét, cái này phục ma núi bốn phía, một phiến ngày tận thế chi cảnh. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, nhìn cái khe kia, vô cùng rung động. Không phải còn có nửa năm thời gian sao? Vì sao đột nhiên biến dạng? Mặc dù không phải là hoàn toàn biến dạng, nhưng đối với thần quốc mà nói cũng là ứng phó không kịp. Bất quá, hắn Diệp Thần sẽ ngăn cản hết thảy. Lần này thiên ma tộc phái ra cường giả, hẳn không phải là quân chủ lực, nếu không sẽ không thực lực bực này. Phỏng đoán càng nhiều hơn mục đích là muốn là chết đi vị sứ giả kia tìm về mặt mũi. Tất cả mọi người là thần sắc trầm xuống, ở trong lòng nạt nhỏ tới. Chỉ gặp một tòa toàn thân lóe lên u quang đen nhánh chiến thuyền, từ vậy kẽ nứt bên trong lái ra, chiến thuyền này, vô cùng to lớn, mà chiến thuyền bên trên, thì đứng đầy rậm rạp chẳng chịt, toàn thân màu tím đen vực ngoại ma tộc. Những ma tộc này, nhìn phục ma trên núi chiến sĩ, mỗi một người đều là sắc mặt tàn nhẫn, trong mắt, lóe lên vẻ tham lam, tựa như, giống như là nhìn thấy gì món ngon vậy. Diệp Thần nhìn vậy đen nhánh chiến thuyền, ánh mắt bộc phát trầm trọng. Hiện tại khép kín hư không vết rách, đã không còn kịp rồi. Cũng may, không phải tất cả người của ma tộc cũng tới đối kháng thần quốc. Nhưng cho dù chỉ có một phần chia, đối với thần quốc mà nói, cũng là ác mộng à. Tại sao? Bởi vì, những ma tộc này, hoàn toàn do hỗn độn cảnh trở lên ma tộc tạo thành. Hơn nữa, chỉ là thiên thần cảnh thực lực ma tộc, thì có không thiếu. Thậm chí, còn có mấy tên hơi thở cực kỳ kinh khủng tồn tại. Mà nhân tộc bên này sao? Cho dù, đoạn thời gian này, tới tham chiến võ giả, dùng hết toàn lực tu luyện, mà linh võ đại lục cùng thần quốc, lại là đem hết thảy tu võ tài nguyên, cũng dốc vào ở bọn họ trên mình, khá vậy chỉ là đem thiên thần cảnh tồn tại số lượng,
tăng lên tới một phần chia thôi. Chênh lệch này, chính là chí mạng. Một cái thiên thần cảnh võ giả, hoàn toàn có thể để lần trước vạn hỗn độn cường giả. Cái này, vẫn là ở không suy nghĩ hơi thở kia kinh khủng à tộc dưới tình huống. Tình thế, rất nghiêm tuấn. Đây là, một người cao lớn, cả người màu tím trên da thịt, lóe lên từng đạo minh văn, hai tròng mắt bên trong, tử mang như điện thiên ma, mang đầy mặt phiền não, không nén được vẻ, thân hình động một cái, nhảy ra chiến thuyền. Hắn xuất hiện ở Phục Ma núi bầu trời, mắt nhìn xuống dưới chân mọi người, vô cùng là khinh miệt mở miệng nói, để cho chúng ta bất ngờ phải, thần quốc và vực ngoại vách ngăn lại bởi vì một loại đặc thù nào đó nguyên nhân đột nhiên bể nát một phần chia. Lúc này mới để cho chúng ta có thể thông qua một phần chia, cho dù là một phần chia, cũng là trời giúp chúng ta. Bổn tôn chính là thiên ma tộc chiến tướng, ma cửu xích, chính là các ngươi đám phế vật này, giết ma minh thiên. Hiện tại, bổn tôn mệnh lệnh các ngươi, động thủ giết ma minh thiên, toàn bộ cho bổn tôn, đứng ra. Cái này ma cửu xích, nhìn như tùy ý mở miệng, có thể cuồn cuộn tiếng sóng, từ trong miệng truyền ra. Nhưng giống như vô số viên bom nổ vậy, đem thiên địa cũng chấn động được run rẩy. Hư không bể tan tành, vô số nguyên bản trong mắt còn thiêu đốt hừng hực chiến ý võ giả, yêu tộc, lúc này, nhưng là vô cùng kinh hoàng. Bọn họ nhìn không trung ma cửu xích, đầy mặt thống khổ, vẻ khó tin. Lúc này, bọn họ cảm giác đầu mình lô, đều có nổ tung, thần hồn, đều phải ở ma cửu xích cái này tùy ý lời nói bên trong, mất đi liền à. Mà lúc này, Phục Ma trên núi, bỗng nhiên bộc phát ra một hồi ngũ sắc quang hoa, hóa thành chấm quang vũ, phiêu sái xuống, sáp nhập vào mọi người trong cơ thể. Phục Ma núi khắc chế ma tộc lực lượng, có hiệu lực. Mặt mọi người sắc, lúc này mới hòa hoãn một phần, nhưng, bọn họ nhìn về phía ma cửu xích ánh mắt, nhưng rối rít mang theo lòng vẫn còn sợ hãi vẻ. Một lời ra, chấn nhiếp thần quốc vô số võ giả. Chỉ là nói chuyện. Thì có kinh khủng như vậy lực lượng, cái này, nơi nào vẫn là cái gì thiên ma? Thật là, chính là trong truyền thuyết diệt thế ma thần có, thông thiên triệt địa khả năng chứ. Mà vậy ma cửu xích trên mình, tản ra vô cùng là kiềm chế, giống như vực sâu giống vậy hơi thở, lại là làm những võ giả này, sinh ra một loại phát ra từ về linh hồn sợ hãi. Tựa như, cái này ma cửu xích, chính là vũ trụ nắm giữ, trời xanh đế vương vậy. Cái này chính là trong truyền thuyết vực ngoại cường giả sao. Mọi người ở đây tâm thần, xu hướng tại tan vỡ để gặp, một đạo thân ảnh, nhưng chiếu vào liền trong mắt của bọn họ. Vậy, là Diệp Thần bóng người. Diệp Thần từng bước một, đạp trời đi, đi tới ma cửu xích trước người. Nhân tộc thân thể, cùng thiên ma so sánh, lộ vẻ được có chút nhỏ bé, có thể làm cái này vô số thần quốc chiến sĩ, thấy đứng ở ma cửu xích trước mặt. Chút nào không để cho Diệp Thần lúc đó, nguyên bản trắng xám trong mắt, nhưng là lần nữa sáng lên. Một cái ma cửu xích, đâu chỉ tại làm bọn họ như vậy sợ hãi. Bọn họ còn có Diệp Thần à? Giống như chiến thần giống vậy Diệp Thần à? Chỉ cần, Diệp Thần còn không có ngã xuống, bọn họ tin tưởng nhân tộc cùng yêu tộc một khối, liền không bị thua. Ma cửu xích nhìn Diệp Thần, nhưng là khẽ cau mày nói, chính là ngươi, giết ma minh thiên. Hắn có chút bất ngờ, nguyên bản, hắn lấy là ma minh thiên là chết ở thanh đế cùng long hy viện cái này hai người tồn tại trong tay. Có thể, làm hắn thấy Diệp Thần sau đó, nhưng không có hoài nghi. Bởi vì, Diệp Thần mặc dù chỉ có hỗn độn cảnh tu vi, có thể mơ hồ nhưng cho hắn một chút áp lực. Diệp Thần gật đầu nói, không sai, là ta. Làm sao, ngươi muốn thay hắn trả thù. Mặc dù không biết vách ngăn này vì sao đột nhiên sẽ biến dạng một phần chia, nhưng cái này một phần chia tạo thành bất ngờ, ta Diệp Thần sẽ xóa đi. Các ngươi hiện tại nếu như rời đi, ta sẽ tha các ngươi. Ma cửu xích nghe vậy, nhưng là mặt hiện vẻ dữ tợn, vui vẻ cười to đứng lên nói, ha ha ha, một cái chết ở ngươi cái loại này hạ đẳng chủng tộc trong tay phế vật, đáng bổn tôn thay hắn trả thù sao. Có thể một khắc sau, ma cửu xích thanh âm. Nhưng là bỗng nhiên âm hàn xuống nói, nhưng, bởi vì ngươi giết phế vật kia, để cho bổn tôn ở đợt tập kích thứ nhất bên trong, liền bị phái đến nơi này rác dưới thứ bảy thần quốc, cái này, đơn giản là đối với bổn tôn làm nhục. Tiểu tử, bổn tôn, sẽ để cho ngươi vì thế, trả giá thật lớn. Nguyên bản,
lấy ma cửu xích thực lực cùng thân phận, trên căn bản, lần đầu tiên chinh chiến, thì không cần xuất chiến, hiện tại, hắn chắc còn ở mình trong cung điện, hưởng thụ thức ăn ngon, người đẹp mới đúng. Coi như bởi vì trước mắt cái này rác dưới loài người, giết ma minh trời, chọc giận ma hoàng, đưa đến mình, không thể không tham chiến. Cái này, mới là để cho ma cửu xích nhất là khó chịu nguyên nhân. Diệp thần thần sắc nhàn nhạt cũng, trả giá thật lớn. Ngươi, không được. Không được, ma cửu xích nghe vậy sững sốt một chút, một khắc sau, mặt đầy rét lạnh nói, ngươi nói, cái gì không được. Cái này nhân loại đê tiện. Lại nói hắn ma cửu xích không được. Diệp thần ngưng mắt nhìn ma cửu xích vậy đôi sát ý lăn lộn mắt tím, mặt không chút thay đổi nói, ta nói ngươi thực lực không đủ, muốn cho ta trả giá thật lớn. Không đủ tư cách, dĩ nhiên là không được. Trong nháy mắt, cả tòa phục ma núi, đều tựa như bị đóng băng vậy, nhiệt độ, hạ xuống tới băng điểm dưới. Tất cả người tộc, yêu tộc, thậm chí, là vậy đen nhánh chiến thuyền trên vực ngoại thiên ma. Đều là mặt đầy rung động nhìn Diệp Thần. Lúc này, Diệp Thần lại khiêu khích ma cửu xích. Khiêu khích một người chân chính thiên thần cảnh hậu kỳ tồn tại. Mọi người thần kinh, cảm giác đều có chút không cách nào nhận chịu. Mà những cái kia vực ngoại thiên ma, thậm chí so nhân tộc cùng yêu tộc, hơn nữa không tưởng tượng nổi. Một bộ thấy quỷ thần sắc. Bọn họ cũng không biết nhiều ít năm, không có thấy người dám ở ma cửu xích trước mặt, nói chuyện như vậy à. Ma cửu xích, cho dù ở lấy hung hãn nổi danh ma tộc bên trong, đều là vô cùng tàn nhẫn, nóng nảy, động thì đem đồng tộc cắn nuốt khủng bố tồn tại à, hiện tại, cái này không biết sống chết loài người, lại dám trước mặt khiêu khích ma cửu xích. Hơn nữa, thậm chí đều không vòng vo, liền trực tiếp, nói ma cửu xích không được à. Rất nhanh, vậy một đám ma tộc, chính là mặt hiện vô cùng nghiền ngẫm thần sắc. Loài người này, chết chắc, hơn nữa. Khẳng định sẽ chết rất thảm. Quá tự tìm cái chết. Mà lúc này, ma cửu xích nhưng cơ hồ phải bị giận đốt lửa, hắn quanh thân cũng gồ lên màu tím đen mạch máu, đôi mắt bên trong bộc phát ra một hồi ánh sáng tím, dương ra mọc đầy răng nhọn miệng to, phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét. Cái này gầm thét bên trong, tựa hồ vậy phục ma núi, đều phải làm sụp đổ. Ma cửu xích trong tay, xuất hiện một chuôi cái rìu lớn. Hướng về phía Diệp Thần gào thét nói, luân hồi đứng đầu đã sớm chết. Hiện tại, các ngươi chính là nhân loại đê tiện, ngươi lại dám nói ta ma cửu xích phế vật. Ha ha, ta nhất định sẽ làm cho ngươi vô cùng hối hận, mới vừa rồi ngươi nói qua mỗi một chữ. Dứt lời, hắn quanh thân vô biên ma khí cuồn cuộn, thì phải trực tiếp ra tay. Mọi người tim, vậy đi đôi với ma cửu xích ra tay, mà khẩn trương lên. Nhưng đột nhiên tới giữa, Diệp Thần thần sắc, lại là động một cái, hắn chợt mở miệng quát lên, chờ một tí. Diệp Thần nhìn về phía cách đó không xa nơi nào đó hư không, trong mắt bên trong, hàn mang lóe lên. Nơi đó, cất giấu mấy đạo thân ảnh. Ẩn núp rất khá, liền liền Diệp Thần cũng thiếu chút nữa đem bọn họ bỏ quên. Cái này mấy đạo thân ảnh, tản ra hơi thở, cùng vậy dư thịnh, có chút tương tự, nhưng cường đại hơn. Lãnh ra người tới. Diệp Thần khóe miệng, nâng lên một đạo lạnh lẽo nụ cười, cái này đáng chết lãnh ra người. Rốt cuộc đã tới. Lãnh ra người, Đế Uyên Điện rốt cuộc đánh tính toán gì? Chẳng lẽ là muốn cùng trận đại chiến này kết thúc sau đó, ngồi thu tử tiêu thạch? Bọn họ một tay thúc đẩy ma tộc cùng nhân tộc chiến tranh, sau đó, không để ý muôn vàn sinh linh tánh mạng, chỉ vì đạt được vậy tử tiêu thạch. Bỏ mặc nguyên nhân gì? Diệp Thần tự nhiên sẽ không để cho bọn họ như nguyện. Hắn hướng về phía ma cửu xích mở miệng nói, ma cửu xích, cho ta một chút thời gian, ta hiện tại, có chút việc phải làm. Hắn muốn ưu tiên giải quyết lãnh gia người, tuyệt không để cho lãnh gia người và Đế Uyên Điện lần này trong đại chiến lấy được một chút lợi ích. Hơn nữa, để cho lãnh gia người mai phục ở một bên, mắt lạnh bên cạnh xem hắn cùng ma tộc chiến đấu, rất nguy hiểm, ai dám cam đoan. Lãnh ra người sẽ không ra tay đánh lén. Ở hắn cảm ứng bên trong, lần này lãnh ra người đến bên trong, có một người so với ma cửu xích, càng cường đại hơn, dĩ nhiên là trước đem giết chết, càng thỏa đáng. Còn như ma cửu xích, mặc dù là thiên thần cảnh hậu kỳ tồn tại, nhưng, thực lực chân chính không tính là quá mạnh mẽ, ở hôm nay Diệp Thần trong mắt, cũng không phải là đối thủ.
có thể ma cửu xích, cùng với vậy 300.000 ma tộc nghe vậy, nhưng là ha ha phá lên cười. Ma cửu xích gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần nói, làm sao? Thấy được bổn tôn ra tay sau đó, mới biết sợ. Muốn rút lui, ngươi có phải hay không muốn được quá đẹp? Nghe nói các ngươi nhân tộc phế vật rất, trước người thích trang, nhưng mà, trên thực tế, nhưng lại vô cùng hèn yếu, khiếp đảm. Ngày hôm nay, thật là trăm văn không bằng vừa gặp à. Cả đám tộc, sắc mặt cũng là trắng bệch, thật chẳng lẽ liền Diệp Thần trong lòng bọn họ chiến thần, cũng sợ. Quả thật, mới vừa rồi ma cửu xích vậy một dìu, mặc dù còn không có hoàn toàn chém xuống, cũng đã tản mát ra một loại, có thể đem toàn bộ linh võ đại lục cùng với thần quốc cũng chém thành hai khúc sợ hãi uy áp. Đừng nói là trực diện cái này một dìu Diệp Thần, chính là đứng xem mọi người, đều có một loại muốn ở nơi này một dìu dưới, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ xung động. Diệp Thần, sợ tựa hồ vậy rất hợp lý. Diệp Thần nghe vậy, nhưng là sắc mặt run lên. Nếu cái này ma cửu xích, nghĩ như vậy nhanh lên một chút chết, vậy, thành toàn cho hắn tốt lắm. Một khắc sau, Diệp Thần cổ tay lộn, nắm một chuôi đen nhánh trường kiếm, lại là chút nào dấu hiệu không có, trực tiếp đối với ma cửu xích ra tay. Hắn khẽ quát một tiếng nói, được, có phải hay không ta trước hết là giết ngươi, ngươi liền hài lòng. Trong nháy mắt, ở một kiếm này chém ra trên đường, yêu khí kinh thiên, từ Diệp Thần trong cơ thể bùng nổ, tầng 7 huyết quang, luân hồi huyết mạch, thần hỏa lực, phá thiên lực, hủy diệt mộ đạo hơi thở, xen lẫn một thể. Vậy kinh hãi cự lực, khuynh tả tại sát kiếm bên trên, thần tính hơi thở tràn ngập, phần huyết quyết đem trong cơ thể máu thần, phát huy đến cực hạn. Mà trường kiếm trong tay, giống như hóa thành vậy nhất là nguyên thủy hủy diệt vực sâu, có đem thế giới vạn vật, cũng hóa thành hư vô cực kỳ lực lượng. Vậy, là diệt thiên kiếm quyết đột phá, và tự thân bước vào hỗn độn cảnh ba tầng thiên sau biểu hiện. Nếu, Diệp Thần lựa chọn cùng ma cửu xích đánh một trận, như vậy, ra tay một cái, chính là toàn lực. Hắn muốn trong nháy mắt giết ma cửu xích, không cho lãnh gia người bất kỳ nhúng tay chiến đấu cơ hội. Mà nguyên bản, vẫn là mặt đầy vẻ châm chọc ma cửu xích, giờ khắc này, diễn cảm nhưng là triệt hỏng mất. Ma cửu xích nhìn Diệp Thần một kiếm kia, mắt tím điên cuồng run rẩy. Tựa như, xuất hiện ở trước mặt hắn, không phải một thanh kiếm mà là hủy diệt bản thân vậy à? Cho ta chết! Ma cửu xích điên cuồng hét lên một tiếng, cả người ma khí mãnh liệt, trong tay cái dìu lớn, bộc phát ra vô cùng hàn mang, mạnh mẽ ma tộc võ thi triển, một loại man hoang, nguyên thủy, nhưng vô cùng là cường đại võ đạo ý vận, tràn ngập thiên địa. Đối mặt cái này làm thần hồn cũng làm mất đi hủy diệt lực, đem ma tộc hung hãn, hiện ra được tinh tế. Đối mặt Diệp Thần bất thình lình trình độ cao nhất một kiếm, lại, còn có thể ổn định tâm thần, phát huy toàn lực. Thậm chí, là ở thời khắc nguy cấp này, 200% vượt xa bình thường phát huy. Diệp Thần ánh mắt hơi trầm xuống, vực ngoại thiên ma quả nhiên là một cái chủng tộc đáng sợ. Ma cửu xích cái này một dìu, đem tự thân thực lực hiện ra không thể nghi ngờ, nếu không phải là có Diệp Thần tồn tại, sợ rằng chỉ riêng cái này một dìu. Là có thể trực tiếp đem nhân tộc, yêu tộc 30 triệu đại quân, nghiền thành phấn vụn. Thậm chí là Thanh Đế cùng Long Hy Viện cái này hai người tồn tại, đối mặt cái này một dìu, cũng không có từng tia sức để kháng chứ. Nhưng, dù vậy, vậy không thay đổi được ma cửu xích kết cục. Một kiếm này, hắn thế ở tất được. Một tôn cự ma hư ảnh, ở ma cửu xích sau lưng lộ vẻ hiện ra, tinh thuần vô cùng ma khí mỗi một kích động. Cũng làm vạn dặm không gian bể tan tành, hư không gió bão cuốn sạch thiên địa, thần quốc võ đạo quy luật, đã sớm không chịu nổi gánh nặng, bị Diệp Thần cùng ma cửu xích võ đạo ý vận ăn mòn. Giờ khắc này, mọi người chỉ cảm thấy, mình không phải là thân ở Phục Ma núi, mà là đi tới một nơi dị vực. Một nơi, tràn đầy khí tức hủy diệt cùng hung man hơi thở dị vực. Ùn ùn kéo đến ma khí, cực nhanh ngưng tụ. Hóa thành một đầu không biết tên ngút trời ác thú, đi đôi với ma cửu xích cái này một dìu, hướng Diệp Thần gào thét đi. Rốt cuộc, Diệp Thần kiếm quang, cùng vậy ma khí biến thành cự thú, xảy ra va chạm. Thời gian, phảng phất có chốc lát ngừng. Vậy nhìn như, có diệt thế oai ma khí cự thú, lại là ở 0,1% giây bên trong, liền điên cuồng tan vỡ đứng lên. Thậm chí, liền liền ma cửu xích trong tay chuôi này cái dìu lớn.
đều là nhanh chóng tràn ngập đạo đạo liệt ngân. Ma cửu xích con ngươi, bỗng nhiên co rúm một cái, tất cả dũng hãn chi khí, ở Diệp Thần một kiếm này trước mặt, đều bị hoàn toàn chém thành hư không, còn dư lại, chỉ có nồng đậm sợ hãi. Quá khủng bố. Vậy, là ma cửu xích từ ra đời tới nay, chưa bao giờ thể nghiệm qua khủng bố. Vực ngoại, rất hung hiểm, thậm chí, có vô số so với vực ngoại thiên ma, đáng sợ hơn sinh linh tồn tại. Đây cũng là tại sao, vực ngoại thiên ma, muốn xâm lấn cái khác vị diện nguyên nhân. Ma cửu xích cả đời này, tự nhiên vậy không thiếu trải qua nguy cơ sinh tử. Nhưng, hắn trải qua hết thảy, và Diệp Thần một kiếm này, hoàn toàn không thể so sánh à. Vậy, là một loại đến từ võ đạo trên chấn nhiếp. Một khắc sau, ma cửu xích, lại là theo bản năng lui về phía sau, không để ý hết thảy lui về phía sau. Thiên ma vốn là thích tử chiến đến cùng chủng tộc, cho dù đến chết, vậy sẽ không bỏ ra mình vũ khí, có thể. Ma cửu xích, lại là trực tiếp ném ra trong tay chiến phủ, cả người huyết dịch màu tím cháy, thi triển bí pháp, hóa thành một đạo huyết quang, hướng sau lưng nhanh chóng thối lui, một bên lui, vừa hướng quanh thân vậy mấy tên nửa bước thiên thần cảnh ma tộc gào thét nói, cho bổn tôn ngăn trở, cho bổn tôn ngăn trở một kích này à. Mà lúc này, vậy ma khí cự thú, thậm chí là vậy cây chiến phủ, đều đã biến thành hư không, mà Diệp Thần kiếm mang, vẫn còn ở phía trước vào. Trong chốc lát, tất cả thiên ma, đều là mộng, vậy mấy tên khí tức cường đại tồn tại, theo bản năng nghe theo ma cửu xích mệnh lệnh, rối rít ra tay, hoặc là quanh thân ma khí mãnh liệt, hơn 10.000 cái xúc tu đều xuất hiện, mỗi một cái chạm tay vào, đều là một chuôi vũ khí, hướng Diệp Thần kiếm mang công tới. Hoặc là miệng to như chậu máu một tấm. Khạc ra một đạo ngưng luyện cực kỳ ánh sáng tím, cái này ánh sáng tím, tựa hồ có chí cường độc tố cùng ăn mòn lực, chung quanh hư không, đều ở đây ánh sáng tím bên trong, biến thành đen nhánh. Hoặc là tay nặn pháp quyết, cả người ma khí kích động, trong cơ thể tản mát ra chí cường lực cắn nuốt, phải đem Diệp Thần kể cả hắn nơi chém ra kiếm mang, cùng nhau chiếm đoạt. Những ma tộc này thủ đoạn, không thể bảo là không mạnh. Bảy người dưới sự liên thủ. Bàn về thanh thế, thậm chí còn mới vừa rồi ma cửu xích vậy một dìu bên trên. Có thể, làm vô số ma tộc đáy lòng phát rét một màn, xuất hiện. Vậy bảy đạo cực kỳ công kích, hóa làm một thể, công về phía Diệp Thần kiếm mang, lại, không một ngoại lệ rối rít mất đi. Thậm chí, vậy bảy tên ma tộc bên trong lần này xuất chiến người mạnh nhất, đều ở đây hơi thở phản chấn dưới, từng ngụm hộc máu. Trong đó ba tên ma tộc. Không tránh kịp dưới, bị kiếm kia mang cuốn vào trong đó, lại là liền kêu thảm thiết cũng không có phát ra, liền trực tiếp hóa thành xương máu tiêu tán. Yên lặng, như chết yên lặng. Trong trời đất này nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, đều là ngây ngốc nhìn cầm kiếm đứng yên thương khung dưới Diệp Thần. Bọn họ trong lòng, lại là không hẹn mà cùng, sinh ra cùng một cái ý nghĩ. Cái này, chính là thần sao. Mà Diệp Thần chính là mặt lộ vẻ cười lạnh nhìn đang từng ngụm thở hào hển, chưa tỉnh hồn ma cửu xích, nhàn nhạt nói. Mới vừa rồi, người không phải nói, nhân tộc trước người yêu trang, trên thực tế, nhưng khiếp đảm, hèn yếu. Bây giờ thế nào, ta làm sao phát hiện, trốn, không phải ta, mà là ngươi đâu. Lấy hung hãn nổi danh thiên ma nhất tộc, lại sẽ ném xuống vũ khí chạy trốn, thật là trăm văn không bằng vừa gặp à. Trong mắt hắn, bỗng nhiên âm lạnh xuống nói, ta nói ngươi không có tư cách để cho ta trả giá thật lớn, ngươi cảm thấy có sai sao? Ma cửu xích chặt chẽ cắn răng, không dám lời nói, mà một đám ma tộc, đối mặt Diệp Thần một người, trong chốc lát lại là không người dám động thủ. Mà cùng ma tộc ngược lại, chính là nhân tộc cùng yêu tộc, bọn họ từng cái cặp mắt bên trong, ánh sáng lóng lánh, vô cùng được kích động, hưng phấn. Mắt gặp những cái kia chí cường ma tộc. Ở Diệp Thần trước mặt, cũng giống như con kiến hôi vậy, những chiến sĩ này, không khỏi được quân tâm đại định. Liền vào giờ khắc này, Diệp Thần trong mắt, hàn mang bạo tránh nói, tất cả người nghe lệnh, phát động phục ma đại trận, giết cho ta. Người bất kỳ không được thối lui, người trái lệnh chết. Diệp Thần lại là vô cùng quả quyết, thừa dịp phe địch quân tâm dao động, ta phương sĩ khi tăng cao thời điểm, phát động tổng công. Giết. Trong chốc lát. Phục ma trên núi, tiếng la giết chấn thiên, năm tòa phục ma núi, tản mát ra ngũ sắc quang hoa, ngưng kết thành một tòa ngũ hành đại trận,
đem tất cả vực ngoại thiên ma khốn vào trong trận, vậy 30 triệu chiến sĩ, hướng 300.000 ma tộc, đạp chết đi. Mà Diệp Thần chính là phong tỏa ma cửu xích, cùng với vậy mấy tên còn sót lại mạnh mẽ ma tộc tồn tại. Hắn không để cho Thanh Đế cùng Long Hy Viện đối phó những ngày qua ma, tới một cái, Thanh Đế mới vừa mới tiến cấp, Long Hy Viện kinh nghiệm chiến đấu không đủ, hai người, đều không phải là những thực lực này thậm chí vượt qua cùng cấp thiên ma đối thủ. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, nhân tộc mặc dù số lượng xa hơn tại vực ngoại thiên ma, nhưng, chiến lực trên, lại có chênh lệch không nhỏ, những thứ này chênh lệch, cần dựa vào Thanh Đế cùng với Long Hy Viện, mới có thể đền bù. Trong chốc lát, vậy từng cái tàn bạo, dữ tợn thiên ma, nhìn những cái kia không sợ chết đánh thẳng tới thần quốc đại quân, lại là có chút sợ. Kiếm mang cuồn cuộn, quyền ảnh trùng điệp, máu tươi, ngay tức thì tràn ngập năm đại phục ma sơn, thoáng qua tới giữa, hai bên, liền đều có rất nhiều thương vong. Lúc này, Long Hy Viện chặt chẽ cắn răng, mắt đẹp run run, nàng mặc dù cậy mạnh, thậm chí thường xuyên một mất hứng, liền đem người đả thương Vân. Vân, nhưng, từng giết người, trên thực tế không hề nhiều, lúc nào gặp qua máu tanh như thế tình cảnh. Có thể đối mặt tất cả gào thét vọt tới ma tộc, nàng chỉ có thể cưỡng ép ổn định tâm thần, không ngừng ra tay. Máu tươi, dần dần đem áo quần nhiễm thấu, có nhân tộc máu tươi, cũng có ma tộc máu tươi. Nàng cảm giác mình sắp điên rồi, ước gì mau trốn cách nơi này chỗ, có lúc, không ngừng giết người, giết chết cái khác loài, cũng là một loại gánh vác. Nhìn trước mắt không ngừng bể tan tành thân thể, tay chân, nghe ma tộc cùng nhân tộc kêu thảm thiết, Long Hy Viện cảm giác đạo của mình tim đều phải không yên, đều phải nhập ma. Có thể, nàng chỉ có thể cố tự chấn định. Bởi vì, Diệp Thần giao cho nàng nhiệm vụ, là bảo vệ Diệp Thần người phụ nữ, sư trưởng. Nguyên bản, Long Hy Viện đối với Diệp Thần mệnh lệnh, còn có chút dương thịnh âm suy cảm giác, nhưng lúc này, cái này thuở nhỏ cuộc sống ở biển sâu bên trong hải tộc thiếu nữ, nhưng là xác xác thật thật bị cái đó lấy sức một mình, nâng lên cả thế giới nam tử, nơi đánh động. Không khỏi, nàng chẳng muốn phụ lòng Diệp Thần đối với nàng mong đợi, như vậy, thật là so chết càng làm cho nàng không cách nào tiếp nhận. Chết! Long Hy Viện ánh mắt đông lại một cái, chỉ gặp Đồ Lan Tâm lúc này, bị một đầu thiên thần cảnh trung kỳ thiên ma, đẩy vào tuyệt cảnh, một trương đại khẩu, lại là muốn trực tiếp đem Đồ Lan Tâm nửa người trên cắn đứt. Mà Đồ Lan Tâm lúc này hơi thở rối loạn, mặt đẹp một phiến trắng bệch, đối mặt vậy cắn tới miệng khổng lồ, lại là chút nào sức chống cự cũng không có, chỉ có thể ngơ ngác chờ chết, trong mắt, tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Nhưng đột nhiên tới giữa, phảng phất có một đạo làm người ta hít thở khó khăn sóng lớn xoắn tới, vậy nguyên bản muốn cắn một cái thiên ma, thân hình, ngay tức thì đóng lại. Ngay sau đó, liền ở đó sóng lớn giống vậy kiếm ý bên trong, phát ra một tiếng hét thảm, liền vặn vì nghiền. Long Hy Viện thở hào hển xuất hiện ở Đồ Lan Tâm bên người, mới vừa rồi, nàng tựa hồ so Đồ Lan Tâm mình, cũng phải sợ. Sợ Đồ Lan Tâm chết ở vậy ma tộc trong miệng. Đồ Lan Tâm nhìn về phía Long Hy Viện, không có nói gì nhiều, mà là lập tức ăn vào một quả máu đỏ đan dược, chữa thương. Trên chiến trường, liền thời gian nói chuyện cũng không có. Tất cả người, đều ở đây đem hết toàn lực chém giết. Có một chút điểm thở dốc cơ hội, hoàn toàn dùng để khôi phục. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể ở trên chiến trường, kiên trì được lâu một chút. Mà viên thuốc đó, là Diệp Thần luyện chế mà thành đan dược, chữa thương năng lực, cực kỳ cường hãn. Cũng coi là lần này chiến tranh, nhân tộc cùng yêu tộc một trong những lá bài tẩy, nếu không, hai tộc căn bản không có cùng sinh mệnh lực cực mạnh vực ngoại thiên ma chiến đấu vốn. Mà lúc này, ma cửu xích nhìn hướng mình nhanh chóng mà đến Diệp Thần. Mắt tím bên trong, bỗng nhiên bộc phát ra một cổ vẻ độc ác, chợt quát lên, mấy người các ngươi, cũng tới đây cho ta. Vậy mấy tên bị thương thiên ma chí cường giả nghe vậy, hơi sững sờ, nhưng, vẫn không do dự chút nào hướng ma cửu xích đi. Dẫu sao, đối mặt Diệp Thần cái này sát thần, cũng chỉ dựa vào ma cửu xích mới có một chút chiến thắng hắn có thể, không phải sao? Có thể. Sẽ ở đó mấy tên thiên ma xuất hiện ở ma cửu xích bên cạnh ngay tức thì, ma cửu xích lại là chợt một trương đại khẩu, quanh thân, bộc phát ra một hồi mãnh liệt lực cắn nuốt. Thừa dịp mấy vị kia ma tộc không có đề phòng, trực tiếp đem bọn họ, toàn bộ cắn nuốt. Vậy mấy tên ma tộc,
sắc mặt cuồng biến, vô cùng tuyệt vọng giận dữ hét, đáng chết ma cửu xích, ngươi lừa dối chúng ta. Ta không muốn bị chiếm đoạt à. Ma cửu xích, ta thành quỷ, vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Dừng tay à. Có thể, những thứ này gầm thét, rất nhanh liền yên lặng đi xuống, vậy mấy tên thiên thần cảnh ma tộc, hoàn toàn bị ma cửu xích, nuốt vào trong miệng. Trong chốc lát, vô cùng mãnh liệt ma khí, từ ma cửu xích trong cơ thể, bộc phát ra, hắn hơi thở lại là mơ hồ đột phá một tầng thứ. Bất quá, bỗng nhiên nuốt vào mấy tên mạnh mẽ tồn tại, cho dù là vực ngoại thiên ma, cũng có chút chịu không nổi, ma cửu xích thân thể, một hồi bành trướng, dường như muốn bị trong cơ thể cường đại lực lượng căng bể vậy. Diệp Thần đôi mắt híp một cái, hàn mang chớp động nói, người lấy là cắn nuốt đồng tộc, là có thể giành được ta. Hừ, một lần cắn nuốt bốn tên thiên thần cảnh ma tộc, không chịu nổi liền chứ. Loại trạng thái này, giết ngươi ngược lại hơn nữa ung dung. Diệp Thần tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội, cả người linh lực cuồng trào, diệt thiên kiếm quyết, đồ thần chém, phát huy đến trình độ cao nhất, áp đảo thần quốc trên cực kỳ một kiếm, hướng ma cửu xích, ầm ầm chém xuống. Có thể đối mặt Diệp Thần một kiếm này, ma cửu xích dữ tợn trên gương mặt, nhưng là hiện lên nụ cười quỷ dị nói, thiên ma đốt máu pháp, cho ta mở ra. Bỗng nhiên tới giữa, một cổ nhiệt độ cao từ ma cửu xích trong cơ thể tản ra. Hắn cả người máu tươi, lại là thật nhanh đốt đốt. Vốn là, loại bí pháp này, chỉ có thể ngắn ngủi tăng lên tiềm lực, nếu như quá độ sử dụng, liền sẽ sứ căn nguyên khô kiệt mà chết. Nhưng, lúc này ma cửu xích cắn nuốt bốn tên thiên thần cảnh đồng tộc, trong cơ thể năng lượng, nguyên bản liền hơn phải hơn tràn ra. Đây là sử dụng thiên ma này đốt máu pháp, nhưng vừa vặn đạt tới nào đó loại thăng bằng. Dĩ nhiên, dù vậy, đối với thân thể gánh vác, vẫn là vô cùng to lớn. Nhưng lúc này đối mặt Diệp Thần, ma cửu xích nơi nào còn để ý như vậy nhiều. Cảm thụ trong cơ thể vậy mênh mông lực lượng, ma cửu xích gào thét một tiếng, sau lưng ma nhân hư ảnh, lần nữa hiện lên, lại một cây chiến phủ xuất hiện ở trong tay, nháy mắt tới giữa, ma khí cuồn cuộn, vậy ma nhân hư ảnh, giống như hoang cổ đại thần vậy, bộc phát ra một hồi ngút trời uy thế. Ma cửu xích quát lên, thiên ma chém rìu. Một rìu ra, thiên địa động. Cho dù là có chấn ma lực, vững chắc vô cùng ngũ hành phục ma núi, tựa hồ cũng không cách nào chịu đựng ma cửu xích cái này một dìu bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, không ngừng chấn động, vách núi bên trên, xuất hiện đạo đạo thâm thúy vết rách. Thiên ma này chém dìu, chính là vực ngoại thiên ma nhất tộc bên trong, đứng hàng trước 20 võ, uy thế thông thiên triệt địa, cho dù so với thượng giới một ít khá là vũ khí cường đại, vậy chút nào không kém. Mà ma cửu xích là thiên ma nhất tộc bên trong ở trên trời ma chém rìu trên thành tựu, đủ để đứng vào trước trăm tồn tại. Không biết có nhiều ít vực ngoại quái vật cùng với dám khiêu chiến ma cửu xích thiên ma, chết thảm ở hắn chiến phủ dưới, chớ nói chi là, hôm nay ma cửu xích, là cắn nuốt đồng tộc sau đó, sử dụng thiên ma đốt máu pháp, lực lượng chợt tăng trạng thái. Có thể tưởng tượng được, cái này một rìu, có kinh khủng dường nào. Đối mặt cái này một rìu, cho dù là Diệp Thần, thần sắc cũng có chút âm trầm xuống. Ma cửu xích thấy Diệp Thần thần sắc, trong mắt vui vẻ, hơn nữa đậm đà. Một khắc sau, Diệp Thần vậy tản ra từng cơn khí tức hủy diệt đen nhánh trường kiếm, rốt cuộc cùng ma cửu xích trong tay rìu lớn, phát sinh va chạm. Ầm một tiếng vang thật lớn, hai bên chung quanh hư không, từng cơn bể tan tành, đối mặt đây tuyệt mạnh một rìu, Diệp Thần rốt cuộc bị thương. Hắn trên cánh tay xuất hiện một đạo sâu có thể đụng cốt vết thương, máu tươi tràn ra. Ma cửu xích nhìn Diệp Thần vết thương trên cánh tay miệng, cười, vô cùng liều lĩnh cười, hắn đang muốn mở miệng, giễu cợt Diệp Thần, nhưng đột nhiên gian, nụ cười kia, nhưng là đọng lại. Tại sao? Ma cửu xích chậm rãi cúi đầu xuống, hướng mình nửa người dưới nhìn, ánh mắt hắn có thể đạt được chỗ, lại là trống trơn như vậy. Nửa người dưới lại hoàn toàn bị Diệp Thần một kiếm này, chém thành hư không à? Tại sao có thể như vậy? Ma cửu xích phát ra một tiếng hoảng sợ gầm thét, bổn tôn cắn nuốt mấy tên thiên thần cảnh tồn tại, lại thi triển thiên ma đốt máu pháp, thực lực đã đột phá, tại sao, bại vẫn là ta? Hắn không dám tin tưởng, thật không dám tin tưởng. Trước mắt tên này nhân tộc thanh niên, lại mạnh đến như vậy bước à? Diệp Thần lạnh lùng nhìn ma cửu xích, không nói một lời,
trên cánh tay vậy vết thương ghê rợn, lúc này, đã xu hướng tại di hợp. Có thể đem hết thảy chém thành hai nửa một diều, đối với Diệp Thần cũng bất quá là tạo thành loại trình độ này thương thế thôi. Diệp Thần, tại sao hội âm nặng? Bởi vì thời gian. Cũng không phải là bởi vì, mà cửu xích thi triển bí pháp sau đó, Diệp Thần cảm giác mình không cách nào chiến thắng hắn. Mà là bởi vì, cuộc chiến đấu này sẽ tốn thêm trên một chút thời gian. Có thể cái này một chút thời gian trễ nãi, vậy thần quốc chiến sĩ, muốn chết bao nhiêu người? Chớ nói chi là, tiêu diệt ma cửu xích sau đó, còn có lãnh gia người cần phải giải quyết. Diệp Thần, hoa không dậy nổi. Thời khắc này Diệp Thần mỗi một phút, mỗi một giây, nghe bên tai quanh quẩn từng tiếng người nào chết kêu lên, từng tiếng bị thương sợ hãi kêu, Diệp Thần tim, cũng đang rỉ máu. Một khắc sau, Diệp Thần thân hình một cái chớp động, liền xuất hiện ở ma cửu xích trước người, một kiếm ngay đầu đánh xuống. Lúc này ma cửu xích, nửa người dưới bị có khí tức hủy diệt kiếm quang hoàn toàn chém bể, cho dù lấy thiên ma tộc sinh mệnh lực mà nói, đều là trọng thương đến không thể lại bị thương nặng. Hắn nhìn xuất hiện ở trước mắt, sát thần vậy Diệp Thần, đã lại cũng không có chút nào chống cự tâm tư, quanh thân màu tím máu tươi, đem thân thể hoàn toàn bọc, lại là trực tiếp bỏ xuống vẫn còn ở phấn chiến thuộc hạ, trực tiếp biến thành một đạo màu tím ánh sáng rực rỡ, hướng ngũ hành phục ma đại trận ra, phi độn đi. Những cái kia vẫn còn ở chém giết bên trong ma tộc thấy vậy, đều là không khỏi được sững sốt một chút, trong miệng hét hò, trong chốc lát đều ngừng lại, một đôi mắt tím, đều rung động phe phẩy. Tướng lãnh đều đã chạy trốn, bọn họ còn có cái gì tốt tiếp tục chiến đấu. Trong nháy mắt, nguyên bổn đã dần dần bắt đầu chiếm cứ ưu thế thiên ma đại quân, bởi vì ma cửu xích chạy trốn, khí thế lần nữa rơi xuống đáy cốc. Thậm chí, không thiếu ma tộc, lại là giống vậy không để ý hết thảy hướng ngũ hành phục ma đại trận ra phóng tới. Có thể, chạy thoát sao? Diệp Thần cười lạnh một tiếng nói, muốn chạy trốn. Ngươi, để cho ta hoa thời gian, đã quá lâu. Một khắc sau, kiếm quang chớp mắt, diệt thiên kiếm quyết ra. Xa xa, sắp phá trận ra màu tím ánh sáng rực rỡ bên trong, phát ra một tiếng hét thảm, cái này mạnh mẽ thiên ma, biến thành một hồi xương máu tiêu tán. Sát kiếm bên trên, huyết quang chớp mắt, liền đem vậy ma cửu xích trong cơ thể tử tiêu thạch, thu vào trong tay. Đột nhiên, Diệp Thần nhìn về phía một cái hướng khác hư không, mở miệng nói, nhìn đủ chưa? Có phải hay không, hẳn đi ra. Hôm nay, bởi vì ma cửu xích chạy trốn, trên chiến trường không hề thiếu muốn chạy thục mạng ma tộc, chết tại nhân tộc cùng yêu tộc chiến sĩ trong tay, chàng thượng cục diện, bắt đầu hướng nhân tộc nghiêng. Diệp Thần khẽ thở phào nhẹ nhõm, như vậy, hắn cũng có thể hơn nữa an tâm đối phó lạnh người nhà. Dẫu sao, lãnh gia người không phải hắn có thể một bên tiêu diệt thiên ma chiến sĩ, một bên cùng chi chiến đấu đối thủ, như vậy, dĩ nhiên là sớm một chút giải quyết, sớm một chút an tâm. Nếu không, nếu như Diệp Thần hiện tại liền ra tay, trợ giúp nhân tộc cùng yêu tộc chiến sĩ công phạt ma tộc, vạn nhất một cái không cẩn thận bị lãnh gia người đánh lén, há chẳng phải là lật thuyền trong mương. Huống chi, cái này là ma tộc thứ nhất sóng tấn công, hôm nay vực ngoại phong ấn, không biết bị dạng gì tồn tại ngắn ngủi phá vỡ một phần chia. Nhưng, còn không cách nào để cho quá nhiều số lượng cùng với quá cường đại thiên ma xâm lược tất cả đại thần nước. Chân chính đáng sợ chiến đấu, là nửa năm sau công kích. Linh võ đại lục, cùng với thất đại thần quốc, muốn chân tránh bình an vượt qua, dựa vào hắn một người. Là không có ích lợi gì, nhất định phải dựa vào tất cả mọi người chung nhau cố gắng. Mà mảnh đất này, muốn phải nhanh cường đại lên, nhất định phải trải qua máu tươi tẩy rửa. Diệp Thần có thể dự gặp, cuộc chiến đấu này chỉ huy, tại chỗ võ giả, yêu tộc, có thể sẽ chết hơn nửa, nhưng, phục ma điện toàn thân thực lực, nhưng sẽ có chất thay đổi. Dĩ nhiên, máu tươi tẩy rửa, cố nhiên trọng yếu, cũng phải có ở đây không tổn thương đạt tới bổn nguyên dưới tình huống. Nếu như phục ma điện đại quân, người đều chết được xong hết rồi, lại tẩy rửa, thì có ích lợi gì? Bất quá, dưới mắt hình thức, nhưng là rèn luyện mọi người tốt nhất cơ hội. Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, trong hư không, chính là chập chờn cùng nhau, hiện ra hai đạo thân ảnh, một người mặt mũi anh tuấn, màu da có chút trắng bệch, mặc kim bào, khí chất cao quý, trong mắt tràn đầy ngạo nghễ cùng vẻ khinh bỉ thanh niên, cùng với một người tóc bạc hoa râm, mắt tam giác.
nhìn như khá là âm trầm quần áo đen bà lão. Thanh niên kia thực lực không tệ, tuổi tác vẫn chưa tới 500 tuổi, đã là thiên thần cảnh 6 tầng thiên cỡ đó. Hơn nữa, hắn trên tay phải, cầm một chuôi có hồng ngọc vậy đẹp vỏ kiếm trường kiếm. Trên trường kiếm, tản ra từng cơn làm người ta sợ hãi sắc bén hơi thở, thanh kiếm này, bất ngờ là một kiện cực kỳ cường đại vũ khí. Hơn nữa, phẩm chất cực cao. Thậm chí có thể cùng hiện tại đã tháo ra một phần nhỏ phong ấn sát kiếm như nhau. Dĩ nhiên, nếu như toàn bộ phong ấn tháo ra, sát kiếm tuyệt đối có thể trấn áp kiếm này. Không đúng, chỉ cần lại tháo ra một đạo phong ấn, sát kiếm liền đủ để trấn áp. Cho nên Diệp Thần lại không quá mức để ý, mà là đem sự chú ý, hoàn toàn đặt ở quần áo đen bà lão trên mình. Cái này quần áo đen bà lão, cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hắn ánh mắt điên cuồng chớp động, trước mắt cái này bà lão, bất ngờ là một người thiên thần cảnh tầng 8 thiên tồn tại. Hôm nay Diệp Thần, lá bài tẩy dốc hết dưới tình huống, thực lực đại khái tương đương với thiên thần cảnh 6-7 tầng thiên, nhưng là có chênh lệch không nhỏ. Diệp Thần sắc mặt, dần dần âm trầm, khó xem, hắn tính sai. Lạnh người nhà thực lực, so hắn tưởng tượng mạnh hơn. Diệp Thần hít sâu một hơi, nếu như vạn bất đắc dĩ, hắn đành phải hợp lại hết tất cả, cháy hết thảy, cũng phải đem cái này hai người tiêu diệt. Lãnh gia người chỉ cần còn sống, linh võ đại lục cùng thần quốc liền vĩnh viễn không có an ninh ngày. Lão kia ẩu trong mắt chớp động, tràn đầy nếp nhăn trên gương mặt, hiện lên một tia cười lạnh nói, Diệp Thần, người không phải kêu lão thân đi ra không? Làm sao hiện tại, thần sắc có điểm không đúng, có phải hay không cảm giác được mình tính sai, hối hận? Nàng một mắt, liền tựa như nhìn thấu Diệp Thần nội tâm. Diệp Thần đã áp chế rất khá, có thể vậy từng tia tâm trạng chập chờn, lại không có tránh được bà lão ánh mắt. Diệp Thần lạnh lùng nói, các ngươi là lãnh gia người. Vẫn là nói là đế uyên điện chó. Lão kia ẩu nghe vậy, lưng thẳng tắp một ít, mặt đầy vẻ ngạo nghễ mở miệng nói, ngươi sẽ hối hận nói ra câu nói sau cùng kia, lão thân chính là lãnh gia chấp sự một trong, tên là Lý Tú Nga. Ở lãnh gia nhiều người chấp sự bên trong, xếp hạng thứ 37, thằng nhóc, người biết cái này ý vị như thế nào không? Diệp Thần cười nhạt một cái nói, không biết, nhưng là, không phải 38, mà là 37, lại để cho ta có chút ngoài ý muốn. Lý Tú Nga nghe vậy, trên mặt vẻ giận dữ cùng nhau, quát lên, đồ khốn, lúc này, còn dám đùa bỡn ba hoa. Ý vị này, lãnh gia chỉ là chấp sự, còn có 36 tên. So lão thân càng cường đại hơn tồn tại. Mà ở chấp sự bên trên đâu, còn có cung phụng, còn có trưởng lão, còn như chúng ta lãnh gia gia chủ, lão tổ, lại là người căn bản không cách nào tưởng tượng tồn tại. Vừa nói, nàng nụ cười đổi được châm chọc đứng lên nói, hiện tại, ngươi hẳn rõ ràng, cùng lãnh gia đối nghịch, là một kiện chuyện ngu xuẩn dường nào liền chứ. Ha ha, dư thịnh đem ngươi hình dạng được biết bao nghịch thiên, nhưng mà đâu. Ở lãnh gia, người thực lực căn bản không coi vào đâu, cho dù là ở chấp sự bên trong, đứng hàng thứ 37 lão thân, liền đủ để đem ngươi nghiền ép. Ngươi biết tại sao, lần này chỉ là lão thân trước tới nơi này sao? Diệp Thần nhàn nhạt nói, bởi vì ngươi rất dỗi rãnh. Lý Tú Nga hừ lạnh nói, bởi vì, ở lãnh gia người xem ra, ngươi nối thành là lãnh gia đối thủ tư cách cũng không có. Chỉ là một cái phái một người làm liền có thể tùy ý nghiền chết côn trùng nhỏ thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 159.